Chương 927, Lưu Manh. Chẳng có gì độc ác hơn việc để người của mình đi hại người của mình cả. Quản tự là người Trung Quốc, Lam Thiên Hộ cũng là người Trung Quốc. Hai người Trung Quốc hùng hồn đứng ra trấn hưng Trung Y, tất cả mọi người đều hoan hô ủng hộ họ nhiệt tình, nhưng dân chúng không bao giờ có thể ngờ được rằng những người anh hùng mà họ dâng tặng những bó hoa tươi cùng tiếng vỗ tay khen ngợi lại đâm cho Trung Y một nhát dao từ sau lưng của Trung Y. Nếu vào lúc này mà Tần Lạc đột nhiên xảy ra một sự cố gì đó trong việc chữa trị hoặc đứng ra nói rằng Trung Y nên bị vứt bỏ đi một cách phản khoa học thì sẽ đem tới một cơn lốc hay một cơn chấn động vô cùng lớn. Tất cả mọi người đều ngẩn tò te chết đứng người không biết phải làm thế nào, đến hắn còn nói như thế rồi thì Trung Y dược còn có tin tưởng được không đây? Có điều là cái khiến cho Tần Lạc cảm thấy kỳ lạ, đó là vì sao những người đó trước giờ không tìm đến mình nhỉ? Là do tiếng tăm của mình không đủ lớn ư? Hiển nhiên là không phải vậy rồi. Do tầm ảnh hưởng của mình không đủ mạnh, lại càng không phải thế. Thế thì nguyên nhân là vì sao? Rất nhanh, Tần Lạc liền tìm ra được đáp án. Có lẽ là mình nhìn có vẻ chính phái quá đây mà. Tần Lạc nghĩ thầm, bọn chúng thấy vẻ ngoài của mình chính khí thế này, nên chắc đã chủ động từ bỏ kế hoạch mua chuộc mình cũng nên. Bị người ngoài làm cho thương tổn thì mình còn có thể nói là, không phải là người cùng chủng tộc mình thì ắt sẽ không một lòng một dạ, thế nếu chính người cùng chủng tộc với mình dùng dao đã thương người thì sao? Chúng ta còn có thể dùng lý do hay viện cớ gì để giải thích, để che giấu đây? Chúng ta làm thế nào để có thể an ủi những con người thương thích đầy mình kia? Bọn chúng chắc là hận anh lắm. Ly nói, cái chết của quản tự và ất can giải độc vương không thể tung ra thị trường đều có liên quan tới anh. Quả đúng là như vậy, Tần Lạc trong tình trạng chưa biết rõ sự tình bên trong thế nào mà đã ngăn chặn được bao nhiêu lần công kích của bọn chúng. Nếu không phải tình cảm giữa Tần Lạc và quản tự bị sứt mẻ, thì kế hoạch danh y đường cũng sẽ không bị lộ ra ngoài ánh sáng một cách vội vã như thế. Hơn nữa sự kiện thuốc giả của danh y đường làm cho người ta chết dẫn tới ảnh hưởng ác liệt cũng đã bị vầng hào quang của Tần Lạc ở Hàn Quốc bao phủ một cách nhanh chóng. Không những không làm tổn hại đến căn cơ của Trung Y, mà ngược lại còn khiến cho bọn chúng bị tổn thất nặng nề. Còn tiếng tăm của Trung Y thì ngày càng nổi như cồn sau những đợt chơi trội của Tần Lạc, không những thế nó còn có dấu hiệu hưng thịnh trở lại. Cái chết của quản tự quả đúng là có liên quan đến tôi. Tần Lạc nói. Đây là sự thực không thể phủ nhận được, vì quản tự vốn là không chịu được cực hình từ cây ngân châm mà chết. Nhưng ất can giải độc vương thì không phải là do tôi mà không được tung ra thị trường. Không phải anh đã ngăn cản đó sao? Ly nghi hoặc hỏi lại. Đúng là tôi đã ngăn cản, nhưng em không thấy là chuyện này quá kỳ quái hay sao? Tần Lạc cau mày nói. Bọn chúng làm cho nó nổi đình nổi đám lên, sau đó còn mời tôi đến làm khách mời đặc biệt, đồng thời trò chuyện với Lam Thiên Hộ. Bọn chúng cố tình để lộ ra lỗ hổng này. Vì sao bọn chúng lại làm vậy? Vì bọn chúng biết là loại thuốc này rất khó được tung ra thị trường, hoặc bọn chúng căn bản là không hề có dự định tung loại thuốc này ra thị trường. Bọn chúng cố tình làm lớn chuyện lên như vậy để gây xôn xao dư luận, chính là muốn hại Trung Y một lần nữa. Hiện giờ trên toàn thế giới đều biết Trung Y đã hạ được viêm gan B, nhưng ất can giải độc vương thì mãi vẫn không được bán ra thị trường. Như thế thì chúng ta phải giải thích thế nào với bên ngoài đây? Chẳng lẽ chúng ta lại nói là thực ra thì Trung Y không hề công phá được bệnh viêm gan B, và những việc khi trước đều là trò đùa hay sao? Qua những lời giải thích của Tần Lạc thì Ly cũng cảm thấy bên trong sự việc có vấn đề, liền nói, bọn chúng cố tình gây phiền toái cho anh. Hơn nữa bọn chúng còn cho rằng tôi nhất định là không phá giải được cái ẩn số này. Tần Lạc cười nói. Nếu bọn chúng đã có phương thuốc đó thì cũng đồng nghĩa với việc đã tìm người nghiên cứu qua hết rồi. Bọn chúng cũng biết cả việc hai loại dược tính trong thuốc xung khắc với nhau làm tổn hại đến tim, nhưng bọn chúng không giải quyết được, à cũng dám chắc rằng người khác cũng không giải quyết được giống mình. Như thế thì Trung Y lại một lần nữa rơi xuống vực sâu, khó mà ngóc dậy nổi. Đây chính là mục đích của chúng. Lẽ nào lại đơn giản như vậy? Có thể giải quyết được không? Tôi cũng không biết nữa. Đúng vào lúc này thì chiếc di động trong túi Tần Lạc rung lên. Vì di động nằm ở túi ngực bên trái, hắn bắt buộc phải dùng tay phải để móc điện thoại ra. Tay phải của hắn rời khỏi đôi bàn tay nhỏ nhắn của Ly, tay trái giả bộ như không biết gì cứ thế mà giơ ra. Đến giờ Ly mới phát hiện thấy có gì đó không ổn, thì ra là trong lúc Tần Lạc ngăn cản nàng cởi bỏ chiếc vòng xuống thì đã thừa cơ nắm gọn tay nàng vào tay hắn rồi. Bây giờ hắn cần tới bàn tay đó để rút điện thoại ra mà vẫn không chịu bỏ cuộc, lại còn dùng bàn tay còn lại để sờ mó tiếp nữa. Anh muốn làm gì?
Ly tức giận nói. Cái gì mà muốn làm gì? Tần Lạc ngơ ngác hỏi. Tay của anh. Tay của tôi. Tần Lạc nhìn xuống đôi bàn tay của mình, nói, có vấn đề gì sao? Đồ lưu manh, Ly hứ lên một tiếng rồi quay người đi về phía căn nhà màu trắng. Đi đến chỗ Tần Lạc không thể nhìn thấy mình nữa rồi thì khóe miệng nàng khẽ mỉm cười một cái. Tần Lạc cũng mỉm cười nhìn theo bóng dáng của nàng, sau đó mới giơ điện thoại lên nghe. Mặc dù thời gian tiếp xúc không nhiều, nhưng cảm giác thật là dễ chịu. Quả nhiên sau khi Tần Lạc nói ra những suy đoán của mình thì người của nhị môn nhất phái đều giận đến sôi người. Bọn Tây này thật đáng ghét hết sức, chúng ta liều chết với chúng đi. Trung y đã làm gì bọn chúng mà bọn chúng lại hạ độc thủ với trung y như thế chứ? Đây không phải là lần đầu tiên bọn chúng làm chuyện này rồi. Ngày trước đã làm không ít, trung y mà bị lụi bại thì bọn chúng chính là những thủ phạm chính gây nên. Việc đi lại, ăn ở và nhu cầu thiết yếu của những người này có quan hệ mật thiết với trung y, hơn nữa còn mang trong mình trọng trách nặng nề là trấn hưng trung y nữa. Bọn họ là những người ủng hộ và bảo vệ trung y hết mình nhất. Khi nghe nói có người có ý đồ hủy diệt trung y thì trong lòng tất yếu sẽ trào lên một niềm căm phẫn. Phải tiêu diệt hết bọn chúng mới được. Một người trước giờ vẫn ôn hòa nho nhã như cốc thiên phàm cũng lộ vẻ giận dữ. Choang! Âu Dương Lâm ném viu tách trà trong tay mình lên tường, giọng cứng ngắt nói, có biết bọn chúng là ai không? Sắc mặt anh ta xa sầm lại, giống như là có mối thù sâu đậm gì với bọn chúng vậy. Tần Lạc thất kinh, tên này sao có thể tức giận đến mức này nhỉ? Anh ta có một người anh trai. Tô Tử đứng cạnh khẽ nói với Tần Lạc, anh trai anh ta là một kỳ tài của quỷ y phái. Cũng là một người trẻ tuổi có tài nhất trong nhị môn nhất phái. Chúng em đều đặt hết hy vọng lên anh ấy, cho rằng chỉ có anh ấy mới có thể hoàn thành được trọng trách cứu vãn trung y, nhưng cuối cùng thì anh ấy lại ra đi. Anh ấy đã tự sát. Tần Lạc giờ mới hiểu ra vì sao mà Âu Dương Lâm lại thù hận cái tổ chức muốn phá hoại trung y đến thế, thì ra là anh ta có người thân bị bọn chúng hãm hại. Âu Dương Lâm có một người anh trai cùng mẹ cùng cha. Vì rất có thiên phú về trung y nên rất được cha mẹ và những người trong quỷ y phái yêu mến. Khi anh ta đi hành y thì nhị môn nhất phái đều nâng đỡ, hỗ trợ cho anh ta rất nhiều. Không lâu sau, tiếng tăm của anh ta liền nổi danh khắp Trung Quốc, những người tìm đến anh ta để xem bệnh cũng nườm nượp không ngớt. Nhưng khi anh ta dùng châm cứu để điều trị cho một thai phụ thì lại có sự cố xảy ra, vốn dĩ thai phụ chẳng có vấn đề gì to tát, nhưng sau khi được châm cứu xong thì lại chết ngay tại chỗ. Một con người, hai tính mạng, mẹ chồng của thai phụ biết được con dâu và cháu nội của mình đều tử vong ngay tại trận thì chạy đến chỗ khám bệnh của Âu Dương Chí đập đầu vào tường mà chết. Đây là tin tức làm xôn xao cả nước vào năm đó, Âu Dương Chí vì việc này mà danh dự xuống dốc trầm trọng, việc châm cứu để, một châm ba tính mạng, cũng đã trở thành một loại tà thuật, khiến cho người ta phải khiếp sợ. Âu Dương Chí sau khi quay trở lại quỷ y phái thì tinh thần sa sút hẳn, ngày nào cũng uống rượu giải sầu. Cuối cùng đã dùng ngân châm châm thẳng vào tử huyệt của mình. Về sau nhị môn nhất phái cảm thấy sự việc khá là kỳ quặc. Với những gì mà bọn họ biết được về Âu Dương Chí thì anh ta không thể phạm phải một sai lầm cấp thấp đến thế. Hơn nữa, huyệt vị mà anh ta châm cứu đâu có huyệt nào là tử huyệt đâu, thì thai phụ làm sao có thể tử vong đột ngột đến thế. Khi bọn họ có ý định tiến hành điều tra về việc này, thì cô trợ thủ của Âu Dương Chí bỗng nhiên biến mất. Nơi khám chữa bệnh của Âu Dương Chí cũng bị một trận hỏa hoạn thiêu cháy tất cả. Thi thể của thai phụ cũng được hỏa táng, tất cả mọi đầu mối đều bị đứt đoạn tại đây. Vì vậy mà sự kiện này cũng trở thành một vấn đề chưa được giải quyết. Nhưng cái kim đâm vào trong lòng người của quỷ y phái thì ngày đêm làm cho bọn họ đau nhức, khiến cho bọn họ không một ngày nào là không nhớ đến nỗi sỉ nhục và những tổn thất đã qua. Đây cũng là nguyên nhân mà Âu Dương Lâm sau khi nghe được những lời tường thuật lại của Tần Lạc thì đã tức đến ném bay tách trà trong tay mình đi, vì anh đúng là có một mối thù không đội trời chung với bọn chúng. Không tìm ra bất kỳ đầu mối nào trên thi thể bọn chúng cả. Tần Lạc nhìn Âu Dương Lâm nói, tất cả giấy tờ của bọn chúng đều là giả mạo hết, bao gồm cả hộ chiếu. Những tên này thật giảo hoạt, mỗi lần chúng phá bỏ kế hoạch thì đều đã tính toán tỉ mỉ hết cả rồi. Chỉ đáng hận là những người Hoa kia sao lại cam tâm làm tay sai cho bọn chúng được chứ? Khi bọn chúng nhìn ra được nguy hiểm thì lập tức cắt đứt liên hệ với những tên tay sai này. Làm cho chúng ta không thể nào nắm rõ được thân phận thật sự của bọn chúng. Cốc Thiên Phàm nói. Nhưng cứ ngồi đợi chờ chết này cũng không phải là cách. Tần Lạc cười nói, cái gì rồi thì cũng có cách giải quyết của nó thôi, chẳng có gì phải lo lắng như thế cả.
Việc cần làm nhất bây giờ đó là giải quyết vấn đề độc tính có trong ất can giải độc phương. Tôi có dự cảm rằng đợi sau khi chúng ta giải quyết được vấn đề này thì bọn chúng nhất định sẽ chịu không nổi nữa mà thò đầu ra tìm đến chúng ta đấy. Cốc Thiên Phàm nói với vẻ ngượng ngùng, chúng tôi định thử dùng phương thuốc khác để thay thế cho toàn phúc hoa với thiên ý. Tuy nhiên mặc dù đã thử vô số cách rồi, nhưng vẫn không tìm ra được hiệu quả bài độc nào hữu hiệu cả. Cốc Thiên Phàm được mọi người chọn làm tổ trưởng của tổ công phá này, hiện giờ nghiên cứu không có tiến triển gì thì ông ta cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Người trong Tần gia chúng tôi đã nghiên cứu cả mấy chục năm nay nhưng vẫn không thể thay thế được hai loại dược liệu này. Tần Lạc an ủi nói, có thể phải bắt tay từ phương diện khác cũng nên. Bắt tay vào từ đâu đây? Tần Lạc nhún vai một cái, nói, đây chính là nguyên nhân mà tôi mời các vị đến đây. Mọi người đang thương lượng về biện pháp giải độc của phương thuốc, thì từ bên ngoài cổng đột nhiên có tiếng ồn ào không ngớt. Bỏ tôi ra, sao anh lại bắt tôi? Mau bỏ tôi ra, có một người đàn ông cao lớn tiếng hét lên. Tần Lạc bước nhanh ra cổng thì thấy Giê-xu đang lôi một người đàn ông trung niên vào trong sân. Chương 928, Thám tử tư. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi. Anh ta lén lén lút lút lượn lờ quanh cổng. Giê-xu nói, anh ta đến Trung Quốc chưa được bao lâu mà đã học được câu, lén lén lút lút, mang đậm phong cách Trung Hoa rồi. Tần Lạc nhìn người đàn ông trung niên một cách kỹ lưỡng, gã ta có dáng người cao, gầy, mắt một mí, mặt một bộ đồ vest đen vừa vặn, chân đi đôi giày da bóng lộn mũi nhọn kiểu châu Âu. Bên mép còn có một nốt ruồi đen như bà mối vậy, khiến cho khuôn mặt ngựa vừa dài vừa gầy của gã trông nực cười vô cùng. Nhìn gã ta như có vẻ đang rất chi là giận dữ, chắc cũng biết Tần Lạc là người quan trọng nhất nơi đây, nên hét vào mặt hắn, vì sao các người lại bắt tôi? Dựa vào cái gì mà bắt tôi? Mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ kiện anh đấy. Anh là ai? Tần Lạc nhìn người đàn ông cao gầy hỏi. Hắn tin là Giê-xu không bao giờ vô duyên vô cớ lại đi bắt người về làm gì, nếu đã bắt người ta lại thì nhất định phải có nguyên nhân. Tôi là ai thì liên quan gì đến anh? Gã mặt ngựa sắc láo nói, như thể mình là một nhân vật ghê gớm lắm. Tần Lạc nhìn gã ta một cái rồi tủm tỉm cười nói, anh muốn biết cái gì? Tôi chỉ muốn biết là vì sao anh lại bắt người. Các người mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát đấy. Tần Lạc cười nói, di động của anh đang trong trạng thái tự do và đang ở trong túi của anh. Nếu anh muốn báo cảnh sát thì sao không hành động luôn đi? Gã mặt ngựa không ngờ là Tần Lạc lại chủ động khuyên mình báo cảnh sát, ánh mắt do dự chợt thoáng qua rồi biến mất, sau đó hắn rút di động trong túi ra, tức tưởi nói, được, nếu anh đã bảo tôi báo cảnh sát thì tôi sẽ báo cảnh sát cho anh xem. Vừa dứt lời, gã liền bấm số gọi cho cảnh sát rồi nói vào bên trong ống nghe, alo, cục cảnh sát phải không? Có người đang bắt giữ tôi bất hợp pháp, tôi nghi ngờ bọn họ muốn giết người. Giê-xu liền nhanh tay giật lấy chiếc di động trong tay gã ta rồi đưa nó cho Tần Lạc. Tần Lạc nhìn lên dãy số hiển thị trên màn hình, đây không phải là số điện thoại báo cảnh sát, chẳng ai có thể biết được dãy số này là gọi đến đâu. Tần Lạc dí sát mặt vào nhìn gã mặt ngựa, trầm giọng nói, tôi không có thời gian để đùa cợt với anh đâu. Nói cho tôi biết, là ai phái anh đến đây? Chẳng có ai phái tôi đến đây cả. Gã mặt ngựa né tránh ánh mắt của Tần Lạc với vẻ có tật giật mình, nói, tôi chỉ đi qua cổng thôi, thế mà tên danh tóc vàng kia lại bắt giữ tôi lại, tôi không biết anh đang nói cái gì. Tần Lạc chẳng có hứng thú gì để tra hỏi nữa, liền nhìn sang Giê-xu nói, cho anh 5 phút đấy. Không vấn đề gì, Giê-xu nhìn sang gã mặt ngựa rồi nở một nụ cười thích thú. Để tôi, Âu Dương Lâm đứng ở sau lưng Tần Lạc nói. Tần Lạc biết là anh ta đang vô cùng bực bội, liền giao người đàn ông này cho anh ta để anh ta phát tiết một phen. Rồi hắn gật đầu, nói, đừng để anh ta chết đấy. Làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Âu Dương Lâm quay qua nhìn gã mặt ngựa với ánh mắt như đang nhìn một con súc vật vậy. Các người muốn làm gì? Gã mặt ngựa cũng biết tình hình đang rất nguy hiểm, thì quay người định chạy trốn và gào lên, cứu tôi với. Cứu. Còn chưa nói hết câu thì gã đã bị đánh ngã nhào ra đất. Giê-xu nhấc bổng gã ta lên khỏi mặt đất rồi quay ra nói với Âu Dương Lâm, có lẽ tôi có thể giúp anh đấy. Cảm ơn anh, Âu Dương Lâm gật đầu đáp lại, sau đó đi đầu dẫn đường, dẫn Giê-xu đến một căn mật thất ở sau vườn. 10 phút sau, hai người Âu Dương Lâm và Giê-xu cùng bước ra ngoài. Tình hình thế nào rồi? Tần Lạc hỏi. Gã ta là thám tử tư trong hiệp hội trinh thám có tên là Hắc Miêu, gã ta được người ta thuê đi theo dõi anh. Âu Dương Lâm giải thích cho Tần Lạc,
Sau khi phát tiết một hồi xong thì tâm tình anh ta nhìn có vẻ tốt hơn rất nhiều. Ít nhất là không còn xa sầm như ban nãy nữa. Tôi tìm thấy trên người anh ta có một giấy chứng minh thư và danh thiếp nữa, gã ta có lẽ đã không nói dối, có điều là vẫn chưa có cách gì xác định được điều này. Vừa nói anh ta vừa giơ đống giấy tờ cho Tần Lạc. Trên danh thiếp có một hàng chữ được viết bằng bút chì, Lưu Uy, phó chủ bài chốt trinh thám Hiệp hội Trinh thám Hắc Miêu, tên trong giấy chứng minh thư cũng phù hợp với tên trong danh thiếp. Tần Lạc rút điện thoại từ trong túi mình ra gọi đến số điện thoại phòng làm việc có trên danh thiếp. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã truyền tới giọng nói uyển chuyển của một người phụ nữ. Alo, đây là Hiệp hội Trinh thám Hắc Miêu, xin hỏi tôi có giúp gì anh được không? Tần Lạc bị giọng nói ngọt ngào như đang rên rỉ kia làm cho đần thối ra, nhưng rất nhanh lại quay trở lại bình thường, điềm tĩnh hỏi, xin chào, tôi có việc cần nhờ đến sự giúp đỡ của Lưu Uy tiên sinh, xin hãy chuyển máy đến cho anh ấy. Xin lỗi tiên sinh, Lưu Thám Tử hiện giờ không ở công ty. Nếu anh có việc gì thì hãy gọi vào di động của anh ấy. Người phụ nữ tỏ ra tiếc nuối nói. Cảm ơn cô, Tần Lạc nói xong liền cúp điện thoại xuống. Hắn nhìn sang Giê-xu, nói, không có cách gì xác định được việc này có phải là do bọn chúng bày trò không. Anh tìm đến địa chỉ này xem thế nào. Nếu tìm ra được tin tức gì hữu dụng thì càng tốt. Từ sau khi biết được có một tổ chức thần bí đang ngầm đối phó với Trung Y, thì hắn ngày càng trở nên cẩn thận hơn, không bỏ qua dù là một chi tiết nhỏ, không hy vọng mình cũng trở thành một con cờ để hy sinh thay chúng giống như Lam Thiên Hộ. Tôi hiểu rồi, Giê-xu tiếp lấy tờ danh thiếp rồi bước nhanh ra ngoài. Tô Tử bước lại gần, hỏi, liệu có phải đang có người sốt ruột muốn biết xem chúng ta có tiến triển thuận lợi gì không chăng? Có thể lắm, Tần Lạc gật đầu đáp. Nếu đối phương muốn biết tình hình bên này có tiến triển gì không, mà lại không thể để lộ thân phận của mình, thì có thể thuê thám tử tư giúp đỡ được thôi. Làm thế thì một khi hành tung của tên thám tử tư bị phát hiện là bọn chúng lập tức cắt đứt liên hệ với bọn họ. Bây giờ chắc bọn chúng đã cao chạy xa bay rồi cũng nên. Cho dù Giê-xu có đến thẳng hiệp hội trinh thám, thì e rằng cũng không tìm ra được tin hữu dụng gì hết. Tần Lạc đẩy cửa phòng ra thì thấy một người đàn ông ngồi ở góc tường không khác gì một con chó chết, thấy vậy, Tần Lạc liền gõ gõ lên cánh cửa vài cái ra ý cho gã tỉnh lại. Người đàn ông mặt ngựa khó khăn lắm mới mở được mắt ra và nhìn Tần Lạc với ánh mắt sợ hãi, âm thanh nghẹn ngào, xin các anh hãy thả tôi ra. Tôi thật sự là không biết gì hết, tôi không biết gì hết thật mà. Bọn họ chỉ bảo tôi theo dõi anh, rồi nói lại hành tung của anh cho bọn họ. Chứ tôi thật sự là không biết gì mà. Tần Lạc giờ mới nhìn rõ được người đàn ông mặt ngựa, hai mắt tím bầm, máu be bét quanh miệng, nửa mặt sưng lên như bánh bao, còn bên mặt còn lại thì lại phẹt ra như cái bánh tráng, bộ đồ trên người sộc xà sộc sạch, đầu tóc thì rũ rượi, trên chiếc áo trắng muốt của gã còn đọng lại mấy vệt máu khô cong. Tần Lạc không khỏi tỏ lòng thương cảm đối với gã này. Đúng trong lúc Âu Dương Lâm đang lửa giận lôi đình thì gã ta lại đâm đầu vào, vừa vặn trở thành nơi cho Âu Dương Lâm xả giận. Từ những thương tích trên người của gã ta, thì có thể thấy được rằng Âu Dương Lâm không hề dùng phương pháp đặc biệt gì để xử lý gã, mà chỉ với một đôi tay không. Bọn chúng là ai? Nhìn như thế nào? Tần Lạc hỏi. Tôi không biết. Hử, Tần Lạc hứ lên một tiếng. Tôi thật sự là không biết gì. Ông nội của tôi thật sự là không biết gì mà, nếu tôi biết thì tôi đã nói cho anh rồi. Gã đàn ông mặt ngựa sợ sệt nói. Bọn họ liên hệ với tôi qua điện thoại. Cũng phát lệnh cho tôi qua đó, vì thế mà tôi căn bản là không biết bọn họ nhìn thế nào hết. Thế bọn họ trả tiền cho anh kiểu gì? Tần Lạc cười nhạt, không có tiền mà anh lại giúp bọn họ làm ư. Bọn họ chuyển tiền cho tôi qua ngân hàng, họ chuyển cho tôi 100.000 nhân dân tệ trước rồi nên tôi mới bắt tay vào điều tra, vừa mới chạm tay vào thì đã bị các anh bắt rồi. Lưu Uy nói với giọng tủi thân, vốn cứ cho rằng mình đã bắt được một con cá lớn, rồi có thể kiếm được cả một đống tiền lớn từ trong vụ này. Gã đã đúng là đã kiếm được một khoản lớn, chỉ có điều là đã biểu hiện rõ hết trên khuôn mặt gã ta rồi. Thằng đó sao mà độc ác thế chứ? Cứ tát liên tục lên mặt mình như cái tát của hắn ta rẻ tiền lắm vậy, làm cho mình đau đớn đến độ hôn mê bất tỉnh. Mình làm gì có thâm thù đại hận với hắn ta chứ? Sao hắn lại có thể nặng tay với mình thế được? Tiền được chuyển từ đâu tới? Tôi cũng điều tra qua rồi, là từ Hong Kong. Lưu Uy nói mà chẳng hề giấu giếm. Hong Kong, Tần Lạc lẩm nhẩm địa chỉ này một lúc, nói, anh chắc là không lừa tôi chứ. Ông nội của tôi ơi, anh nhìn mặt tôi đi, tôi làm sao dám lừa các anh chứ. Lưu Uy chỉ vào mặt mình nói.
Tần Lạc nhìn khuôn mặt nực cười của gã thì không khỏi bật cười, nói, anh cũng là đáng kiếp. Vâng vâng, tôi biết tôi sai rồi. Lưu Uy gật đầu lia lịa nói. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tần Lạc với bộ dạng đáng thương, nói, đại ca, tất cả những gì mà tôi biết được thì đều nói với anh rồi, anh có thể tha cho tôi không? Được, Tần Lạc gật đầu nói. Anh đi đi. Hả, Lưu Uy ngẩn người nói. Gã cũng chỉ là nói vậy thôi, không ngờ đối phương lại thả mình ra thật. Nhưng sao hắn ta lại phối hợp với mình như vậy chứ? Sao không muốn đi à? Nụ cười trên mặt Tần Lạc dần mất đi. Không, không phải vậy. Tôi muốn đi, muốn đi. Lưu Uy bò lổm ngổm dậy nhìn Tần Lạc dò hỏi, tôi có thể đi thật à? Lẽ nào tôi còn phải bảo nhà bếp nấu cho anh chút đồ ăn đêm ư? Ha ha, thế thì thật ngại quá. Lưu Uy suýt chút nữa tức đến hộc máu mồm, gã chửi thầm trong bụng, mày kể cả có mời tao đi ăn tao cũng không bao giờ đồng ý đâu, thằng ngu. Lưu Uy nói xong liền đi qua Tần Lạc, thấy gã không có bất kỳ phản ứng gì, mà lại nhanh chân bước ra bên ngoài. Tần Lạc liền cất giọng nói, nếu như bọn chúng có liên hệ với anh, xin anh báo cho tôi biết một tiếng. Toàn bộ thân hình của Lưu Uy nghe vậy căng cứng cả lại. Tần Lạc lại bồi thêm một câu, bọn chúng cho anh bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả gấp đôi cho anh. Ừm, Lưu Uy cúi người đáp lại, nhưng trong ánh mắt của hắn lại ánh lên ý nghĩ thực của gã. Đúng là thằng đần, Lưu Uy chửi thầm trong bụng. Chương 929, răng mồi bắt cá. Lưu Uy khom người cúi đầu với những người mà trên đường đi gã nhìn thấy, rồi che lấy khuôn mặt sưng phù của mình chạy thẳng ra ngoài với vẻ thảm hại. Sau khi chạy ra khỏi cổng thì mới thở hào nhẹ nhõm, rồi vẫn quay lại liếc nhìn một cái với ánh mắt sợ hãi, sau đó thì nhanh chóng tiến về phía góc đường. Gã giơ tay vẫy một chiếc taxi, nói, ngõ Tiên Hà. Người lái xe đáp lại một tiếng rồi khởi động xe. Ngõ Tiên Hà là nơi tiếp đón khách của Hiệp hội Trinh thám Hắc Miêu. Nếu có bà nào nghi ngờ chồng mình có vợ bé hoặc có ông chồng nào nghi bà vợ mình ngoại tình thì đều đến đây tìm sự giúp đỡ, nghiệp vụ chủ yếu của bọn họ cũng đều là những thứ này. Tình yêu bây giờ không đáng tiền, nhưng những đôi vợ chồng lại rất sẵn lòng bỏ tiền ra để tìm ra bằng chứng ngoại tình của đối phương. Khi Lưu Uy đến phòng làm việc thì cô trợ lý Tiểu Miêu của gã vẫn còn ngồi trước máy vi tính chơi điện tử. Thấy Lưu Uy bước vào, Tiểu Miêu vội đứng dậy, cung kính nói, Tổng Giám Đốc Lưu, anh về rồi à? Á, Tổng Giám Đốc Lưu, mặt anh làm sao vậy? Trời đất, ai mà tàn nhẫn thế? Có cần phải báo cảnh sát không anh? Tôi không sao, Lưu Uy nói, hôm nay có ai đến tìm tôi không? Ánh mắt gã dừng lại trên chiếc cổ áo được hé mở của cô trợ lý, nó là cho gã phải nhạo nhược hết cả người lên. Bên dưới người gã lập tức có hành động, gã đang suy nghĩ xem có nên bảo cô ta tiến đến làm một trận cho ra trò không. Nhưng khi gã nghĩ đến vẫn còn việc quan trọng phải làm, thì liền gạt bỏ những ý nghĩ đen tối đó ra ngoài tầm suy nghĩ của mình. Có hai bà đến tìm sự giúp đỡ. Tôi đã để lại tài liệu và số điện thoại liên lạc của họ rồi, đợi anh về thì sẽ liên hệ với họ sau, có một cú điện thoại gọi đến tìm anh, tôi vừa nói là anh không có đây thì họ cúp máy luôn. Tôi cũng ghi lại số điện thoại của anh ta rồi. Tiểu Miêu báo cáo lại một lượt tình hình công việc của ngày hôm nay. Ừm, Lưu Uy gật đầu hài lòng. Cô nghĩ trước đi, ở đây không còn việc gì nữa đâu. Tiểu Miêu nhìn vào mặt Lưu Uy nói, Tổng Giám Đốc Lưu, có cần tôi giúp anh xử lý vết thương không? Nếu không bôi thuốc vào là dễ bị nhiễm trùng lắm đó. Lưu Uy túm lấy ngực của Tiểu Miêu, từ từ hưởng thụ cái cảm giác đẫy đà, mềm mại đó, rồi cười hề hề nói, vết thương cần cô xử lý ở bên dưới cơ, chứ không phải trên mặt. Thôi mau về đi, tôi còn phải xử lý một số việc khác nữa. Tiểu Miêu khẽ đáp lại một tiếng rồi tắt máy vi tính, thu dọn đồ đạc và rời đi. Đợi cho Tiểu Miêu đi rồi, cả phòng làm việc không còn ai nữa thì Lưu Uy liền đóng chốt cửa lại, sau đó mới đi vào phòng làm việc của mình. Gã bật máy vi tính lên rồi mở một văn kiện bí mật bên trong đó ra. Sau đó một video clip liền hiện ra trước mặt gã. Gã liền nhấn nút play, video clip từ từ được mở ra. Những hình ảnh này đã trở nên quá quen thuộc với gã, đó là cánh cửa ra vào, là nơi tiếp đãi của Tiểu Miêu, là những bước đi của Tiểu Miêu khi đi rót nước. Và còn có hai người phụ nữ hơn 30 tuổi tới nhờ giúp đỡ, một người tóc thẳng và một người tóc xoăn. Những hình ảnh này nhạt nhẽo hết sức, khiến cho người ta nhìn vào chỉ thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Đột nhiên, có một hình ảnh hiện ra làm gã phải nheo mắt lại nhìn. Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh bước vào, gã chẳng còn lạ gì người đàn ông này nữa,
chính anh ta là người đã bắt gã vào trong vườn và đánh cho một trận tơi bời. Không biết là anh ta đã nói với Tiểu Miêu cái gì mà Tiểu Miêu cười tươi như trăm hoa đua nở, và thế là hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau, thậm chí anh ta còn cầm tay Tiểu Miêu, Tiểu Miêu không những không tức giận, mà sắc mặt còn thẹn thùng e ấp, hai mắt sáng lấp lánh như sao. Những hình ảnh tiếp theo hiện ra càng làm cho gã căm phẫn hơn, không biết là có phải do người đàn ông tóc vàng chủ động yêu cầu không, mà Tiểu Miêu còn mở cửa phòng mình mời anh ta vào nữa. Người đàn ông đó đưa tay ra ôm Tiểu Miêu vào lòng. Rồi Tiểu Miêu thẹn thùng nhắm mắt lại, tiếp sau đó thì cô ta ngất xỉu đi và chẳng còn biết trời đất gì hết. Người đàn ông sau khi quăng cô ta lên trên ghế salon, thì bắt đầu đưa mắt nhìn ra xung quanh. Không biết có phải anh ta đã phát hiện ra chiếc camera được giấu trong phòng làm việc của mình không, mà anh ta nhìn chằm chằm vào bình hoa một lúc rồi nhếch mép cười cười, sau đó lại bắt đầu lục lọi khắp nơi. Đáng tiếc là cuối cùng anh ta cũng chẳng có được thu hoạch gì. Thậm chí còn không đánh thức Tiểu Miêu đang ngủ say trên ghế salon mà rời đi luôn. Thảo nào bọn chúng lại thả mình ra, hóa ra là chúng đã phái người đến điều tra về mình, biết mình là một thám tử tư chính cống thì cũng đồng nghĩa với việc mình không nói dối. Lưu Uy nghĩ thầm trong bụng. Nhìn Tiểu Miêu vẫn còn ngủ li bì trong video clip, Lưu Uy tức nổ máu, chửi, con đĩ thối tha này, mày thích đàn ông lắm à? Mai tao tìm cả trăm thằng đến hiếp mày cho mày sướng điên lên nhé. Gã tắt màn hình đi, rồi đi đi lại lại trong phòng. Một lát sau, gã liền hạ quyết tâm. Gã cởi bỏ đôi giày da ở chân xuống, vặn gót giày ra, sau đó móc một chiếc sim từ bên trong đó ra. Gã lại rút một chiếc di động mới toanh từ trong ngăn kéo ra, nhét chiếc sim vào và nhấn một loạt số đã nhớ sẵn trong đầu. Đợi sau khi điện thoại kêu lên hai hồi chuông thì gã cúp luôn, một phút sau, chiếc di động trong tay gã lại reo lên. Anh không nên gọi điện đến cho tôi vào lúc này. Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm, thấp của một người đàn ông. Chủ nhân, bọn chúng đã đến phòng làm việc của tôi kiểm tra, sau khi xác nhận thân phận tôi rồi thì mới thả tôi ra, chắc là bọn chúng tin tôi là một thám tử tư thật. Lưu Uy đứng thẳng người, như thể người bên kia đầu dây có thể nhìn thấy hết những cử chỉ, hành vi của gã vậy. Có thu hoạch gì không? Người đàn ông hỏi. Tôi cố ý làm lộ thân phận để cho bọn chúng bắt vào trong, thì thấy có người của nhị môn nhất phái đều đông đủ trong đó, Cốc Thiên Phàm của Chính Khí môn, Tô Tử của Bồ Tát môn và còn cả Âu Dương Lâm của Quỷ Y phái nữa, bọn chúng đến đây có lẽ là vì muốn giải quyết vấn đề xoay quanh phương thuốc đó. Đầu dây bên kia yên lặng hồi lâu, Lưu Uy cũng đứng im chờ đợi. Gã không dám hỏi đối phương còn đó hay không, thậm chí đến cả hơi thở của mình gã cũng phải ra sức khống chế. Bọn chúng giải quyết được chưa? Có lẽ là chưa, Lưu Uy nói, Âu Dương Lâm nhìn có vẻ tức giận lắm, không giống với tâm tình khi đã giải quyết được vấn đề bức thiết. Bọn chúng nói gì với anh? Tôi nói với Tần Lạc rằng có người ủy thác qua điện thoại bảo tôi theo dõi hắn ta. Hắn ta liền nói, nếu có người liên lạc với tôi tiếp thì phải kịp thời thông báo cho hắn ta. Chắc anh biết làm lộ thân phận mình thì sẽ có hậu quả thế nào rồi chứ? Người đàn ông lạnh lùng hỏi. Lưu Uy không khỏi dùng mình một cái. Nói, tôi biết. Tốt lắm, người đàn ông nói, ngày mà chúng giải quyết được vấn đề xoay quanh phương thuốc ấy, chính là ngày mà chúng ta ra tay. Tôi hiểu rồi, Lưu Uy gật đầu nói, tôi sẽ tiếp tục theo dõi bọn chúng. Không, người đi theo dõi tiếp không phải là anh cứ tiếp tục làm nghề thám tử tư của anh đi. Tôi hiểu rồi, Lưu Uy không cam tâm nói, xem ra chủ nhân sẽ dùng đến người khác rồi, cái công lao to lớn này chẳng thể rơi vào mình nữa rồi. Cứ thế mà thả gã ta ra sao? Tô Tử nói. Chúng ta đâu phải cảnh sát, bắt giữ công dân là phạm pháp đó. Tần Lạc cười đùa. Anh đánh người ta thế thì không phạm pháp đâu hả? Tô Tử sẳng giọng cười nói. Đâu có phải anh đánh đâu, là Âu Dương Lâm chứ? Tần Lạc nhanh chóng trốn tránh trách nhiệm. Đúng là chẳng có chút nghĩa khí gì cả. Tô Tử nói, em cứ cảm thấy gã đàn ông này không tử tế chút nào. Nếu tử tế thì đã chẳng lén lén lút lút mà chạy đến đây thăm dò tình hình của chúng ta rồi. Tần Lạc cười nói. Á, gã ta cố tình muốn vào trong này phải không? Anh biết thế rồi sao còn thả gã ta ra? Tô Tử kinh ngạc hỏi. Nàng có phần không hiểu nổi người đàn ông nhìn có vẻ thuần khiết, đáng yêu, lương thiện này rốt cuộc là đang nghĩ gì nữa? Anh đã bảo Giê-xu đi đến phòng làm việc của gã điều tra rồi. Nhưng không tìm thấy bất kỳ thứ gì khả nghi cả, thậm chí đến cả chứng cớ trốn lậu thuế cũng không có nữa. Tần Lạc nhìn Tô Tử, cười nói tiếp, em có biết như thế nghĩa là gì không? Có nghĩa là gã ta rất thận trọng, vô cùng thận trọng.
Tô Tử khẽ cau mày lại, đây là thói quen mỗi khi nàng suy nghĩ điều gì đó. Gã ta không có cảm giác an toàn, hoặc giả cũng có thể nói rằng gã biết là bất kể lúc nào cũng sẽ có người xông vào bên trong. Không sai, Tần Lạc gật đầu tán thưởng, là một thám tử tư thì thận trọng một chút cũng đúng thôi, nhưng nếu quá ư là thận trọng thì lại có vấn đề. Bất kể việc gì cũng đều có một điểm dừng của nó, không thể vượt quá xa được. Còn nữa, gã ta ngoài gắn camera ở trước cửa công ty, phòng tiếp khách, nhà vệ sinh, thì còn gắn thêm cả ở trong phòng làm việc của hắn nữa. Điều đó có thể thấy rằng, đến cả những người kề cận gã, gã cũng không tin. Một người như vậy, không phải rất là kỳ lạ sao? Thế sao anh lại biết gã ta cố tình muốn vào trong này để thăm dò tin tức? Một người cẩn thận như vậy mà lại cố tình để lộ kẻ hở cho người ta bắt đi, thì ngoài việc gã ta muốn vào trong này ra, sẽ chẳng còn lý do gì có thể giải thích được. Thế tại sao anh không thẩm vấn gã ta đi? Tần Lạc lắc đầu nói, em có biết gã ta làm thám tử bao nhiêu năm rồi không? Em không biết, Tô Tử lắc đầu đáp. 9 năm, Tần Lạc nói, mà cái hiệp hội trinh thám Hắc Miêu này đã có hơn 30 năm lịch sử rồi đấy. Người sau lưng gã có thể điều động một quân cờ ẩn núp cả 9 năm trời, em nói xem hắn ta là người thế nào. Là người gì? Tô Tử hỏi. Siêu nhân, Tần Lạc nghiêm nghị nói. Ít nhất hắn ta là một siêu nhân rất có tính nhẫn nại. Tần Lạc cười, giải thích câu nói, siêu nhân của mình. Chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu lên, sớm giải quyết được vấn đề, không để cho những người bạn đang chờ đợi phải đợi quá lâu. Tô Tử giờ mới hiểu ra. Thì ra Tần Lạc cố tình răng mồi để bắt cá. Người mà hắn muốn tìm không phải là người đàn ông xông vào đây ngày hôm nay, mà là tên, siêu nhân, đứng sau lưng đã bố trí cả một quân cờ 9 năm mà không biết xuất phát từ mục đích gì. Tần Lạc ngẩng mặt lên nhìn trời, nói, sắp mưa rồi. Tối nay anh không về nữa, em ngủ với anh nhé. Anh đừng có mơ, không biết từ khi nào Cốc Tử Lễ đã chạy ra ngoài này, cô bé nói với Tần Lạc bằng giọng khó chịu, tối nay chị Tô Tử phải ngủ với em. Tần Lạc giận dữ, con nhóc con này, sao dám tranh cướp phụ nữ với mình? Chương 930, cô cảm thấy rất tự hào về cháu. Em lớn thế này rồi mà còn cần tới người ngủ cùng à? Có phải là sợ đang đêm bị chuột cắn mũi không? Tần Lạc chế giễu nói. Bối bối thường đòi tới ngủ với Tần Lạc và Lâm Hoán Khê vào buổi tối, là vì cô bé sợ khi ngủ rồi thì sẽ có chuột đến cắn mũi. Cốc Tử Lễ lè lưỡi với Tần Lạc, phản kích nói. Anh còn lớn hơn em, sao vẫn cần chị Tô Tử ngủ cùng làm gì? Anh không biết ngượng à? Tần Lạc không dám nói với cô bé rằng, mình yêu cầu chị Tô Tử ngủ với mình không phải là vì mình sợ, mà là vì... Vì sợ Tô Tử sợ. Hay là chúng ta oẳn tù tì đi? Tần Lạc nói. Cốc Tử Lễ nghĩ một lát rồi gật đầu nói, thế cũng được. Thua rồi thì không được ăn gian đâu đấy. Em nghĩ anh là người như thế à? Tần Lạc nói. Hai người làm động tác chuẩn bị. Sau đó thì đồng thời xuất chiêu. Tần Lạc ra kéo còn Cốc Tử Lễ thì ra nắm đấm. Cốc Tử Lễ cười lớn, nhảy cẫng lên nói, em thắng rồi, em thắng rồi. Tần Lạc khoác vai Tô Tử định đi, nói, người thua mới có thể ngủ với chị ấy. Tần Lạc, anh là người xấu. Cốc Tử Lễ dậm chân đành đạch, em ghét anh, em ghét anh. Sao anh cứ như trẻ con ấy? Tô Tử cười dở khóc dở với hành động của Tần Lạc, sau đó quay ra dỗ dành Cốc Tử Lễ. Tần Lạc cười nói, thời gian gần đây mệt mỏi quá. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi, thư giãn một chút cũng tốt mà. Tô Tử cười rồi bước lên trước nắm lấy tay Cốc Tử Lễ, nói, đi thôi, chị ngủ với em. Em cảm ơn chị. Cốc Tử Lễ nhìn Tần Lạc với vẻ mặt đắc ý. Tần Lạc giả bộ đau khổ, nhưng làm vậy càng khiến cho Cốc Tử Lễ cảm thấy sung sướng và cười to hơn. Đợi đến khi hai người đẹp một lớn một bé này đi ra khỏi rồi thì Tần Lạc mới quay người đi vào trong sảnh. Đây là nơi làm việc của nhị môn nhất phái, Tần Lạc phân ba môn phái này thành ba đội nhỏ để làm việc. Không phải Tần Lạc muốn bóc lột thời gian nghỉ ngơi của công nhân viên, mà là thời gian ngày càng gấp rút, bọn họ không thể không gia tăng tiến độ. Vừa bước vào trong sân trong thì di động của hắn bỗng reo lên. Tần Lạc nhìn thấy số hiện trên màn hình thì lập tức bắt máy, cười nói, cô à, có phải cô lại nhớ con gái rồi không? Cháu đang ở bên ngoài, cô cứ trực tiếp gọi điện về nhà đi. Chắc bối bối vẫn chưa ngủ đâu. Cô vừa gọi cho nó rồi, không phải cô tìm nó mà là tìm cháu. Giọng nói của Tầm Lam vô cùng đầm ấm, khiến cho Tần Lạc cảm thấy thân thiết vô cùng. Cô có gì muốn nói với cháu à? Tần Lạc hỏi. Tần Lạc,
Ất Can giải độc vương là thế nào thế? Tần Lam bỗng trầm giọng hỏi. Cô cũng biết rồi à? Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Có điều nghĩ đến Ất Can giải độc vương đang nổi như cồn, giới truyền thông nước ngoài cũng đang không ngừng đưa tin này, cô mình lại là người làm trong nghề, muốn không biết cũng khó. Sao lại không biết chứ? Tần Lam thở dài nói. Khi vừa nghe tới tin này thì cô xúc động lắm, cô cảm thấy tự hào khi trung y của chúng ta giải quyết được cả vấn đề nan giải của cả thế giới, cô nghĩ chắc cháu và ông đều rất vui. Cháu cũng biết là cô ở bên này lập một công ty y dược phẩm, cô còn định nhờ vào mối quan hệ của cháu để trở thành đại lý chính ở Mỹ của Ất Can giải độc vương cơ. Không ngờ chỉ mấy ngày thôi mà thuốc còn chưa được tung ra thị trường, lại còn nghe nói có sự cố nào đó xảy ra nên nước mình đã bảo dừng rồi, rốt cuộc là vì chuyện gì mà không cho sản xuất vậy. Cháu có rõ không? Tần Lạc tất nhiên là rõ rồi, chính Tần Lạc là người bảo Thái công dân hạ lệnh cho tạm dừng. Cô à, bên cạnh cô có ai không? Tần Lạc hỏi. Không, cô gọi điện cho cháu bằng điện thoại bàn ở nhà mà. Tần Lam nói. Cô có nhớ dấu bé kim hạp dược phương dấu lớn không? Nhớ chứ, chẳng lẽ cái Ất Can giải độc phương này lại có liên quan đến dấu bé kim hạp dược phương dấu lớn à? Tần Lam hỏi, nàng một mình làm ăn trên thị trường nước Mỹ, không cần nghĩ cũng biết được nàng phải vất vả nhường nào rồi, điều đó đồng thời cũng rèn luyện được tính nhạy cảm, sắc bén trong con người nàng. Vâng, đúng đấy cô, Ất Can giải độc phương chính là một phương thuốc có trong dấu bé kim hạp dược phương dấu lớn. Vì Tần Lam là người nhà nên Tần Lạc không muốn giấu giếm nàng điều gì. Sao lại có chuyện đó được? Không phải nó trước giờ đều chưa bị ai xem qua bao giờ sao? Tầm Lam kinh ngạc nói. Nàng cũng rất rõ những phương thuốc trong đó có ý nghĩa gì đối với Tần Lạc. Cháu cũng cảm thấy kỳ lạ. Tần Lạc nói. Cháu đang nghĩ, liệu có phải khi dấu bé kim hạp dược phương dấu lớn nằm trong tay ông nội thì đã bị lộ ra rồi không? Nếu không thì làm gì có chuyện Tần Long và Tần Minh xảy ra chứ? Tần Lam yên lặng một lúc, nói. Từ sau khi chuyện đó xảy ra, thì cô vẫn luôn cảm thấy trong lòng bất an. Tần Long và Tần Minh đều đã chết, liệu còn có người nào còn có ý đồ với dấu bé kim hạp dược phương dấu lớn không? Cô vốn định đón ông bà với bối bối sang Mỹ sống. Nhưng lại thấy lực lượng bên này có khi lại mỏng manh hơn cả ở trong nước, cứ để mọi người ở Dương Thành thì có khi còn an toàn hơn, vì có Hạ Dương chăm sóc mà, vì thế nên cô đã từ bỏ ý nghĩ đó, nhưng lúc nào cô cũng lo sẽ xảy ra chuyện. Những người đó âm hồn bất tán, bọn họ sẽ không tha cho Tần gia dễ dàng như thế đâu. Cô không cần phải lo đâu, có cháu đây rồi, cháu sẽ không để cho bối bối, ông hay mọi người gặp phải chuyện gì cả. Tần Lạc cam đoan nói, nghĩ tới lần trước Tần Tranh tới Yến Kinh bị bắn thương suýt chết thì hắn lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Sẽ không có lần sau, tuyệt đối không cho phép có lần sau nữa. Nếu để hắn biết được ai định hạ thủ với người nhà mình nữa, thì hắn nhất định sẽ giết chết cả nhà bọn chúng mà không cần phải suy nghĩ. Hắn đối với người ta rất tốt, nhưng không có nghĩa là đối với ai cũng thế, mà cũng không phải là với việc gì cũng vậy. Ừ, thế thì tốt, cô tin cháu, Tần Lam yên tâm nói. Nhóc đáng yêu lớn rồi, trở thành cột trụ của Tần gia chúng ta rồi. Tần Lạc bị câu nói, nhóc đáng yêu, của Tần Lam làm cho đỏ lựng cả mặt lên, may mà xung quanh không có ai nghe thấy, nếu không thì hắn chỉ còn nước đào một cái hố mà chui vào đó cho xong. Đây là biệt hiệu khi hắn còn nhỏ. Vì Tần Lạc không có cơ hội đi đến trường học, nên rất mong muốn một cuộc sống nơi trường học. Tầm Lam hiểu được tâm tư của Tần Lạc, nên dù có chuyện hay không có chuyện thì nàng vẫn đem Tần Lạc đến trường chơi. Suốt thời kỳ học đại học, nàng đều dẫn theo Tần Lạc đến phòng ký túc của mình, năm cô gái cùng phòng nàng thấy Tần Lạc trắng trẻo, mỗi lần nói chuyện với người khác thì mặt lại đỏ ửng, thì lại càng thích trêu đùa hắn, lại còn đặt một biệt hiệu là nhóc đáng yêu, cho hắn nữa. Bao nhiêu năm không có người gọi, đột nhiên cô lại gọi thế làm cho Tần Lạc cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Sao thế, ngượng à, Tần Lam cười hô hố bên đầu dây bên kia, rồi lại nói tiếp. Con nhóc Phương Nghiêu mấy hôm trước còn gọi điện cho cô hỏi thăm tin tức của cháu đấy, nó giờ còn chưa kết hôn đâu. Hay là để cô giới thiệu cho cháu nhé. Cô biết cháu có vợ chưa cưới rồi mà. Tần Lạc buồn bực nói. Phương Nghiêu là người nhỏ nhất trong mấy người cùng phòng của cô, tính cách nàng cũng khá phóng khoáng. Lúc đó người trêu Tần Lạc nhiều nhất cũng chính là nàng ta. Cái biệt hiệu, nhóc đáng yêu, đó cũng được thốt ra từ miệng của nàng. Được rồi, cô biết là cháu có vợ chưa cưới rồi. Tần Lam cười nói, Vương Nghiêu thực ra cũng tốt lắm đấy. Thấy Tần Lạc không muốn tiếp tục nói chuyện về chủ đề này, thì Tần Lam liền đi vào vấn đề chính,
cháu nói là ất can giải độc vương được lấy ra từ dấu bé kim hạp dược phương dấu lớn là sao? Vì thế nên mới bị bắt dừng lại sao? Mỗi một phương thuốc trong dấu bé kim hạp dược phương dấu lớn đều quý giá vô cùng, nếu có thể giải quyết được những vấn đề tồn tại bên trong đó thì lấy bất kỳ một phương thuốc nào ra thôi cũng có thể khiến cho cả thế giới phải kinh động. Nhưng mấy đời Tần gia chúng ta đã nghiên cứu bao nhiêu năm như thế, đến một vấn đề cũng chưa giải quyết được. Tần Lạc tiếc nuối nói, Tần Lam mặc dù cũng là con cháu trong Tần gia, nhưng lại biết rất ít về dấu bé kim hạp dược phương dấu lớn, có khi cũng là biết đến cái tên đó mà thôi. Nên Tần Lạc bắt buộc phải giải thích một hồi cho nàng. Ai, Tầm Lam thở dài một tiếng, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, cháu cũng mau nghĩ cách mà giải quyết vấn đề này nhé, mấy ngày trước còn nổi như cồn. Tất cả giới truyền thông của Mỹ đều có báo cáo về việc Trung y nước ta đã có thể đánh bỏ được viêm gan B, bây giờ toàn thế giới đang chú ý đến Trung y đấy. Nếu mà có chuyện xảy ra thì điều đó chẳng khác nào một đại nạn đối với Trung y. Cháu biết chứ, Tần Lạc nói, một khắc cũng không dám lơ là. Cháu vất vả quá, Tầm Lam dịu dàng nói, là một phần tử của Tần gia, là một người cô của cháu. Tần Lạc, cô cảm thấy rất tự hào về cháu, khi cháu còn rất nhỏ. Cô đã cảm thấy tự hào về cháu rồi. Cháu còn nhớ khi cháu còn rất nhỏ cô đã thích dẫn cháu đến trường không? Là vì cô muốn mọi người phải ngưỡng mộ cô vì cô có một cậu cháu trai giỏi giang đến vậy. Cháu cảm ơn cô, Tần Lạc quầy nói, khi nào rỗi thì cô về nhà chơi nhé. Chắc chắn rồi, Tần Lam nói, nghe tiến sĩ Rách nói cháu đã đánh cuộc với ông ta, nói là trong vòng 3 năm sẽ làm cho Trung y phải nổi danh trên đất Mỹ à? Cô còn đang đợi cháu đến Mỹ đây. Tần Lạc tự tin đầy mình nói, bảo ông ta yên tâm, cháu sẽ không thất hứa đâu. Sau khi ngừng cuộc nói chuyện với Tần Lam thì Tần Lạc còn đứng ở trong sân một lúc rất lâu. Cho đến khi sấm sét đùng đoàng, mưa bão như muốn đổ xuống đến nơi thì hắn mới quay về phòng mình. Tần Lạc bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, vừa mới mở mắt ra thì thấy Tô Tử Trần chuồng nhảy từ trên giường xuống, đi ra bàn lấy điện thoại về cho hắn. Ngực to, eo nhỏ, đường cong lả lướt. Vừa sáng sớm ra đã nhìn thấy một cảnh đẹp mắt thế thì quả khiến cho người ta khó mà chịu nổi. Mặc dù đã sớm có danh nghĩa là vợ chồng, nhưng Tô Tử vẫn không dám đứng trần truồng trước mặt Tần Lạc. Khi thấy hắn nhìn về phía mình, thì nàng nhanh chóng chui vào trong chăn, rồi bọc kín mình lại. Tối qua Cốc Tử Lễ bị Cốc Thiên Phàm gọi đi nên Tô Tử đã đến phòng của Tần Lạc. Đối với hai người bọn họ mà nói thì làm chuyện đó vừa có thể trị bệnh, lại vừa có thể thư giãn tinh thần. Vậy còn gì có thể tốt hơn được đây? Là ai thế? Tần Lạc tiếp lấy di động hỏi. Lướt mắt nhìn qua màn hình một cái, hắn vội vàng ngồi thẳng người dậy, cung kính nói, Bộ trưởng Thái, ông tìm cháu có việc gì à? Tần Lạc, cháu lập tức đến phòng làm việc của ta một chuyến đi. Thái công dân trầm giọng nói còn không giấu nổi sự phẫn nộ. Thêm điểm danh tiếng cho Titi báo cáo bài viết trả lời kèm theo trích dẫn kèm theo bài viết này trong trích dẫn của bài trả lời nhanh trong chủ đề này. Cũ hôm qua, 11:21 PM thăng 939. Titi, đại gia lầu xanh, thiếu tá, avatar của Titi, ngày gia nhập, May 2011. Bài gửi, 3.901. Titi chim teo. Gửi tin nhắn qua Yahoo tới Titi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn. Mặc định. Chương 931, mang tiếng thì mang tiếng đến cùng. Nguồn, VVD. Độc tính trong phương thuốc của ất can giải độc vương vẫn chưa được giải trừ, răng mồi rồi mà vẫn chưa bắt được cá, vậy nhưng những lời đả kích Trung y thì ngày càng dữ dội hơn. Ất can giải độc vương biến mất một cách thần bí, như thế không phải là lừa gạt sao? Ông hoàng của phương thuốc diệt trừ bệnh viêm gan B Lam Thiên Hộ đột nhiên mất tích, nghi là bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Các tổ chức quyền uy của thế giới đã công nhận mà Trung Quốc không công nhận sao? Sự yên lặng sau một hồi tưng bừng náo nhiệt, bên trong ẩn chứa một cơn giông tố thế nào đây? Thái công dân vứt đống báo ra bàn, mặt nặng trĩu nói, tin đồn nhảm, đúng là tin đồn nhảm. Thấy lãnh đạo tức giận thì hậu vệ đông chỉ biết đứng yên mà không dám tiếp thêm lời nào. Anh ta có thể hiểu được tâm tình của Bộ trưởng, hiện giờ trên bàn của ông là một sấp báo dày cộm, toàn bộ đều có liên quan đến việc đứt đoạn của hạng mục ất can giải độc vương và việc mất tích một cách thần bí của bác sĩ Lam Thiên Hộ. Trong phương thuốc của ất can giải độc vương có chứa độc tố không tốt cho tim nên đã bị Thái công dân kêu dừng lại, nhưng việc Lam Thiên Hộ mất tích thì thật sự là không liên quan một chút nào đến ông. Nếu có thể,
thì ông cũng rất muốn tìm ra tên lang băm này để hỏi cho rõ xem rốt cuộc ai đứng sau lưng sai khiến hắn ta làm chuyện này. Trong đống báo này không chỉ có báo của Trung Quốc không thôi mà còn có cả một số báo nước ngoài được hậu vệ Đông thu thập theo chỉ thị của Thái Công Dân cũng liên tục đưa tin về việc này. Từ những lời lẽ của những bài báo đó cho hay, bọn họ đang chú ý cao độ tới những tiến triển của sự việc tại Trung Quốc. Hơn nữa, hậu vệ Đông còn nghe thư ký lưu vệ của Bộ trưởng Trương nói rằng, trong buổi họp ngày hôm qua của Bộ Y tế, Bộ trưởng Hoàng đã nói không ít lời châm chọc tới Ất Can Giải Độc Phương. Bộ trưởng Hoàng là người ủng hộ nhiệt tình cho Tây Y, mặc dù ông không đả động gì tới việc bãi bỏ Trung Y, nhưng những trường hợp nhất bên trọng nhất bên khinh vẫn thường xuyên xảy ra. Ông ta vẫn luôn giữ thái độ gia tăng nghiên cứu khoa học để đẩy mạnh việc phát triển của Tây Y, làm cho Trung Y tự sinh tự diệt, còn Thái Công Dân thì lại ở phe cương quyết phục hồi Trung Y. Chính kiến của hai người luôn bất hòa với nhau, trong những cuộc họp hội nghị bộ trưởng đã to tiếng với nhau không dưới chục lần. Đặc biệt là mỗi dịp thương thảo việc tính kinh phí dự kiến hàng năm, thì tranh chấp lại càng ác liệt hơn, một người muốn dốc toàn bộ kinh phí cho Tây Y, còn một người thì lại muốn cố cho Trung Y nhiều hơn một chút, chẳng ai chịu nhường ai. Cuối cùng lúc nào cũng phải dùng cách để mọi người bỏ phiếu rồi cho ra kết quả. Về sau Thái Công Dân lại đột nhiên té xỉu ngay trong hội nghị bộ trưởng, vốn dĩ tin tức này bị truyền ra ngoài thì bộ trưởng Hoàng sẽ tiếp nhận cái ghế phó bộ trưởng thường ủy của Thái Công Dân, nhưng ai ngờ Thái Công Dân không những không về hưu sớm mà càng ngồi càng vững chãi hơn trước, thậm chí còn có một vị cấp trên lại đánh giá khá cao về ông, rất có thể sẽ giúp đỡ ông trên con đường chính trị trước khi về hưu. Như thế đã lại một lần nữa chặn lại con đường thăng tiến của Bộ trưởng Hoàng, Trung Y mà Thái Công Dân đang ủng hộ hết mình giờ đây xảy ra sự cố lớn như vậy, thì ông ta nói vài câu khó nghe trong buổi họp cũng không có gì là khó lý giải cả. Thấy hậu vệ Đông không nói gì thì Thái Công Dân lại thở dài một tiếng, hỏi, Tần Lạc vẫn chưa tới sao? Chắc là sắp đến rồi ạ. Hậu vệ Đông nói, tôi ra ngoài đón cậu ấy nhé. Ừ, đi đi, Thái Công Dân phất tay nói. Hậu vệ Đông thầm cảm thấy tủi thân, mình đường đường chính chính là thư ký của bộ trưởng, vậy mà lúc nào cũng phải đưa đón tận nơi một tên chẳng có bất kỳ chức vụ gì, đã thế còn nhỏ tuổi hơn mình nữa chứ, điều này đã sớm trở thành một trò cười trong giới thư ký rồi. Có điều anh ta biết rõ rằng vị trí của mình trong lòng Thái Công Dân vĩnh viễn không thể so bì được với Tần Lạc, mình chỉ là một thư ký có phần ưng ý của Thái Công Dân, còn Tần Lạc thì lại là cánh tay đắc lực của ông, nhìn hai người bọn họ không giống như cấp trên cấp dưới. Mà trông giống với người một nhà hơn. Nếu hậu vệ Đông còn có ý đồ gì đối với con đường làm quan của mình, thì điều duy nhất mà anh ta có thể làm đó là cố gắng quan hệ cho tốt với Tần Lạc. Quả nhiên, hậu vệ Đông vừa ra tới đại sảnh của phòng làm việc Bộ Y tế thì nhìn thấy Tần Lạc đang vội vội vàng vàng tiến lại. Người anh em, cậu cuối cùng cũng tới. Hậu vệ Đông cười nói. Bộ trưởng đợi cậu cả nửa ngày rồi đấy. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tần Lạc đã rất quen thân với hậu vệ Đông rồi nên hắn cũng không nói khách sáo gở với hậu vệ Đông nữa. Tâm tình của bộ trưởng không tốt phải không? Thì vẫn là chuyện Ất Can Giải Độc Phương đấy. Hậu vệ Đông vừa dẫn Tần Lạc vào thang máy, vừa nói nhỏ với hắn. Hiện tại giới truyền thông trong và ngoài nước đều đang đoán giả đoán non xem Ất Can Giải Độc Phương rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mấy vị lãnh đạo cấp cao trong bộ cũng đang theo dõi gắt gao về vụ này, bộ trưởng Thái áp lực lớn lắm. Tần Lạc rất hiểu tâm tình của Thái Công Dân bây giờ, liền gật đầu nói, tôi đến bàn bạc với Bộ trưởng một chút. Thấy Tần Lạc bước vào cùng với hậu vệ Đông, thì Thái Công Dân lập tức vui vẻ hẳn lên, nói, vụ Ất Can Giải Độc Phương vẫn do cậu theo sát suốt quá trình. Hiện tại là có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu nói cho tôi biết xem nào. Tần Lạc nhìn Thái Công Dân, xấu hổ đáp, thưa Bộ trưởng, cháu thật hổ thẹn, cháu xin được bị kiểm điểm. Đã mấy ngày qua đi rồi mà cháu vẫn chưa tìm ra cách nào giải quyết vấn đề độc tố bên trong phương thuốc. Ta biết là cậu đã cố gắng hết sức rồi. Cái này không trách cậu. Thái Công Dân thấu hiểu nói. Ông chỉ vào sấp báo trên bàn, nói, những thứ này cậu cũng biết chứ. Cháu đã xem qua rồi. Tần Lạc nói. Cậu có cách nào giải quyết vấn đề không? Trên đường tới đây Tần Lạc đã suy nghĩ xem Thái Công Dân vì sao lại đột nhiên gọi điện thoại muốn gặp mình vào lúc này. Và đã có một số chuẩn bị cho việc này. Nghe Thái Công Dân hỏi vậy thì hắn liền nói ra đối sách mà trên đường đi hắn nghĩ ra cho ông nghe, Bộ trưởng Thái, muốn cởi nút thì phải cần đến người thắt nút. Thái Công Dân ra ý cho Tần Lạc nói tiếp. Người nghiên cứu ra Ất Can Giải Độc Phương là Lam Thiên Hộ, nhưng giờ Lam Thiên Hộ lại không rõ tung tích, chúng ta cũng chẳng có cách nào tìm ra ông ta. Tuy vậy, Ất Can Giải Độc Phương là do công ty Kim Huy sản xuất,
mà chịu trách nhiệm chính về pháp luật của công ty Kim Huy là Kim Thành Ngọc lại đang bị chúng ta khống chế. Nếu giờ bảo ông ta đứng ra giải thích một phen, cứ nói là có một vị thuốc trong phương thuốc rất khó tìm, nguyên liệu dự trù trong công ty không đủ, đợi cho các vị thuốc đầy đủ rồi thì sẽ có thể gia công sản xuất. Làm vậy, có phải là lại cho chúng ta thời gian để chuẩn bị không? Thái Công Dân gật đầu hài lòng nói, cách này hay lắm, cứ làm thế đi. Thái Công Dân vốn dĩ định bảo Bộ Văn hóa nói với giới truyền thông một tiếng, bảo bọn họ cố gắng đưa những tin khác lên, không nên quá truy cứu về việc Ất Can giải độc Vương nữa. Nhưng ông lại nghĩ, làm thế thì giới truyền thông sẽ không còn được tự do nữa, hơn nữa làm vậy không phải là khiến cho sự việc ngày càng trở nên phức tạp hơn sao? Nếu để cho giới truyền thông nước ngoài biết việc chính quyền Trung Quốc cấm giới truyền thông trong nước đưa tin về Ất Can giải độc Vương, thì có thể còn dẫn đến cơn giông tố lớn hơn. Tuy vậy, cách của Tần Lạc lại đùn đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người của những thương gia buôn bán thuốc vô lương, vì vậy mà cho dù hiện giờ bọn họ không có cách nào giải quyết vấn đề độc tố có trong phương thuốc, thì vẫn có thể bảo bên sản xuất nói rằng vì thiếu vị thuốc nên mới tạm thời cho dừng hạng mục này lại. Bất luận cho người bên ngoài có tin không, thì bản thân bọn họ tạm thời có thể tin vào điều đó mà. Thái Công Dân quay ra nhìn Hậu Vệ Đông, nói, bảo Kim Thành Ngọc đứng ra mở một cuộc họp báo, cứ nói như Tần Lạc vừa nói ban nãy ấy. Tôi hiểu ạ, Hậu Vệ Đông quay ra nhìn Tần Lạc cười chào một cái, rồi rời khỏi phòng làm việc. Nào, chúng ta cùng ngồi xuống đây một lát, Thái Công Dân bước đến bên bàn trà rồi ngồi xuống, ra ý cho Tần Lạc cùng ngồi xuống với ông. Dạ, vâng, Tần Lạc nói. Thái Công Dân đưa tách trà mà Hậu Vệ Đông đã pha sẵn cho lên miệng nhấp một ngụm, nói, ta thấy sự việc này không đơn giản chút nào. Tần Lạc tin vào đầu óc sáng suốt của Thái Công Dân. Vì vậy mà hắn chẳng cảm thấy gì gọi là kỳ quặc khi ông có thể nói ra mấu chốt vấn đề. Tần Lạc cười nói, việc này nói ra dài dòng lắm. Nếu trưa nay bộ trưởng không có việc gì, thì cháu có thể nói rõ cho bộ trưởng nghe. Chẳng có việc gì quan trọng hơn việc này cả, Thái Công Dân nói. Tần Lạc gật đầu, sau đó lại nhắc lại một lượt những gì mà hôm qua hắn thuật lại cho Tần Lam nghe. Ta biết chuyện này, Thái Công Dân nói. Bộ trưởng đã biết rồi sao? Lần này Tần Lạc kinh ngạc thật chứ không phải giả. Mới đầu thì cháu cũng không nghĩ nhiều vậy, nhưng về sau thấy Trung Y liên tục gặp nạn, lần nào cũng đẩy Trung Y rơi xuống vực sâu. Cháu lại thử tiếp xúc với nhị môn nhất phái là Chính Khí môn, Bồ Tát môn và Quy Y phái mà cháu nói với bộ trưởng đó, những lời mà họ nói lại càng làm rõ những dự đoán của cháu. Chỉ là chúng cháu vẫn chưa có cách nào biết được những người nào muốn cứu Trung Y còn những người nào muốn hại Trung Y mà thôi, dù có phòng thế nào thì cũng khó mà phòng nổi giặc nhà. Lần nào bọn chúng cũng tìm người Trung Quốc chúng ta để hạ thủ, điều đó khiến chúng ta không kịp có bất kỳ đề phòng nào. Cháu có dự cảm, lần này bọn chúng sẽ tìm đến tận nơi cho mà xem. Tần Lạc cười nói. Thái Công Dân tin tuyệt đối vào những lời của Tần Lạc, hỏi, ta cần phải làm những gì đây? Cần bộ trưởng giúp diễn một vở kịch, Tần Lạc cười nói. Ta không biết diễn kịch, Thái Công Dân cười nói. Bộ trưởng cứ diễn xuất như những gì bộ trưởng vốn có là được rồi. Tần Lạc khuyên nhủ. Chiều ngày hôm đó, đồng sự trưởng Kim Thành Ngọc của công ty Kim Huy đã mở một cuộc họp báo lớn. Trong cuộc họp báo, ông ta giải thích với đám phóng viên rằng, Ất Can giải độc Vương tạm thời không sản xuất ra được là vì đang bị thiếu trầm trọng một nguyên liệu thiết yếu. Còn về phần đó là nguyên liệu gì thì vì nó liên quan đến vấn đề bảo mật của phương thuốc, nên không thể công bố cho mọi người biết được. Như vậy là tạm thời có thể trì hoãn được áp lực từ phía truyền thông. Còn thực sự có thể giải quyết được vấn đề trọng yếu này hay không thì còn phải tùy thuộc vào việc Tần Lạc có thể loại trừ được độc tính có trong Ất Can giải độc Vương hay không nữa. Những người ẩn nấp ở sau lưng, liệu có thể để cho hắn được như ý muốn không? Long tranh hổ đấu, sát khí đằng đằng. Chương 931, mang tiếng thì mang tiếng đến cùng. Độc tính trong phương thuốc của Ất Can giải độc Vương vẫn chưa được giải trừ, răng mồi rồi mà vẫn chưa bắt được cá. Vậy nhưng những lời đả kích Trung Y thì ngày càng dữ dội hơn. Ất Can giải độc Vương biến mất một cách thần bí, như thế không phải là lừa gạt sao? Ông Hoàng của phương thuốc diệt trừ bệnh viêm gan B Lam Thiên Hộ đột nhiên mất tích, nghi là bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Các tổ chức quyền uy của thế giới đã công nhận mà Trung Quốc không công nhận sao? Sự yên lặng sau một hồi tưng bừng náo nhiệt, bên trong ẩn chứa một cơn giông tố thế nào đây? Thái Công Dân vứt đống báo ra bàn. Mặt nặng trĩu nói, tin đồn nhảm, đúng là tin đồn nhảm. Thấy lãnh đạo tức giận thì Hậu Vệ Đông chỉ biết đứng yên mà không dám tiếp thêm lời nào. Anh ta có thể hiểu được tâm tình của bộ trưởng,
hiện giờ trên bàn của ông là một sấp báo dày cộm, toàn bộ đều có liên quan đến việc đứt đoạn của hạng mục Ất Can giải độc phương và việc mất tích một cách thần bí của bác sĩ Lam Thiên Hộ. Trong phương thuốc của Ất Can giải độc phương có chứa độc tố không tốt cho tim nên đã bị Thái Công Dân kêu dừng lại, nhưng việc Lam Thiên Hộ mất tích thì thật sự là không liên quan một chút nào đến ông. Nếu có thể, thì ông cũng rất muốn tìm ra tên lang băm này để hỏi cho rõ xem rốt cuộc ai đứng sau lưng sai khiến hắn ta làm chuyện này. Trong đống báo này không chỉ có báo của Trung Quốc không thôi mà còn có cả một số báo nước ngoài được hậu vệ Đông thu thập theo chỉ thị của Thái Công Dân cũng liên tục đưa tin về việc này. Từ những lời lẽ của những bài báo đó cho hay, bọn họ đang chú ý cao độ tới những tiến triển của sự việc tại Trung Quốc. Hơn nữa, hậu vệ Đông còn nghe thư ký lưu vệ của Bộ trưởng Trương nói rằng, trong buổi họp ngày hôm qua của Bộ Y tế, Bộ trưởng Hoàng đã nói không ít lời châm chọc tới Ất Can giải độc phương. Bộ trưởng Hoàng là người ủng hộ nhiệt tình cho Tây Y. Mặc dù ông không đả động gì tới việc bãi bỏ Trung Y, nhưng những trường hợp nhất bên trọng nhất bên khinh vẫn thường xuyên xảy ra. Ông ta vẫn luôn giữ thái độ gia tăng nghiên cứu khoa học để đẩy mạnh việc phát triển của Tây Y, làm cho Trung Y tự sinh tự diệt, còn Thái Công Dân thì lại ở phe cương quyết phục hồi Trung Y. Chính kiến của hai người luôn bất hòa với nhau, trong những cuộc họp hội nghị bộ trưởng đã to tiếng với nhau không dưới chục lần. Đặc biệt là mỗi dịp thương thảo việc tính kinh phí dự kiến hàng năm, thì tranh chấp lại càng ác liệt hơn. Một người muốn dốc toàn bộ kinh phí cho Tây Y, còn một người thì lại muốn cố cho Trung Y nhiều hơn một chút, chẳng ai chịu nhường ai, cuối cùng lúc nào cũng phải dùng cách để mọi người bỏ phiếu rồi cho ra kết quả. Về sau Thái Công Dân lại đột nhiên té xỉu ngay trong hội nghị bộ trưởng, vốn dĩ tin tức này bị truyền ra ngoài thì bộ trưởng Hoàng sẽ tiếp nhận cái ghế phó bộ trưởng thường ủy của Thái Công Dân, nhưng ai ngờ Thái Công Dân không những không về hưu sớm mà càng ngồi càng vững chãi hơn trước, thậm chí còn có một vị cấp trên lại đánh giá khá cao về ông. Rất có thể sẽ giúp đỡ ông trên con đường chính trị trước khi về hưu. Như thế đã lại một lần nữa chặn lại con đường thăng tiến của Bộ trưởng Hoàng, Trung Y mà Thái Công Dân đang ủng hộ hết mình giờ đây xảy ra sự cố lớn như vậy, thì ông ta nói vài câu khó nghe trong buổi họp cũng không có gì là khó lý giải cả. Thấy hậu vệ Đông không nói gì thì Thái Công Dân lại thở dài một tiếng, hỏi, Tần Lạc vẫn chưa tới sao? Chắc là sắp đến rồi ạ. Hậu vệ Đông nói, tôi ra ngoài đón cậu ấy nhé. Ừ, đi đi, Thái Công Dân phất tay nói. Hậu vệ Đông thầm cảm thấy tủi thân. Mình đường đường chính chính là thư ký của bộ trưởng, vậy mà lúc nào cũng phải đưa đón tận nơi một tên chẳng có bất kỳ chức vụ gì, đã thế còn nhỏ tuổi hơn mình nữa chứ, điều này đã sớm trở thành một trò cười trong giới thư ký rồi. Có điều anh ta biết rõ rằng vị trí của mình trong lòng Thái Công Dân vĩnh viễn không thể so bì được với Tần Lạc, mình chỉ là một thư ký có phần ưng ý của Thái Công Dân, còn Tần Lạc thì lại là cánh tay đắc lực của ông. Nhìn hai người bọn họ không giống như cấp trên cấp dưới, mà trông giống với người một nhà hơn. Nếu hậu vệ Đông còn có ý đồ gì đối với con đường làm quan của mình, thì điều duy nhất mà anh ta có thể làm đó là cố gắng quan hệ cho tốt với Tần Lạc. Quả nhiên, hậu vệ Đông vừa ra tới đại sảnh của phòng làm việc Bộ Y tế thì nhìn thấy Tần Lạc đang vội vội vàng vàng tiến lại. Người anh em, cậu cuối cùng cũng tới. Hậu vệ Đông cười nói, bộ trưởng đợi cậu cả nửa ngày rồi đấy. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tần Lạc đã rất quen thân với hậu vệ Đông rồi nên hắn cũng không nói khách sáo gở với hậu vệ Đông nữa. Tâm tình của bộ trưởng không tốt phải không? Thì vẫn là chuyện Ất Can giải độc phương đấy. Hậu vệ Đông vừa dẫn Tần Lạc vào thang máy, vừa nói nhỏ với hắn. Hiện tại giới truyền thông trong và ngoài nước đều đang đoán giả đoán non xem Ất Can giải độc phương rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mấy vị lãnh đạo cấp cao trong bộ cũng đang theo dõi gắt gao về vụ này, bộ trưởng Thái áp lực lớn lắm. Tần Lạc rất hiểu tâm tình của Thái Công Dân bây giờ, liền gật đầu nói, tôi đến bàn bạc với bộ trưởng một chút. Thấy Tần Lạc bước vào cùng với hậu vệ Đông, thì Thái Công Dân lập tức vui vẻ hẳn lên, nói, vụ Ất Can giải độc phương vẫn do cậu theo sát suốt quá trình. Hiện tại là có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu nói cho tôi biết xem nào. Tần Lạc nhìn Thái Công Dân, xấu hổ đáp, thưa bộ trưởng, cháu thật hổ thẹn, cháu xin được bị kiểm điểm. Đã mấy ngày qua đi rồi mà cháu vẫn chưa tìm ra cách nào giải quyết vấn đề độc tố bên trong phương thuốc. Ta biết là cậu đã cố gắng hết sức rồi. Cái này không trách cậu. Thái Công Dân thấu hiểu nói. Ông chỉ vào sấp báo trên bàn, nói, những thứ này cậu cũng biết chứ. Cháu đã xem qua rồi. Tần Lạc nói. Cậu có cách nào giải quyết vấn đề không? Trên đường tới đây Tần Lạc đã suy nghĩ xem Thái Công Dân vì sao lại đột nhiên gọi điện thoại muốn gặp mình vào lúc này. Và đã có một số chuẩn bị cho việc này.
Nghe Thái công dân hỏi vậy thì hắn liền nói ra đối sách mà trên đường đi hắn nghĩ ra cho ông nghe, Bộ trưởng Thái, muốn cởi nút thì phải cần đến người thắt nút. Thái công dân ra ý cho Tần Lạc nói tiếp. Người nghiên cứu ra ớt can giải độc vương là Lam Thiên Hộ, nhưng giờ Lam Thiên Hộ lại không rõ tung tích, chúng ta cũng chẳng có cách nào tìm ra ông ta. Tuy vậy, ớt can giải độc vương là do công ty Kim Huy sản xuất, mà chịu trách nhiệm chính về pháp luật của công ty Kim Huy là Kim Thành Ngọc lại đang bị chúng ta khống chế. Nếu giờ bảo ông ta đứng ra giải thích một phen, cứ nói là có một vị thuốc trong phương thuốc rất khó tìm, nguyên liệu dự trù trong công ty không đủ, đợi cho các vị thuốc đầy đủ rồi thì sẽ có thể gia công sản xuất. Làm vậy, có phải là lại cho chúng ta thời gian để chuẩn bị không? Thái công dân gật đầu hài lòng nói, cách này hay lắm, cứ làm thế đi. Thái công dân vốn dĩ định bảo Bộ Văn hóa nói với giới truyền thông một tiếng, bảo bọn họ cố gắng đưa những tin khác lên, không nên quá truy cứu về việc ớt can giải độc vương nữa. Nhưng ông lại nghĩ, làm thế thì giới truyền thông sẽ không còn được tự do nữa, hơn nữa làm vậy không phải là khiến cho sự việc ngày càng trở nên phức tạp hơn sao? Nếu để cho giới truyền thông nước ngoài biết việc chính quyền Trung Quốc cấm giới truyền thông trong nước đưa tin về ớt can giải độc vương, thì có thể còn dẫn đến cơn giông tố lớn hơn. Tuy vậy, cách của Tần Lạc lại đùn đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người của những thương gia buôn bán thuốc vô lương, vì vậy mà cho dù hiện giờ bọn họ không có cách nào giải quyết vấn đề độc tố có trong phương thuốc, thì vẫn có thể bảo bên sản xuất nói rằng vì thiếu vị thuốc nên mới tạm thời cho dừng hạng mục này lại. Bất luận cho người bên ngoài có tin không, thì bản thân bọn họ tạm thời có thể tin vào điều đó mà. Thái công dân quay ra nhìn hậu vệ đông, nói, bảo Kim Thành Ngọc đứng ra mở một cuộc họp báo, cứ nói như Tần Lạc vừa nói ban nãy ấy. Tôi hiểu ạ, hậu vệ đông quay ra nhìn Tần Lạc cười chào một cái, rồi rời khỏi phòng làm việc. Nào, chúng ta cùng ngồi xuống đây một lát. Thái công dân bước đến bên bàn trà rồi ngồi xuống, ra ý cho Tần Lạc cùng ngồi xuống với ông. Dạ, vâng, Tần Lạc nói. Thái công dân đưa tách trà mà hậu vệ đông đã pha sẵn cho lên miệng nhấp một ngụm, nói, ta thấy sự việc này không đơn giản chút nào. Tần Lạc tin vào đầu óc sáng suốt của Thái công dân, vì vậy mà hắn chẳng cảm thấy gì gọi là kỳ quặc khi ông có thể nói ra mấu chốt vấn đề. Tần Lạc cười nói, việc này nói ra dài dòng lắm. Nếu trưa nay bộ trưởng không có việc gì, thì cháu có thể nói rõ cho bộ trưởng nghe. Chẳng có việc gì quan trọng hơn việc này cả, Thái công dân nói. Tần Lạc gật đầu, sau đó lại nhắc lại một lượt những gì mà hôm qua hắn thuật lại cho Tần Lam nghe. Ta biết chuyện này, Thái công dân nói. Bộ trưởng đã biết rồi sao? Lần này Tần Lạc kinh ngạc thật chứ không phải giả. Mới đầu thì cháu cũng không nghĩ nhiều vậy, nhưng về sau thấy Trung Y liên tục gặp nạn, lần nào cũng đẩy Trung Y rơi xuống vực sâu. Cháu lại thử tiếp xúc với nhị môn nhất phái là chính khí môn, bồ tát môn và quy y phái mà cháu nói với bộ trưởng đó, những lời mà họ nói lại càng làm rõ những dự đoán của cháu. Chỉ là chúng cháu vẫn chưa có cách nào biết được những người nào muốn cứu Trung Y còn những người nào muốn hại Trung Y mà thôi, dù có phòng thế nào thì cũng khó mà phòng nổi giặc nhà. Lần nào bọn chúng cũng tìm người Trung Quốc chúng ta để hạ thủ, điều đó khiến chúng ta không kịp có bất kỳ đề phòng nào. Cháu có dự cảm. Lần này bọn chúng sẽ tìm đến tận nơi cho mà xem. Tần Lạc cười nói. Thái công dân tin tuyệt đối vào những lời của Tần Lạc, hỏi, ta cần phải làm những gì đây? Cần bộ trưởng giúp diễn một vở kịch, Tần Lạc cười nói. Ta không biết diễn kịch, Thái công dân cười nói. Bộ trưởng cứ diễn xuất như những gì bộ trưởng vốn có là được rồi. Tần Lạc khuyên nhủ. Chiều ngày hôm đó, đồng sự trưởng Kim Thành Ngọc của công ty Kim Huy đã mở một cuộc họp báo lớn. Trong cuộc họp báo, ông ta giải thích với đám phóng viên rằng, ớt can giải độc vương tạm thời không sản xuất ra được là vì đang bị thiếu trầm trọng một nguyên liệu thiết yếu. Còn về phần đó là nguyên liệu gì thì vì nó liên quan đến vấn đề bảo mật của phương thuốc, nên không thể công bố cho mọi người biết được. Như vậy là tạm thời có thể trì hoãn được áp lực từ phía truyền thông, còn thực sự có thể giải quyết được vấn đề trọng yếu này hay không thì còn phải tùy thuộc vào việc Tần Lạc có thể loại trừ được độc tính có trong ớt can giải độc vương hay không nữa. Những người ẩn nấp ở sau lưng, liệu có thể để cho hắn được như ý muốn không? Long tranh hổ đấu, sát khí đằng đằng. Chương 932, tự làm tự chịu. Đây là một tháng không bình thường. Tần Lạc trong tháng này đã tham gia đến hai lễ truy điệu, hơn nữa cái chết của hai người này đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hắn. Nguyên nhân cái chết của Cửu Thiên Tứ không rõ, nhưng nếu khi đó ông ta không phát sinh xung đột với Tần Lạc, và thái độ của ông ta điềm đạm hơn với Lệ Khuynh Thành một chút, thì Tần Lạc nhất định sẽ chịu trách nhiệm về bệnh tình của ông ta đến cùng.
Khi đó với sự phối hợp của Tần Lạc và yêu quái mắt xanh, thì tinh thần của Cửu Thiên Tứ đã có những chuyển biến tốt đẹp. Đặc biệt là sau khi đến Yến Kinh, về căn bản thì ông ta đã khôi phục được kha khá rồi. Về sau chỉ vì cú điện thoại không đúng lúc, mà quan hệ hai bên bị rạn nứt. Tần Lạc tức giận bỏ đi, còn Cửu Yên Mị thì không biết có phải đã bị Cửu Thiên Tứ cho một trận không, mà kể từ đó nàng cũng không mời Tần Lạc đến xem bệnh cho ông nội mình nữa. Cho tới lúc Cửu Thiên Tứ chết, thì Tần Lạc cũng không gặp mặt ông ta lấy một lần. Vì vậy mà Tần Lạc cũng có một phần trách nhiệm gián tiếp trong cái chết của ông ta. Cái chết của Bạch Tàn Phổ thì có liên quan trực tiếp tới Tần Lạc. Từ sau khi xảy ra sự kiện Cổ Vương ám sát, thì hắn bắt đầu nghi ngờ những động cơ của Bạch Tàn Phổ. Sau đó hắn liền tìm đến Bạch Phá Cục nhờ hắn ta giúp đỡ điều tra, làm như vậy là để cho Bạch Phá Cục một cơ hội giải quyết mâu thuẫn nội bộ. Dù gì thì hắn cũng khá là có thiện cảm với người đàn ông đã đứng hút thuốc và kể về câu chuyện thất tình trong mối tình đầu của mình với hắn trong đêm khuya. Nhưng sau khi trường đua ngựa Hoa Điền xảy ra hỏa hoạn thì lòng tin của hắn đối với Bạch Phá Cục bắt đầu lung lay. Bao nhiêu lâu như vậy, anh không những không điều tra ra được bất kỳ tin tức gì, đã thế còn để cho hắn ta lại hại người khác thế, anh rốt cuộc là có ý gì? Và thế là giữa Tần Lạc và Cổ Vương Hồng Phu đã có một cuộc giao dịch. Hành động của Tần Lạc khiến cho Bạch Phá Cục cảm thấy áp lực vô cùng, hắn lo sợ chỉ vì thế mà sẽ làm hỏng hạng mục giữa Bạch Gia và Văn Nhân Gia, nên mới tiến thêm một bước đại nghĩa diệt thân. Mặc dù người trong cuộc ai cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nguyên nhân cái chết của Bạch Tàn Phổ lại tức cười vô cùng, đó là do ngộ độc rượu mà ra. Đúng vậy, người khám nghiệm tử thi đã phát hiện ra một chất trong rượu vang đủ để khiến cho con người ta tử vong. Nói cách khác đó là hắn ta bị hại chết bởi loại rượu vang nhập khẩu này. Trong cơn thịnh nộ, Bạch Gia đã kiện công ty chuyên sản xuất và nhập khẩu loại rượu vang này lên tòa, nếu có thể thắng kiện, thì hãng rượu vang của Pháp này sẽ phải bồi thường một cái giá trên trời cho Bạch Gia. Càng làm cho người ta kinh ngạc hơn đó là khi cảnh sát kiểm tra và niêm phong công ty chi nhánh chuyên nhập khẩu loại rượu vang này thì đúng là đã phát hiện ra có vấn đề. Công ty này hàng năm chỉ nhập vào một lượng ít ỏi rượu vang từ nước ngoài, còn đa phần là được pha chế và đóng gói ở trong nước. Người trong nước uống rượu vang không ít, nhưng có thể hiểu được rượu vang thì có mấy người đây. Từ trước tới nay, sản lượng tiêu thụ của bọn họ rất tốt. Lần này thì bọn họ tiêu tùng một cách lãng nhách. Còn về phần công ty bán rượu giả kia bị phán quyết thế nào thì đã không còn là vấn đề mà mọi người quan tâm đến nữa. Tất cả mọi người đều biết, Bạch Gia đã dung túng, hoặc có thể nói rằng nhẫn nhịn cái kiểu đại nghịch bất đạo này của Bạch Phá Cục. Khi Tần Lạc dẫn theo Giê-xu đến thì đã không ít khách khứa đến từ bao giờ rồi. Bạch Lão Gia không thấy xuất hiện, các trưởng bối của Bạch Gia cũng chẳng ai đến, chỉ có vài người trẻ tuổi cùng thế hệ ở đây để trông nom, dù gì thì cũng có người, như thế mới khiến cho tang lễ của Bạch Tàn Phổ không đến nổi đơn giản, thô sơ quá đáng. Có lẽ là muốn người ta tin là Bạch Tàn Phổ chết vì uống phải rượu vang giả, nên Bạch Gia đã để cho Bạch Phá Cục là người phụ trách lo liệu cho đám tang này. Bạch Phá Cục mặc một bộ đồ vest màu đen, áo sơ mi trắng bên trong và một chiếc cà vạt đen tuyền, hắn đứng ở cửa ra vào tiếp đón khách, giống như một ị thần hắc sát canh cửa vậy. Hắn đứng nghiêm trang, không cười nói gì tùy tiện, khom lưng cúi đầu cảm tạ với từng người bước vào linh đường thắp hương. Khi có người nói chuyện với hắn, thì hắn chỉ đáp lại vài câu một cách lạnh lùng. Khi Tần Lạc bước tới thì ánh mắt hai người đụng nhau, nhưng lại tách ra rất nhanh ngay sau đó. Tần Lạc bước qua mặt hắn. Tiến đến trước bức ảnh của Bạch Tàn Phổ. Không thể phủ nhận một điều, đó là đàn ông trong Bạch Gia mặc dù không được cho là anh tuấn đẹp trai, nhưng lại có một sức quyến rũ của riêng mình. Mắt to mày rậm, vẻ mặt khinh cuồng còn ánh mắt thì sắc bén, khóe miệng hơi nhếch lên, như thể chẳng coi bất thứ gì trên thế gian này ra gì vậy. Kể cả Bạch Tàn Phổ ở trong ảnh thôi, cũng cho người ta một cảm giác u ám vô cùng, giống như là hắn ta đang ẩn nấp ở một chỗ tối nào đó để chuẩn bị mưu hại người vậy. Nghiệp trời thì có thể tha thứ, còn tự mình làm thì phải tự chịu. Tần Lạc nghĩ bụng, nếu lòng ham muốn về quyền lực của hắn ta nhỏ hơn một chút thì cũng không phải chịu một kết cục anh tài chết trẻ như vậy. Yến Kinh biến đổi khôn lường, anh hào đời nào cũng có, sẽ chẳng còn chỗ cho hắn ta nữa. Hắn ta chết rồi, và còn thảm hại hơn đó là rất nhanh thôi hắn ta sẽ bị người ta cho vào quên lãng. Tần Lạc sau khi thắp hương xong thì liền quay ra ngoài. Khi đi qua Bạch Phá Cục thì hắn liền vỗ vỗ vào vai Bạch Phá Cục, khẽ nói, bảo trọng. Cảm ơn anh, Bạch Phá Cục gật đầu thấu hiểu nói. Bạch Phá Cục biết Tần Lạc không nói, đừng buồn, như những người khác,
mà lại nói, Bảo Trọng, là vì hắn đang lo cho sự an nguy của mình. Cha mẹ của Bạch Tàn Phổ cùng cô ba, cô Tư vô cùng bất mãn với cách xử lý vấn đề này của ông nội, bọn họ đều không đến tham gia lễ truy điệu ngày hôm nay. Bọn họ sẽ làm những chuyện gì thì Bạch Phá Cục cũng không khó để có thể tưởng tượng ra. Bạch Phá Cục ngẩng đầu lên nhìn Tần Lạc một cái, rồi lại bổ sung thêm một câu, việc mà tôi muốn làm thì chẳng có ai ngăn cản tôi lại được. Anh vất vả rồi, Tần Lạc cười nói, sau đó thì nhanh chân rời đi, bước ra khỏi tầm nhìn của mọi người. Bạch Phá Cục quay người lại nói với người bên cạnh một tiếng, sau đó một mình tiến tới góc vườn hút thuốc. Đứng ở cửa ra vào nghênh đón khách, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt kinh hãi, sợ sệt và cảnh giác của từng người khách khi nhìn thấy hắn. Hắn biết, về sau hắn sẽ không còn có bạn nữa. Hắn cũng đã sớm biết cái kết cục này, nhưng khi ngày đó đến rồi thì hắn vẫn cảm thấy cô đơn, hiu quạnh vô cùng. Có đáng không, một người đàn ông đứng sau lưng hắn với khuôn mặt tuấn tú, ăn mặc lịch thiệp cùng với nụ cười đúng lúc đúng chỗ đột nhiên lên tiếng. Đó chính là Chí công tử Tần Tung Hoành lừng lẫy khắp Yến Kinh. Khuôn mặt của Bạch Phá Cục có phần mơ hồ trong đám khói thuốc bay mịt mù, nhưng giọng hắn thì lại thấp, trầm và kiên định, không có lấy một chút do dự, tôi chỉ là làm việc mà tôi nên làm. Nếu có người phải hy sinh vì sự trỗi dậy của Bạch gia thì tôi và nó chính là những lựa chọn thích hợp nhất. Tần Tung Hoành cười nói, nghe nói không ai có thể hút được thuốc của anh. Bạch Phá Cục liếc nhìn Tần Tung Hoành một cái rồi quăng bao thuốc trong túi mình ra cho hắn ta. Tần Tung Hoành rút điếu thuốc cuối cùng trong bao ra ngậm lên miệng, sau đó lại nhìn Bạch Phá Cục hỏi, có lửa không? Bạch Phá Cục vứt nốt chiếc bật lửa trong tay mình ra, nói, tôi ghét những người lãng phí. Tần Tung Hoành đốt thuốc lên rồi hít một hơi dài, sau đó lần lượt nhả ra những đám khói hình thù dẹp mắt. Từng vòng khói hình cung bọc lấy nhau, hết vòng này đến vòng khác, vòng tròn to ôm lấy vòng tròn nhỏ, nhìn giống như một cây kem lộn ngược nhiều màu sắc vậy. Không sai. Hắn quả thật là biết hút thuốc, không những thế còn rất điêu luyện và thuần thục nữa. Anh biết hút thuốc à? Bạch Phá Cục nói. Tôi có nói là tôi không biết hút đâu. Tần Tung Hoành gật đầu cười nói. Ông nội tôi nói, sau khi có được một vị trí nhất định, thì cách duy nhất để chiến thắng đối thủ đó chính là sống lâu hơn đối thủ mình. Ai chết trước thì người đó sẽ là người thua cuộc. Tôi không hút thuốc là vì muốn sống lâu hơn một chút. Ít nhất thì phải sống lâu hơn đối thủ của tôi. Suy nghĩ của ông già cũng bảo thủ thật, Bạch Phá Cục khinh thường nói. Đúng vậy, quả là rất bảo thủ, Tần Tung Hoành nói, nhưng nghĩ kỹ một chút thì cũng rất có lý đấy. Ví dụ như Bạch Tàn Phổ, anh ta không phải là đã bị knock out sớm nhất đó sao? Nếu anh ta vẫn còn sống, thì ai có thể nói rằng anh ta không có lấy một cơ hội nào? Anh đến đây là để nói với tôi cái đạo lý ấy à? Bạch Phá Cục hỏi lại. Tôi đến để đưa tiễn anh ấy, Tần Tung Hoành nói. Nhân thể cũng đến thăm anh luôn. Tôi phải nói lời cảm ơn ư? Bạch Phá Cục khó chịu nói. Cái đó thì cũng không cần thiết. Tần Tung Hoành phất tay nói. Có điều, chúng ta đều là thương nhân, cứ đánh đánh giết giết nhau thế này thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Thà ngồi nghĩ xem làm thế nào để vượt mặt người khác còn hơn. Anh thấy tôi nói có phải không? Anh nói thế là có ý gì? Bạch Phá Cục dán mắt vào Tần Tung Hoành nói. Chỉ là tôi cảm thấy anh làm thế không đáng. Tần Tung Hoành nói, chỉ vì muốn lấy được lòng tín nhiệm của anh ta, nói cách khác thì vì để không làm cho người phụ nữ sau lưng anh ta không nghi ngờ, nên anh đã bắn chết ngay người anh em của mình, anh có biết bây giờ người ở Yến Kinh nhìn anh với con mắt thế nào không? Anh có biết những người vốn đi theo anh nhìn anh với con mắt thế nào không? Trời có lúc nắng lúc mưa, con gái thì phải đi lấy chồng. Mặc cho họ thích nghĩ gì thì nghĩ, tôi biết là tôi đang làm gì, Bạch Phá Cục nói. Thật sự là anh không quan tâm, thật sự là không quan tâm đến chuyện anh chạy tới đây một mình để hút thuốc. Tần Tung Hoành giống như nhân vật ngoài miệng nam mô bụng một bồ dao găm trong bộ truyện Dấu Bé Tuyệt Đại Song Kiều Dấu Lớn. Hắn vạch trần bộ mặt ngụy quân tử của Bạch Phá Cục một cách không thương tiếc. Anh rốt cuộc là muốn nói cái gì? Bạch Phá Cục ngày càng tỏ ra giận dữ, bàn tay kẹp điếu thuốc cũng nắm chặt lại. Đốt thuốc vẫn còn đốt cháy kia nằm gọng trong lòng bàn tay hắn, cứ thế mà từ từ bị dập tắt. Giúp tôi đi, Tần Tung Hoành nói, nếu không thì hãy giữ thế trung lập. Bốp, Bạch Phá Cục không thể nhìn thêm được nữa, giơ tay đấm vào khuôn mặt anh Tuấn vẫn đang mỉm cười kia. Chương 933, nắm đấm vào phần thưởng. Tần Tung Hoành không ngờ là Bạch Phá Cục lại đột nhiên ra tay như thế, nên cũng không kịp né tránh, hoặc là nói theo cách khác thì căn bản là không có nhận thức để mà né tránh.
Đợi đến khi trên mặt bị đấm cho một quyền, hắn cảm nhận được cơn đau đớn đến từ da thịt, lúc này mới biết là mình bị đánh. Máu ở mũi tuôn ra như suối, bắn tung tóe ra khắp nơi, một bên má cũng nhanh chóng sưng vù lên. Hắn rút khăn mùi xoa ra che mũi lại, cứ để mặc cho máu tươi nhuốm đỏ cả chiếc khăn, rồi nhìn thẳng vào Bạch Phá Cục và cười lớn. Bạch Phá Cục, anh ngoài việc cậy mạnh dùng sức ra thì còn có thể làm được gì? Anh có biết hiện giờ nhìn anh giống cái gì không? Giống như một con chó điên bị người ta chèn ép mất hết cả lý trí ấy. Ha ha, Tần Lạc đáng sợ đến thế sao? Có thể làm cho anh sợ đến mức này. Vẻ mặt Bạch Phá Cục đanh lại đến rợn người, đôi mắt to tròn đỏ lòm lại, chỉ vào Tần Tung Hoành mà chửi lớn. Tần Tung Hoành, anh nghĩ người ta gọi anh là Chí Công Tử, thì con mẹ anh đã trở thành Chí Công Tử thật rồi sao? Anh cho rằng trên thế giới này người ta đều đần độn, ngu ngốc chỉ còn có anh là thông minh nhất thôi ư? Anh nắm bắt hết mọi người trong lòng bàn tay mình, rồi thì anh muốn bảo người ta làm gì thì người ta phải làm như thế à? Bảo tôi đừng có chém chém giết giết nữa. Tôi cứ chém giết nữa đấy thì sao nào? Anh cho rằng tôi không biết những thủ đoạn, mánh khóe mà anh với Bạch Tàn Phổ làm à? Nó là do tôi giết ư? Không phải, nó là do anh giết chết đấy. Nếu không phải anh hợp tác với nó hết lần này đến lần kia đi hãm hại người ta, thì làm sao nên nông nỗi này? Nếu không phải nó bị anh lợi dụng, lôi Bạch ra vào thế nguy hiểm thì tôi lại có thể đích thân ra tay giết chết nó sau Tần Tung Hoành. Nếu anh cho rằng những việc mình làm mà người khác không biết gì thì anh mới thật sự là một thằng ngu đần hết chỗ nói. Tôi chẳng có thủ đoạn, mánh khóe gì với anh ta cả. Mà nếu có thì cũng là anh ta đổ hết bằng chứng phạm tội lên đầu tôi chỉ là thay anh ta chịu tội mà thôi. Đừng quên rằng, mấy lần tôi vào cục cảnh sát là vì ai nhé? Tần Tung Hoành cười nói với giọng châm chọc. Hơn nữa, nếu anh đã sớm biết được những chuyện này rồi sao anh không lo mà ngăn lại đi? Là vì sai lầm mà anh ta phạm phải chưa đủ nhiều hay là Bạch gia còn chưa đến mức nguy hiểm thế? Vì anh biết rằng, nếu lúc đó mà anh giết anh ta, thì chỉ không có người trong Bạch gia thù ghét anh, mà đến cả ông nội anh cũng không bao bọc anh nữa. Vì sao mà phải đợi đến tận giờ anh mới ra tay giết chết anh ta? Là vì anh biết hiện giờ đang là thời điểm chín muồi nhất, Bạch gia đang gặp hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác, mà hiện giờ người nắm quyền ở hạng mục nguồn tài nguyên mới lại là anh. Lại có thêm sự ủng hộ của văn nhân Mục Nguyệt và Tần Lạc, anh biết rằng cho dù anh có giết chết anh ta, thì ông nội cũng vẫn không thể từ bỏ anh được, Bạch gia cũng không từ bỏ anh. Tần Tung Hoành lau những vệt máu nơi khóe miệng đi, nói với giọng dậy người, anh đã từng nghĩ, cho anh có trở thành gia chủ của Bạch gia, cho dù anh có dọn sạch chướng ngại vật đi rồi thì Bạch gia có thể xua tan nguy hiểm đi ư. Bạch gia có nguy hiểm hay không, đó là vấn đề của tôi, liên quan gì đến anh? Bạch Phá Cục cười nhạt nói. Cho đến tận bây giờ mà anh vẫn tự lừa dối mình ư? Tần Tung Hoành đưa ánh mắt khinh khỉnh của mình ra nhìn Bạch Phá Cục, nói, gần trăm năm nay, ba nhà Tần gia, Bạch gia và Văn Nhân gia có thể sống hòa bình được với nhau là vì ba nhà đã giữ được thế cân bằng kỳ diệu. Nhưng giờ đây anh và Văn Nhân gia lại xích lại gần nhau như thế thì cái thế cân bằng này đã bị phá hỏng. Sao, anh sợ rồi à? Bạch Phá Cục rút một điếu thuốc từ trong túi ra, nhét vào miệng và hít lấy hít để. Đôi mắt trí tuệ của hắn bị làn khói thuốc bao phủ hết cả. Tôi thừa nhận, đúng là tôi sợ, Tần Tung Hoành chân thành nói. Sợ tới mức hằng đêm tôi không ngủ được, nếu ba nhà có thể chế ngự được nhau thì chẳng ai làm gì được ai cả. Nhưng sự ngu ngốc của anh đã phá vỡ cái thế cân bằng đó, vậy thì Tần gia sẽ là mục tiêu bị tấn công đầu tiên, nhưng anh đã từng nghĩ đến việc này chưa? Nếu Tần gia đã bị nuốt trôi rồi, thì Bạch gia các anh sẽ được lợi gì chứ? Anh nghĩ rằng kết cục của Bạch gia sẽ tốt hơn của Tần gia được bao nhiêu đây? Văn nhân Mục Nguyệt có thể nuốt chửng được một nhà, thì sao không nuốt nốt nhà thứ hai? Bọn họ có thể diệt được Tần gia, thì sao lại không thể diệt Bạch gia? Đừng quên rằng, lão già trong gia tộc Văn Nhân vẫn còn sống, ông ta có tình cảm sâu nặng với Bạch gia hơn những gì anh tưởng nhiều đấy. Anh cũng không thể hiểu biết được dã tâm của Mục Nguyệt, bọn họ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy kết quả hai nhà cùng tồn tại đâu. Vì sao khi mà Văn Nhân Mục Nguyệt sắp dẫm đạp Bạch gia xuống đáp vực sâu rồi thì lại đột nhiên kéo các người dậy, hơn nữa còn mời các người tham gia hạng mục nguồn năng lượng mới nữa? Lẽ nào gia tộc Văn Nhân lại thiếu chút tiền đầu tư đó sao? Nếu không có sự tham gia của Bạch gia thì bọn họ sẽ không thể vận hành được hạng mục đó ư? Vì cô ấy đã sớm tính đến chuyện kéo anh lên thuyền của cô ấy, cùng giữ lợi ích của nhau. Cô ấy làm thế không phải là để giúp anh, mà là để về sau đối phó với Tần gia thì có thêm một người giúp đỡ. Ít nhất thì vì mối liên quan với nguồn năng lượng mới thì anh nhất định sẽ không bao giờ đứng về phía tôi.
Bạch Phá Cục không nhịn nổi nữa, nhếch mép cười hỏi lại, nếu anh đã nhìn thấu được hết mọi thứ như thế, thì sao lúc đầu anh lại bắt tay với Văn Nhân Mục Nguyệt để đối phó với Bạch gia? Không thể không nói rằng, Tần Tung Hoành đã bị câu nói này làm cho ứ nghẹn nơi cổ họng. Quả thực, sao lúc hắn hợp tác với Văn Nhân Mục Nguyệt để đối phó với Bạch gia thì lại không nghĩ đến đạo lý ba nhà cùng tồn tại chứ? Nói cho cùng thì vẫn là lòng tham lam ở sâu trong nội tâm đã sai khiến. Con người ai cũng có lòng tham vô đáy, mà một người danh mãnh như Văn Nhân Mục Nguyệt lại rất biết dẫn đường cho lòng tham đó hướng ra bên ngoài. Nói nàng là kỳ tài bậc nhất của Trung Quốc cũng chẳng có gì là quá đáng. Một người phụ nữ mà có thể làm được đến mức này thì không dễ dàng gì. Sao, không trả lời được phải không? Bạch Phá Cục không hề có ý định bỏ qua cơ hội công kích lại Tần Tung Hoành. Mọi người không ai là ngu cả, lý do của tôi anh cũng đã rất rõ rồi. Tần Tung Hoành nói, tôi không ngại để cho Bạch gia gặp cản trở một lần, vì như thế áp lực của Tần gia sẽ giảm bớt đi đáng kể. Nhưng hợp tác giữa tôi với Văn Nhân Mục Nguyệt là có tính chọn lựa, trên thực tế thì vẫn duy trì được tính độc lập của mỗi người. Ngày trước, tôi cũng có lòng tin ở anh, cho là anh cũng sẽ làm như vậy giống tôi, nhưng chỉ vì lo sợ thái độ của Tần Lạc mà anh lại giết chết cả người anh em của mình, tôi bắt đầu hoài nghi về trí tuệ của anh. Bạch Phá Cục, anh cam tâm để Bạch gia phải lệ thuộc vào Văn Nhân Mục Nguyệt ư? Đây là việc của Bạch gia chúng tôi, chẳng liên quan gì tới anh hết. Bạch Phá Cục từ chối trả lời câu hỏi này. Chỉ là tôi hy vọng anh có thể tỉnh táo hơn một chút. Tần Tung Hoành nói, nhớ những gì mà tôi nói, một là đứng về phía tôi, hai là giữ thế trung lập. Chỉ có như thế thì thế cân bằng mới có thể tiếp tục được, cho dù tôi và gia tộc Văn Nhân chiến đấu với nhau, thì người được lợi nhất chính là anh mới đúng chứ. Tôi biết tôi đang làm gì. Bạch Phá Cục vẫn không chịu tỏ thái độ của mình. Hắn cứ giữ thái độ mơ hồ đó, vì chỉ có vậy thì hắn mới có thể tự bảo vệ được cho mình, Bạch gia mới có thể tự bảo vệ được. Tần Tung Hoành cười nói, tôi tin là anh còn thông minh hơn tôi tưởng. Tôi cũng cho là như thế. Vậy thì tôi không làm phiền anh nữa. Tần Tung Hoành nói. Không tiễn, Bạch Phá Cục vứt đót thuốc xuống đất, sau đó dùng chân dí nát. Không phải khách khí. Trong lúc thốt ra bốn chữ không phải khách khí thì Tần Tung Hoành đột nhiên quay người lại đấm mạnh vào mũi Bạch Phá Cục. Răng rắc. Không biết là tiếng gãy lìa của sống mũi hay là tiếng phát ra từ tay của Tần Tung Hoành nữa, Bạch Phá Cục giờ đây cũng thảm hại chẳng khác gì Tần Tung Hoành ban nãy, máu mũi cứ chảy ròng ròng, nhuốm hết lên chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc áo vest ngoài màu đen. Con người tôi thích có đi có lại. Tần Tung Hoành cười hề hề nói. Vừa nói hắn vừa nhanh chân rời đi. Bạch Phá Cục nhìn theo bóng của Tần Tung Hoành, bất giác từ khóe miệng hắn nở một nụ cười khó hiểu. Thú vị lắm, càng ngày càng trở nên thú vị. Bạch Phá Cục cười nói, mày cuối cùng cũng không nhịn nổi mà phải ra tay rồi phải không? Khi Tần Lạc quay về thì Lâm Hoán Khê đang nấu cơm trong bếp. Cũng giống với những lần trước, nàng nở một nụ cười dịu dàng, hiền hậu. Sau khi nghe thấy bước chân Tần Lạc, thì nàng đã chủ động lên tiếng nói, về rồi à? Cơm một lát nữa là được. Ông đưa bối bối đi gặp bạn rồi, buổi tối không ăn cơm ở nhà. Tần Lạc nhìn vào ưng phấn của Lâm Hoán Khê, liền tiến lên trước ôm vào eo của nàng rồi sờ sờ bụng nàng nói, em có rồi à? Trong phim thì thường khi phụ nữ có thai mới đột nhiên trở nên vui vẻ một cách lạ thường như vậy. Vì bị ảnh hưởng bởi phim ảnh nên Tần Lạc cũng cho rằng Lâm Hoán Khê đã mang bầu. Không biết vì sao mà tim hắn cũng đập thình thịch. Nếu hai người sinh ra một, Tần Lạc, nhỏ nữa, thì không biết tên tiểu tử con đó sẽ như thế nào nhỉ? Không ạ, Lâm Hoán Khê quay đầu lại, đỏ mặt nói. Kỳ lạ thật, sao bao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có nhỉ? Tần Lạc vẫn đứng sau ôm lấy lưng Lâm Hoán Khê nói. Chẳng lẽ cơ thể anh có vấn đề ư? Em đang uống thuốc, Lâm Hoán Khê nói. Tần Lạc xoay người Lâm Hoán Khê lại, nhìn thẳng vào mắt nàng nói, vì sao? Em còn chưa sẵn sàng, Lâm Hoán Khê né tránh nói. Tần Lạc khẽ thở dài một tiếng, nói, thế rốt cuộc là chuyện vui gì mà làm cho em cao hứng đến vậy? Một hội viên quan trọng của chúng ta đoạt được giải thưởng rồi. Lâm Hoán Khê nói, thông qua lời tường thuật của nàng, thì Tần Lạc mới hiểu là đã có chuyện gì xảy ra. Thì ra là vào buổi sáng ngày hôm nay, giải thưởng y học quốc tế. Giải thưởng y học Lasker năm 2011 về nghiên cứu lâm sàng đã thuộc về thành viên trọng yếu 81 tuổi tên là Đỗ U U của Công hội Trung Y, biểu dương bà đã phát hiện ra artemisinin, một loại dược vật điều trị bệnh sốt rét, đã cứu được sinh mệnh của hàng triệu người ở các quốc gia đang phát triển trên thế giới.
Giải thưởng này tương đương với giải Nobel trong y học. Đây là lần đầu tiên nhà khoa học Trung Quốc nhận được giải Lasker, cũng là giải thưởng lớn nhất mà giới y học Trung Quốc đạt được tính đến thời điểm hiện tại. Đạt được giải thưởng này thì có thể chứng minh rằng công hội Trung Y đã bước thêm một bước ngoặt có tính lịch sử. Thảo nào Lâm Hoán Khê lại phấn khích đến thế. Anh muốn gặp mặt đồ tiền bối một chút, Tần Lạc cười nói. Hắn biết rằng cơ hội để giải quyết cửa ải khó khăn trước mắt của Trung Y đã xuất hiện rồi. Chương 934, phần thưởng y học của Tần Lạc. Các bạn đừng đoán suy nghĩ của người phụ nữ. Cho dù các bạn có đoán cũng không đoán được, Nhậm Hiền Tề đã từng nói câu này. Tần Lạc rất vui mừng khi thấy Lâm Hoán Khê đoạt được giải thưởng y học có tính chất quốc tế vì lúc này tiền đồ và vận mệnh của nghiệp đoàn Trung Y có thể tiến một bước dài, chỉ còn cách mục tiêu mà bọn họ đã đề ra một quãng đường ngắn nữa thôi. Quả thật thành công này cũng có lý do của nó, nhưng nó vẫn còn một nguyên nhân khác nữa. Đó chính là áp lực của những người phụ nữ khác gây cho Lâm Hoán Khê. Trước tiên không nói tới văn nhân Mục Nguyệt, với danh tiếng Yến Kinh Tam Kiệt lừng lẫy. Nếu như Lâm Hoán Khê muốn so sánh với văn nhân Mục Nguyệt trong lĩnh vực kinh doanh thì sẽ khiến nàng thêm tự ti mà thôi. Lần này Tần Lạc bị thương, mấy người phụ nữ đã gặp mặt nhau ở viện dưỡng lão. Cũng là phụ nữ nên Lâm Hoán Khê có thể cảm nhận được văn nhân Mục Nguyệt dành cho Tần Lạc một tình cảm tin cậy và rung động. Nhất định cô ấy không cam lòng khi Tần Lạc từ hôn và lựa chọn mình. Đôi khi Lâm Hoán Khê cũng tự nói với lòng mình như vậy. Nếu như khi Tần Lạc tới Yến Kinh, người phụ nữ đầu tiên anh ấy gặp là văn nhân Mục Nguyệt này mà không phải là mình, thì mình và anh ấy liệu có kết quả cuối cùng không? Hay tất cả những câu chuyện xưa đều phải viết lại? Đương nhiên đây chỉ là một chữ, nếu. Trong khi đó Lệ Khuynh Thành cũng là người phụ nữ cạnh tranh đầy áp lực. Nàng cùng Tần Lạc bắt đầu sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Trong vòng 2 năm trời, Lệ Khuynh Thành đã biến Khuynh Thành quốc tế thành nhà sản xuất mỹ phẩm lớn nhất thị trường trong nước, hơn nữa còn khiến công ty mỹ phẩm nhỏ nhoi này chiếm lĩnh thị phần quốc tế. Năng lực này của Lệ Khuynh Thành khiến người ta không thể sánh kịp. Hơn nữa Lệ Khuynh Thành còn cùng với văn nhân Mục Nguyệt đầu tư vào khá nhiều lĩnh vực. Bây giờ Lệ Khuynh Thành còn làm chủ Cửu Gia, trở thành nữ vương đầy quyền lực của tập đoàn Cửu Gia có 102. Còn chính mình thì sao? Sau khi tiếp nhận nghiệp đoàn Trung Y tuy cũng có nghiên cứu phát triển sản phẩm nhưng vẫn chưa đưa sản phẩm ra thị trường, nghiệp đoàn Trung Y vẫn chưa có nguồn thu vào. Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ chính của nghiệp đoàn Trung Y vẫn chỉ là đầu tư nghiên cứu. Việc duy trì hoạt động của nghiệp đoàn Trung Y cần một lượng tiền lớn. Nguyên nhân chủ yếu khiến nghiệp đoàn Trung Y có thể duy trì hoạt động chính là nhờ vào sự tiếp máu của Khuynh Thành quốc tế. Nói cách khác, Lệ Khuynh Thành đang kiếm tiền để nuôi sống một người đang điều hành nghiệp đoàn Trung Y. Có lẽ đối với người khác thì chuyện này chẳng có vấn đề gì to tát vì hai công ty này đều là của Tần Lạc. Lấy lợi nhuận của Khuynh Thành quốc tế để duy trì nghiệp đoàn Trung Y cũng chỉ như chuyển tiền từ tay trái sang tay phải mà thôi. Nhưng đối với một người kiêu ngạo, ngoài lạnh, trong nóng như Lâm Hoán Khê thì đây chính là tổn thương nặng nề. Kiếm tiền. Nghiệp đoàn Trung Y nhất định kiếm ra tiền. Mặc dù trong giai đoạn đầu có thể không thu được lợi nhuận nhưng ít nhất cũng là không phụ thuộc vào bên ngoài, tay làm hàm nhai. Bây giờ Đồ UU được giải thưởng chính là một cơ hội rất tốt. Mặc dù Artemisinin đã được đưa ra thị trường hơn 30 năm trước, hàng năm đã cứu thoát hàng trăm ngàn người, nhưng nghiệp đoàn Trung Y có thể lấy được giải thưởng, khiến cho thế giới phải chú ý trong thời khắc quan trọng này, thu hút sự chú ý của dân chúng thế giới tới thuốc Trung Y. Ít nhất thành quả nghiên cứu của Trung Y Trung Quốc được giải thưởng Lasker đã chứng minh thuốc Trung Y không hề thua kém so với thuốc của các nền y học khác. Đương nhiên suy nghĩ này là bí mật của Lâm Hoán Khê, đương nhiên là nàng sẽ không nói cho Tần Lạc biết. Khi nghe Tần Lạc nói muốn gặp mặt Đồ UU, Lâm Hoán Khê thuận miệng trả lời đồng ý. Lâm Hoán Khê hiểu rõ tính cách Tần Lạc, nàng biết hắn lại làm náo động hay sẽ để cho người khác làm náo động. Không thể không nói hiệu suất làm việc của Lâm Hoán Khê cực kỳ hiệu quả. Tần Lạc đã gặp mặt Đồ UU vào ngay buổi chiều ở phòng khách nhỏ của nghiệp đoàn Trung Y. Đồ UU là một bà già hơn 80 tuổi, dáng người to béo, đeo một đôi kính đen, từ con người bà khiến người ta có một cảm giác rằng khi còn trẻ bà là người thành đạt. Mái tóc đã nhuộm, thoạt nhìn còn đen bóng, cách nói chuyện thoải mái, tinh thần rất tốt. Điều này khiến Tần Lạc khá yên lòng. Là một thầy thuốc, bản thân mình phải có một cơ thể tráng kiện, khỏe mạnh mới có thể thuyết phục được người khác. Đồ tiền bối, rất vui được gặp bà. Tần Lạc cười nói, giọng nói của hắn rất nhiệt tình. Thái độ khiêm tốn, hắn không vì bản thân mình là ông chủ của nghiệp đoàn Trung Y mà lên mặt,
hắn chủ động đối xử với Đỗ U U như với bậc tiền bối của mình. Tôi cũng rất vui, bà lão nhìn Tần Lạc cười ha hả nói, tôi sớm biết hội trưởng nghiệp đoàn Trung Y chúng ta là thiếu niên anh hùng, cũng muốn tới gặp nhưng cậu luôn là thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Muốn gặp nói chuyện đôi câu cũng không có cơ hội. Tần Lạc xấu hổ, hắn chủ động lên tiếng xin lỗi, cháu thật sự không có tư cách làm hội trưởng. Tất cả chuyện nghiệp đoàn đều giao cho mấy người Hoán Khê. Cháu thật sự làm được quá ít. Tiểu tử không cần khiêm tốn. Tôi biết cậu ngày thường rất bận bịu, người không ngồi cả ngày trong phòng làm việc chính là lãnh đạo tốt. Cậu ra ngoài làm việc cả ngày cũng chính là phát triển Trung Y, có gì mà phải xin lỗi. Cảm ơn bà đã hiểu. Tần Lạc xúc động nói, lần này cháu nhờ Hoán Khê hẹn gặp Đồ Tiền bối chính là để chúc mừng Đồ Tiền đã được giải thưởng, mặt khác cháu có một việc muốn thương lượng với Đồ Tiền bối. Cháu và Hoán Khê đã thương lượng một vài việc của nghiệp đoàn Trung Y, chuẩn bị một lượng tiền lớn để định ra một giải thưởng. Giải thưởng này đặc biệt dành cho người có nghiên cứu đột phá trong lĩnh vực Trung Y. Tổng số tiền thưởng là 100 triệu, tiền thưởng này sẽ do người được thưởng hay tập thể sử dụng. Đồ Tiền bối, chúc mừng bà. Bà và nghiên cứu của ông chính là những người đầu tiên đạt được giải thưởng này. Hơn nữa 100 triệu này là đã trừ thuế. Tiền thuế của 100 triệu này cũng do nghiệp đoàn Trung Y chịu trách nhiệm chi trả. Vương Tu Thân ngồi bên cạnh cười nói chen vào. Vương Tu Thân biết đồ đệ này của mình là người thế nào. Bây giờ bỏ ra 100 triệu chính là bỏ nghìn vàng mua xương ngựa. Lợi ích thật sự rất nhiều. Một khi thông tin về giải thưởng lớn này lan truyền ra ngoài, đương nhiên sẽ dẫn tới một loạt phản ứng dây chuyền. Đồ U U đoạt được giải thưởng mang tính chất quốc tế là thành viên nghiệp đoàn Trung Y. Không nghi ngờ gì nữa điều này đã nâng cao uy tín của nghiệp đoàn Trung Y trên trường quốc tế. Mặt khác Đồ U U nhận được giải thưởng trên trời 100 triệu của nghiệp đoàn Trung Y, những danh y tài năng khác còn không muốn đầu quân cho nghiệp đoàn sao. Tới khi đó danh y toàn thiên hạ đều xuất thân từ nghiệp đoàn Trung Y. Vương giả xưng bá, không ta thì còn ai nữa. Còn một điều thứ ba, bởi vì sự cố của ất can giải độc vương, bây giờ Trung Y đang lâm vào tình trạng người người hô hoán như chuột chạy qua đường. Một số nước châu Âu còn nghi ngờ thuốc Trung Y có độc hại sức khỏe con người mà hủy bỏ đơn đặt hàng trị giá 1 tỷ tệ. Nếu các quốc gia khác cũng làm theo, Trung Y sẽ lâm vào bờ vực diệt vong. 100 triệu. Đồ U U ngây người. Nói thật là một thầy thuốc Trung Y nổi tiếng trong nước. Đồ U U cũng không thiếu tiền nhưng một tổ chức quần chúng mà thưởng một lần cả 100 triệu thì cũng khiến bà giật mình. Cảm ơn, Đồ U U kích động nói, thật sự rất cảm ơn. Tôi thay mặt cảm ơn hội trưởng Tần. Tôi thay mặt tất cả các thành viên nghiệp đoàn Trung Y cảm ơn hội trưởng Tần. Đồ U U được giải thưởng, đất nước cũng thưởng cho bà một ít vật chất nhưng thật sự là rất rất ít. Phân chia cho các thành viên thì thật sự rất nhỏ nhoi. Ví dụ như giáo sư Lý Quốc Kiều của Đại học Y Dược Dương Thành. Ông đã lấy thân làm thí nghiệm liệu pháp châm cứu, thậm chí còn cố ý để mắc bệnh sốt rét. Mặc dù giải thưởng chỉ dành cho một người nhưng những nhân viên nghiên cứu không được thưởng đã phải nỗ lực rất nhiều sẽ bị lãng quên sao? Chúng ta thường xuyên nói với nhau, nói chuyện tiền bạc là những chuyện gây tổn thương, nhưng ngay cả tiền cũng không nói tới thì cực kỳ làm tổn thương người. Ít nhất với 100 triệu tiền thưởng này có thể khiến cho cả nghiên cứu ổn định cuộc sống. Khiến cho bọn họ biết rằng cố gắng của bọn họ rất có giá trị. Tần Lạc chỉ cười, xua tay nói, Đồ Tiền bối, không cần khách sáo. Thật ra cháu rất khâm phục những người chăm chỉ nghiên cứu y học. Vương Tu Thân biết nguyên nhân Tần Lạc lôi ông vào cuộc nói chuyện này. Tần Lạc không tiện nói ra, ông chính là người sẽ nói ra chuyện này. Vương Tu Thân bưng chén trà, ông tươi cười nhìn Đồ U U nói, thế nhưng có một chút việc muốn nhờ Đồ nữ sĩ trợ giúp. Chuyện gì? Chỉ cần chuyện tôi có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Đồ U U sảng khoái đồng ý. Vì để toàn thể người bên ngoài biết tới giải thưởng lớn này của chúng ta. Sắp tới nghiệp đoàn Trung Y của chúng ta sẽ tổ chức một buổi đại lễ trao thưởng. Khi đó xin mời Đồ nữ sĩ vui vẻ tham gia. Vương Tu Thân nói. Không thành vấn đề. Còn cả chuyện tổ chức họp báo. Không có vấn đề gì. Tất cả mọi người đều vì sự phát triển của Trung Y mà. Đúng vậy. Đúng vậy, còn cả 4 cuộc tọa đàm ở Yến Kinh, Thượng Hải, Dương Thành và Đại Liên. Đồ U U do dự một chút rồi đồng ý, không thành vấn đề. Cho dù bà lão này phải bỏ, tôi cũng sẽ bỏ tới. Lần nói chuyện này tương đối thành công, chủ và khách đều vui vẻ, ai cũng nhận được điều mình muốn. Sau khi tiễn Đồ U U ra về, Tần Lạc và Vương Tu Thân, Lâm Hoán Khê quay lại phòng khách.
đã có tâm đặt ra giải thưởng này thì thiết nghĩ cũng nên đặt cho nó một cái tên xứng đáng. Đây chính là phúc phận của Trung Y và cũng là phúc phận của lớp con cháu. Giống như giải thưởng văn học Lỗ Tấn, giải thưởng này thiết nghĩ cần phải được lưu danh sử sách thiên cổ. Vương Tu Thân nhìn Tần Lạc nói. Tần Lạc gật đầu và hỏi, sư phụ có ý kiến hay nào không? Ta nghĩ nên gọi là giải thưởng y học Tần Lạc, tiền do con chi trả, ý tưởng của con, căn cứ theo thông lệ quốc tế, hãy lấy tên của con đặt cho giải thưởng. Tần Lạc đỏ mặt nói, như vậy không hay, hay gọi là giải thưởng y học thời chân đi hay giải thưởng y học Hoa Đà cũng được. Trương Trọng Cảnh có cống hiến to lớn đối với Trung Y, gọi là giải thưởng y học Trương Trọng Cảnh cũng được. Mà có khi gộp tên ba người bọn họ, gọi là giải thưởng y học Lý thời chân Hoa Đà Trương Trọng Cảnh. Vương Tu Thân nghiêm mặt nói, Tần Lạc, con biết không? Những việc con làm bây giờ cống hiến cho Trung Y hoàn toàn không nhỏ so với bọn họ. Bọn họ chính là người mở đường và con chính là người kế thừa và phát triển. Không có người kế thừa, Trung Y sẽ bị cắt đứt. Không có phát triển, nó chỉ là báu vật mà không ai biết. Ta cho rằng giải thưởng y học Tần Lạc là thích hợp nhất. Tần Lạc nhìn Lâm Hoán Khê, hắn nghiêm mặt nói, nếu không, chúng ta quyết định bỏ phiếu. Kết quả hai phiếu cho giải thưởng y học Tần Lạc, một phiếu cho giải thưởng y học Lý thời chân Hoa Đà Trương Trọng Cảnh. Giải thưởng y học Tần Lạc được hai phiếu, vượt qua bán, được chọn. Chương 935, tại sao không thể lấy vợ người nước ngoài? Nghiệp đoàn Trung Y tặng thưởng 100 triệu cho người đoạt giải Lasker. Giải thưởng Nobel của y học. Giải thưởng y học Tần Lạc trị giá 100 triệu cho người có thành tựu nghiên cứu đột phá trong Trung Y. Vẫn là làm từ thiện, 100 triệu cực kỳ hấp dẫn. Không ngoài dự đoán, sau khi công bố Đỗ UU được nghiệp đoàn Trung Y tặng thưởng 100 triệu cho giải thưởng Lasker, dư luận thế giới đã xôn xao về chuyện này. Chuyện này không những được các phương tiện truyền thông trong nước đưa tin mà giới truyền thông các nước phương Tây cũng chú ý. Bọn họ cho rằng giải thưởng y học Tần Lạc chính là giải thưởng y học có ý nghĩa chính thức của Trung Quốc. Mỗi lần Trung Y đạt thành quả mang tính chất đột phá sẽ được thưởng 100 triệu. Điều này quả thực rất hấp dẫn, có thể kích thích những người nghiên cứu chuyên tâm làm việc. Thậm chí có người còn cho rằng giải thưởng này tượng trưng cho sự trỗi dậy của Trung Y. Đương nhiên cũng có kẻ tức giận vì chuyện này. Có người hỏi, vì sao giải thưởng y học Tần Lạc chỉ dành cho người nghiên cứu Trung Y? Người nghiên cứu Tây Y không có tư cách được giải thưởng sao? Có người còn nói cái gã Tần Lạc này là người lòng dạ hẹp hòi, keo kiệt. Xét thấy hành vi hẹp hòi của con người này, bọn họ đề nghị hủy bỏ việc bình chọn của người Trung Quốc đối với giải thưởng này. Có người còn nói người ta được giải thưởng 100 triệu sau khi trừ thuế, hy vọng những người trả giúp tiền thuế sẽ bị đánh thuế nặng. Các quan chức chính phủ khá đau đầu về việc này. Nếu bọn họ sớm biết gã thanh niên này làm ra chuyện này, bọn họ đã sớm làm nó rồi. Bây giờ chuyện náo động này đã bị người khác làm mất rồi. Bọn họ còn bị người ta nói là chính mình không thông thoáng. Thật sự là hết nói. Thế nhưng cho dù là khen hay chê thì ít nhất mục đích của Tần Lạc đã thành công. Không còn ai chú ý đến chuyện thuốc ất can giải độc phương nữa. Trong tiếng tranh luận, nghi lễ trao giải chính thức của giải y học Tần Lạc đã chính thức bắt đầu. Địa điểm tổ chức lễ trao giải thưởng ở ngay building Khuynh Thành. Đây cũng chính là hình thức quảng cáo cho Khuynh Thành quốc tế và nghiệp đoàn Trung Y. Vương Dưỡng Tâm chính là người tổng phụ trách buổi lễ trao giải thưởng này, là người bận rộn nhất hiện trường. Các phóng viên đã tới đủ chưa? Vương Dưỡng Tâm hỏi. Tới rồi, trợ lý nói, phát ra 36 thiếp mời. Phóng viên tới lên tới 221 người. Tốt lắm, Vương Dưỡng Tâm gật đầu nói, còn khách quý. Đoạt giải thưởng được sắp xếp ở trong phòng họp. Hội trưởng đâu? Vương Dưỡng Tâm nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc của Tần Lạc, bèn lên tiếng hỏi. Không thấy hội trưởng, nữ trợ lý nói. Vương Dưỡng Tâm móc điện thoại ra gọi cho Tần Lạc và hỏi, Tần Lạc, anh đang ở đâu? Tôi đang đi cùng với Bộ trưởng Thái, đang tới nơi trao thưởng. Giọng nói Tần Lạc vang lên trong điện thoại. Bộ trưởng Thái cũng tới đây sao? Vương Dưỡng Tâm kích động hỏi. Nếu như hôm nay Bộ trưởng Thái cũng tới, buổi lễ trao giải thưởng này đã bước sang một bước ngoặt mới. Báo chí không thể không đưa buổi lễ này lên trang nhất. Cánh phóng viên quan sát nhất cử nhất động của các quan chức cấp cao. Có lẽ chỉ một câu nói đơn giản hay một động tác cũng đủ khiến bọn họ suy đoán rất xa. Đúng vậy, Tần Lạc Đắc Y nói. Sáng sớm nay hắn đã tới mời Bộ trưởng Thái, đợi tới khi ông tiếp xong một người khách quan trọng mới kéo ông ra ngoài.
Bộ trưởng Thái muốn đích thân trao giải cho người đoạt giải. Hơn nữa ông còn phát biểu ở buổi lễ. Hay quá, bây giờ em sẽ đi nói với người dẫn chương trình thay đổi một chút. Vương Dưỡng Tâm nói. Cả hiện trường chấn động như một quả bom phát nổ khi biết tin đích thân Phó Bộ trưởng thứ nhất Bộ Y tế Thái Công Dân tới dự lễ trao giải thưởng y học Tần Lạc. Các phóng viên liên tục chụp ảnh trước sự xuất hiện của Bộ trưởng Thái Công Dân nhưng trong lòng bọn họ thì âm thầm tự hỏi, một quan chức cao cấp tới tham dự lễ trao giải thưởng của một tổ chức quần chúng, rốt cuộc là có ý nghĩa gì đây? Những người vui mừng nhất trong vụ này chính là những khách quý đoạt giải. Những nhân viên tổ chức đã sớm cho bọn họ biết Bộ trưởng Thái Công Dân sắp tới trao thưởng cho bọn họ, khiến bọn họ cực kỳ tự hào về điều này. Có tiền thưởng, được ngành nghề tôn trọng, được đất nước khen ngợi. Đây chính là đãi ngộ lý tưởng của bất kỳ người nào. Tần Lạc và Thái Công Dâm không ra ngoài gặp gỡ giới truyền thông ngay mà ở bên trong nói chuyện với Vương Dưỡng Tâm. Em còn tưởng anh xấu hổ không dám ra ngoài gặp mọi người. Trong lòng anh hẳn còn đang nghĩ hẳn là không nên, dám dùng tên mình cho giải thưởng mà không dám xuất hiện sao. Vương Dưỡng Tâm nhìn Tần Lạc trêu chọc. Thần châm vương y quán của Vương Dưỡng Tâm được giao cho đồ đệ. Bây giờ ở nghiệp đoàn Trung Y, Vương Dưỡng Tâm phụ trách việc đối ngoại. Hơn nữa hắn có tài ăn nói nên rất phù hợp trong chuyện đàm phán làm ăn. Một số sản phẩm nghiên cứu gần đây của nghiệp đoàn Trung Y được Vương Dưỡng Tâm thương lượng bán với cái giá khá cao. Anh vốn muốn đặt tên giải thưởng này là giải thưởng y họ Lý Thời Chân nhưng bọn họ không đồng ý. Cuối cùng dùng cách bỏ phiếu quyết định, Tần Lạc nói với vẻ bất đắc dĩ. Câu nói này mà anh cũng không biết xấu hổ nói ra sao. Vương Dưỡng Tâm cười nhạt nói khi nghe Tần Lạc giải thích. Trong ba người bỏ phiếu, một người là sư phụ anh, một người là vợ anh. Không đạt 100% phiếu thông qua chứng tỏ anh còn thấy thẹn với lương tâm. Xem ra anh có thành kiến rất lớn với anh, Tần Lạc nói. Lần sau có giải thưởng thì mang tên em, được không? Giải thưởng uống bia Vương Dưỡng Tâm, được không? Anh nghĩ là giải thưởng ăn cặp lồng cơm Vương Dưỡng Tâm rất hay. Tần Lạc cười nói. Tên anh lưu danh muôn đời, còn em để lại tiếng xấu muôn đời. Để tiếng xấu muôn đời cũng không phải chuyện dễ dàng. Khi hai người đang trêu chọc nhau Tần Lạc đảo mắt nhìn bốn xung quanh, đột nhiên hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh đi gặp một người bạn, Tần Lạc nói với Vương Dưỡng Tâm. Vương Dưỡng Tâm nhìn theo ánh mắt của Tần Lạc, cười nói, anh phải chú ý một chút. Trong phòng này có ít nhất hai người phụ nữ đang nhìn anh chằm chằm. Chỉ là bạn bè bình thường, Tần Lạc nói. Tần Lạc đi tới bên cạnh Natasha Hilton, hắn giơ bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô ta và nói, thật là trùng hợp. Chúng ta lại gặp nhau. Natasha Hilton quay nhìn, há hốc mồm nhìn Tần Lạc vẻ kinh ngạc, bàn tay nhỏ nhắn cao hứng vung lên như muốn nói gì đó. Mái tóc màu vàng, đôi mắt màu tím, đôi môi kiều diễm cùng với bộ sườn xám màu đỏ khiến cho người khác có cảm giác rằng cô gái này cực kỳ quyến rũ. Tần Lạc lắc đầu nói, xem ra chúng ta phải nhờ một người tới trợ giúp giao tiếp. Tần Lạc quay người, giơ tay vẫy vẫy Vương Dưỡng Tâm, dù rất bận việc nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn sang bên này. Vương Dưỡng Tâm đi tới, cười hỏi, có chuyện gì vậy? Anh không biết tiếng Anh trong khi người bạn này không biết tiếng Trung Quốc. Em hãy dịch hộ. Tần Lạc giải thích, không thành vấn đề, Vương Dưỡng Tâm thoải mái nói, có cảm giác như hắn có dũng khí dò xét người khác. Trực giác của Vương Dưỡng Tâm nói cho hắn biết Tần Lạc và người phụ nữ này có mối quan hệ không muốn người khác biết. Chỉ cần là phụ nữ xinh đẹp, có ai không có quan hệ với Tần Lạc không? Trước kia Vương Dưỡng Tâm đã từng say mê Lâm Hoán Khê nhưng đáng tiếc hoa rơi cố ý mà nước chảy vô tình. Người Lâm Hoán Khê thích là Tần Lạc khiến cho Vương Dưỡng Tâm phải từ bỏ tình cảm này. Sau khi tiếp xúc với Tần Lạc một thời gian dài, Vương Dưỡng Tâm phát hiện ra Tần Lạc không giống người bình thường, con người này có lý tưởng, có lòng can đảm, có nhiệt huyết, không theo đuôi, không nhắm mắt làm bừa, kiên định đi theo con đường của mình. Mỗi lần có một hành động kinh người đều khiến cả nước, thậm chí trong phạm vi thế giới nổi lên một trận cuồng phong. Bây giờ Vương Dưỡng Tâm coi Tần Lạc như người bạn thân thiết. Một người bạn thực sự đáng tin cậy, cũng là người đồng chí cùng đồng hành với nhau. Có Vương Dưỡng Tâm làm cầu nối trung gian, cuối cùng Tần Lạc và Natasha Hilton có thể nói chuyện bình thường với nhau. Tại sao cô lại tới đây? Tần Lạc hỏi. Tôi tới tìm anh, Natasha Hilton cười quyến rũ nói, đôi mắt cô ta lấp lánh nhìn Tần Lạc. Tôi đọc báo thấy nói tới tên anh chính vì vậy tôi tới xem thế nào. Tôi biết nhất định tôi sẽ gặp anh ở đây. Tần Lạc, tôi thực sự rất nhớ anh.
Khi Vương Dưỡng Tâm dịch đến câu nói cuối cùng, tôi thật sự rất nhớ anh, hắn trừng mắt nhìn Tần Lạc. Câu nói này khiến hắn liên tưởng rất nhiều điều không hay. Ha ha, cảm ơn, Tần Lạc đúng là không làm việc trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Cô vẫn ở Trung Quốc, không về nước sao? Không, tôi đã về nhưng vì tôi rất thích Trung Quốc vì vậy tôi lại sang. Natasha Hilton nói, tôi bị trộm mất túi nên mất luôn cả số di động của anh khiến không gọi điện cho anh được. Vương Tiểu Thư đâu, tôi cũng rất nhớ cô ấy. Tần Lạc biết, Vương Tiểu Thư, mà Natasha Hilton nói chính là Vương Cửu Cửu, hắn giải thích, cô ấy ra ngoài làm việc, tạm thời không thể quay về gặp cô được. Khi cô ấy quay về, tôi sẽ bảo cô ấy liên lạc với cô nếu như cô vẫn còn ở Yến Kinh. Tốt, tốt quá, tôi vẫn còn ở Yến Kinh. Natasha Hilton vui mừng nói, Tần Lạc, anh là người khởi xướng giải thưởng y học này sao? Đúng vậy, Tần Lạc khiêm tốn gật đầu. Ôi, trời ơi, Tần Lạc, anh giỏi quá. Đôi mắt Natasha Hilton lấp lánh những vì sao, ở đất nước của tôi, những thanh niên vào tuổi anh chỉ thích đi du lịch khắp nơi. Thật vậy sao? Tần Lạc giật mình hỏi. Ở đất nước chúng tôi cũng vậy. Vương Dưỡng Tâm kinh ngạc nhìn Tần Lạc, hắn chỉ hận không thể đánh vỡ mũi Tần Lạc. Sau khi Natasha Hilton nghe xong câu dịch của Vương Dưỡng Tâm, cô ta cười ngặt nghẽo, cả người run rẩy, bộ ngực cũng rung động, cực kỳ quyến rũ, khiến người khác nhìn thấy chỉ biết nuốt nước bọt. Tần Lạc, thảo nào có nhiều cô gái thích anh như vậy. Tôi cũng thích anh. Tuyệt đối không thể nào. Tần Lạc vội vàng xua tay nói, ông nội tôi không cho tôi lấy vợ người nước ngoài. Tại sao? Natasha Hilton nghi ngờ hỏi. Chương 936, lừa lọc lẫn nhau. Sau khi Tần Lạc nói vậy thì Vương Dưỡng Tâm suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Mặc dù có thể là vì văn hóa khác biệt, phong tục tập quán không giống nhau hay ngôn ngữ gặp trở ngại, nên những người già ở Trung Quốc đều không hy vọng con hay cháu trai mình lấy một cô vợ nước ngoài. Tất nhiên là gả làm vợ cho một người ngoại quốc thì lại là một chuyện khác. Nhưng nói thẳng tuệt ra ngay trước mặt người ta như thế thì sốc quá. Không chỉ có mình Natasha Hilton mà ngay đến cả Vương Dưỡng Tâm cũng muốn nghe lời bào chữa của Tần Lạc xem thế nào. Nhìn vào đôi mắt xanh thẳm màu nước biển của Natasha Hilton, Tần Lạc tủm tỉm cười nói, ông tôi nói miếng ngon chỉ để cho người trong nhà. Vương Dưỡng Tâm nhìn Tần Lạc mà không biết nói gì, thật không thể ngờ được hắn có thể mặt dày đến nỗi nói ra được câu này. Miếng ngon chỉ để cho người trong nhà. Anh nghĩ cậu là ai chứ? Là Albert Einstein hay Thomas Alva Edison chắc? Chỉ cần một đám tinh trùng là có thể sinh ra cả thiên tài của thế kỷ. Cái này cũng dịch ra à? Vương Dưỡng Tâm hỏi. Cứ dịch đi, Tần Lạc nói, đâu có phải là chuyện gì mất mặt đâu. Miếng ngon chỉ để cho người trong nhà là sao? Natasha Hilton sau khi nghe Vương Dưỡng Tâm dịch lại lời Tần Lạc thì khó hiểu hỏi. Ngày sau cô sẽ hiểu ra thôi. Tần Lạc không có ý giải thích cho cô hiểu ý nghĩa câu nói này, hắn đổi luôn chủ đề nói, cô Natasha Hilton dường như rất hứng thú với nền y học Trung Hoa thì phải. Ồ, không, Natasha Hilton lắc đầu nói, tôi không hứng thú gì với y học đâu, tôi hứng thú với anh cơ. Tần, tôi đến đây là vì anh đấy. Ở nước tôi, những người có thể dùng tên mình để mệnh danh cho một giải thưởng thì những người đó quả là vô cùng giỏi giang. Tôi biết anh cũng là một nhân vật không tầm thường chút nào. Tôi muốn đến hiện trường để chứng kiến niềm vinh dự của anh. Vương Dưỡng Tâm nghĩ thầm, lấy tên của mình để đặt tên cho một giải thưởng thì có gì là ghê gớm đâu cơ chứ. Vừa rồi Tần Lạc còn đề nghị mình dùng tên để đặt cho, giải thưởng so tài ăn cơm hộp nữa cơ mà. Cảm ơn cô, Tần Lạc cảm kích nói. Chỉ là tôi đang làm việc mình có thể làm mà thôi. Tôi tin là có một ngày, giải thưởng y học Tần Lạc sẽ trở thành giải thưởng quan trọng không kém gì giải Nobel trên thế giới. Natasha Hilton có một lòng tin mù quáng vào Tần Lạc. Tôi cũng tin là như thế. Tần Lạc mặt dày nói. Đúng vào lúc này thì Thái Công Dân đã trả lời xong những câu hỏi mà phóng viên đưa ra. Người dẫn chương trình thấy vậy liền ra hiệu cho Vương Dưỡng Tâm biết là buổi lễ trao giải sắp bắt đầu rồi. Tần Lạc nói với Hilton, cô ngồi đây một lát nhé, chút nữa tôi sẽ đến tìm cô. Natasha Hilton khoát tay nói, Tần, tôi biết là anh hôm nay có rất nhiều việc phải làm. Anh cứ bận việc của anh đi, tôi xem một lát thôi rồi về. Thế cũng được, vậy chúng ta liên lạc với nhau qua điện thoại nhé. Tần Lạc nói. Không vấn đề gì, Natasha Hilton vui vẻ đáp lại. Tần, cho tôi số của anh được không? Tần Lạc vừa nói số của mình thì Natasha Hilton liền rút di động ra nhớ vào, rồi nháy máy Tần Lạc, nói,
đây là số của tôi, có việc gì thì cứ gọi cho tôi nhé. Bất kể lúc nào cũng hoan nghênh anh. Tần Lạc gật đầu, sau đó theo Vương Dưỡng Tâm đến chỗ ghế chủ tịch, nơi mà Thái Công Dân đang ngồi đó. Cậu thấy cô ấy thế nào? Tần Lạc hỏi. Cô Hilton á, mặc dù có cùng tên với người nối nghiệp khách sạn Hilton, nhưng bề ngoài thì đẹp hơn người đó rất nhiều. Vương Dưỡng Tâm còn cố ngoảnh mặt lại nhìn Natasha Hilton một cái, đồng thời còn đưa tay lên vẫy chào cô một cách thân mật. Natasha Hilton cũng mím môi cười, suýt chút nữa làm hắn đâm đầu vào lưng Tần Lạc. Vẫn còn Hilton nào nữa à? Tần Lạc hỏi. Tất nhiên rồi, Vương Dưỡng Tâm nói, anh đừng nói với em là đến khách sạn Hilton anh cũng không biết đấy nhé. Hình như cũng nghe qua, Tần Lạc nói, mà cái này thì liên quan gì tới có một người phụ nữ tên là Hilton. Tên cậu là Vương Dưỡng Tâm, cậu sẽ không dùng tên mình để đặt tên cho một cái khách sạn chứ? Vương Dưỡng Tâm không biết nói gì với câu hỏi của Tần Lạc, liền nói, Hilton là một hệ thống khách sạn nổi tiếng thế giới, danh tiếng của người phụ nữ thừa kế gia tộc Hilton không được tốt lắm. Cô Hilton này của anh làm nghề gì vậy? Cô ấy á, Tần Lạc lắc đầu nói, anh cũng không biết cô ấy làm gì nữa. Ngay sau đó, Tần Lạc liền bổ sung thêm một câu, có lẽ nghề của cô ấy là đi du lịch cũng nên. Nghề đi du lịch, Vương Dưỡng Tâm cười nói, công việc này thật thoải mái. Điều đó chứng tỏ ra thế của cô ấy không tầm thường chút nào. Nếu không thì làm gì có ai có tiền mà cả bốn mùa trong năm đều đi du lịch thế chứ? Quần áo trên người cô ấy nhìn cũng không rẻ tiền chút nào. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu nói. Có lẽ cũng nên hỏi xem rốt cuộc là cô ấy làm nghề gì. Natasha Hilton vẫn đứng nguyên ở chỗ đó, hướng mắt nhìn về phía Tần Lạc và người đi cùng hắn bước lên ghế chủ tịch để tiếp nhận vinh dự vẻ vang thuộc về hắn. Người trẻ tuổi này thật kỳ quái hết sức, ý nghĩ cả hắn lúc nào cũng độc đáo, riêng biệt. Điều quan trọng là hắn không giống với những người Trung Quốc khác. Tư tưởng của những người khác luôn tuân theo một khuôn phép cũ, còn hắn thì lại thường xuyên làm những việc khiến cho người ta khó mà ngờ tới. Hắn bỏ ra 10 triệu nhân dân tệ, không những giải quyết được nguy cơ mà ớt can giải độc vương đem lại cho Trung Y, chỉ một chiêu mà đã hóa giải bữa tiệc bom tấn mà bọn cô đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Thậm chí nó còn đẩy Trung Y lên một tầm cao mới nữa. Dưới sự kích thích của giải thưởng lớn, thì ngày sau sẽ càng nhiều người học Trung Y hơn, những người theo nghề Trung Y cũng có thể yên tâm mà làm nghiên cứu được rồi ấy chứ. Đã đến lúc để những người láng giềng phải có động tĩnh rồi. Natasha Hilton nghĩ thầm, mặc dù có phần gấp gáp, nhưng làm gì còn cách nào hay hơn nữa đâu. Có điều, xem ra hắn đã hoài nghi mình thì phải. Natasha Hilton khẽ nhếch mép mỉm cười. Lại còn hỏi mình là có hứng thú với nền y học Trung Hoa không nữa chứ, một tên nhóc đáng yêu. Bước tiếp theo có phải là cho người đi điều tra lai lịch mình không nhỉ? Nếu anh ta thích chơi thì chúng ta sẽ chơi một ván cho ra trò. Đặt cược, tương lai của Trung Y và tính mạng của anh và tôi. Sau lời mời của người dẫn chương trình thì Thái Công Dân bắt đầu một bài phát biểu đầy nhiệt huyết. Các vị ngồi ở đây chắc là rất hiếu kỳ muốn biết vì sao tôi lại đến tham gia một buổi trao giải dưới hình thức cá nhân như thế này. Tôi có thể thẳng thắn mà nói với mọi người rằng, tôi đến đây là vì Tần Lạc, tôi đến đây là vì Trung Y. Nếu câu này được thốt ra từ miệng một người khác, thì mọi người nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ cục, nhưng nó lại được thốt ra từ miệng của Thái Công Dân, một người đức cao trọng vọng, được người dân yêu mến hết mình thì không những không khiến cho người ta nghĩ ông đang lấy danh nghĩa làm việc công để mưu cầu lợi riêng. Vì có quan hệ tốt với Tần Lạc nên mới đến đây, mà khiến cho người ta phải cảm thán trước một con người khí chất đầy mình, quang minh lỗi lạc như ông. Nhưng khi nghe Thái Công Dân thẳng thắn thừa nhận là mình vì một người mà đến đây, thì làm cho những người ngồi đây không khỏi thán phục bối cảnh thâm hậu của người có tên là Tần Lạc này. Trung Y là thứ quý giá của nước ta, không chỉ là của nhà nước không thôi mà còn là của từng người dân chúng ta nữa. Nhà nước luôn giữ thái độ coi trọng, đồng thời cũng dốc hết sức để mở rộng, phổ cập và sử dụng Trung Y, thúc đẩy Trung Y ngày một phát triển đi lên, nhưng một lực lượng mở rộng nữa là dân gian cũng không thể không kể đến. Tôi cảm thấy rất được an ủi khi nhìn thấy những bác sĩ trẻ tuổi giỏi giang như Tần Lạc đây, cũng rất vui khi được trông thấy bọn họ từng bước dẫn dắt Trung Y đi tới một tương lai tươi sáng hơn. Giải thưởng y học Tần Lạc là một phần thưởng, cũng là một ký hiệu, một cái mốc đánh dấu. Để nói lên rằng trong lĩnh vực Trung Y, thì chúng ta đã có một giải thưởng y học thực sự. Hy vọng mỗi một người làm trong ngành Trung Y đều có thể có được gặt hái, hy vọng bọn họ có được một cuộc sống chất lượng và tôn nghiêm. Thái Công Dân đưa mắt ra khắp nơi, trịnh trọng nói, cảm ơn tất cả những gì mà mọi người đã làm vì Trung Y.
đây không chỉ là những lời mà tôi muốn nói, mà đây cũng là những lời mà con cháu đời sau chúng ta muốn nói. Trăm năm sau, nghìn năm sau, con cháu chúng ta có cơ hội được tiếp xúc, sử dụng trung y, thì điều đó là niềm hạnh phúc và tự hào của chúng, đồng thời cũng là niềm hạnh phúc và tự hào của chúng ta. Bốp bốp bốp. Khi Thái Công Dân vừa phát biểu xong thì những tràng pháo tay vang lên không ngớt. Đây là một buổi lễ trao giải thành công mỹ mãn, cũng là một buổi lễ trao giải có ý nghĩa và tầm quan trọng lớn lao. Về sau, khi tầm ảnh hưởng của Tần Lạc ngày càng lớn, phạm vi sử dụng trung y ngày càng rộng, thì lễ ban thưởng giải thưởng y học Tần Lạc lần đầu tiên này đã được ghi vào không biết bao nhiêu sử sách. Đến cả người được nhận thưởng lần đầu tiên này cũng không thể ngờ rằng, đây cũng là thời điểm huy hoàng nhất trong cuộc đời bọn họ, tên của bọn họ cùng với lần ban thưởng này đã trở thành đối tượng được mọi người chiêm ngưỡng. Giải thưởng y học Tần Lạc được thành lập, Phó Bộ trưởng Thái Công Dân có một bài phát biểu quan trọng. Phóng sự về người dẫn đường ngành trung y, Tần Lạc, để cho mỗi một người trong nghề trung y đều có một cuộc sống chất lượng và tôn nghiêm. Trong mấy ngày liên tục, báo chí đều đăng tải những bài viết có liên quan đến lịch sử phát triển của trung y dược cùng với những thành tựu huy hoàng mà trung gặt hái được trong những năm trở lại đây. 10 triệu nhân dân tệ này bỏ ra cũng đáng lắm, hắn nghĩ bụng. Nhưng hiểm họa luôn luôn đi kèm với niềm sung sướng. Tần Lạc còn chưa kịp cảm nhận một cách sâu sắc cái cảm giác tuyệt vời này, thì Thái Công Dân đã lại gọi cho hắn. Tần Lạc, lập tức đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Giọng nói chững chạc của Thái Công Dân vang lên ở đầu dây bên kia, đúng với vẻ uy nghiêm vốn có của một cấp trên. Tần Lạc khẽ giật mình, ngày thường Thái Công Dân rất ít khi đích thân gọi điện cho mình, hầu hết đều là do thư ký hậu vệ đông của ông làm thay ông việc này. Hơn nữa, khi ông nói chuyện với mình cũng đâu có dùng khẩu khí quan chức như thế chứ. Chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra rồi ư? Bộ trưởng Thái, có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Tần Lạc hỏi. Ất can giải độc vương đã tấn công vào thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản, đã có nhiều người uống thuốc xong thì chúng độc phải nhập viện. Thái Công Dân mệt mỏi nói. Đại sứ quán Nhật Hàn đã liên hợp kháng nghị muốn hỏi về những việc có liên quan đến phương thuốc của chúng ta. Bọn họ hiện giờ vẫn ở phòng làm việc của tôi. Cậu đến đây một chuyến đi. Chương 937, thuốc đông y không có tội, tội do con người tạo nên. Khi Tần Lạc đến phòng làm việc của Bộ Y tế, thì thấy hậu vệ đông vẫn đang đứng ở cửa chờ hắn như những lần trước. Bộ trưởng đang tiếp đãi khách trong phòng làm việc, hậu vệ đông thấp giọng nói. Tôi biết rồi, Tần Lạc gật đầu nói. Nói thực thì, vì sao trong lúc ất can giải độc phương bị cấm ở thị trường trong nước nhưng lại có thể được tung ra ở thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản, hơn nữa còn khiến cho người dùng bị nhiễm độc phải nhập viện, thì Tần Lạc cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hắn biết là lúc đó công ty Kim Huy đã sản xuất ất can giải độc phương rồi, hơn nữa cái tên này cũng là do bọn họ và Lam Thiên Hộ đặt ra. Lẽ nào lại có người lén lút đem loại thuốc này đưa ra bên ngoài bán? Hoặc giả, ất can giải độc phương được đóng gói và tung ra thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản dưới một cái tên khác. Tần Lạc nghĩ suốt dọc đường mà cũng chẳng nghĩ ra được đầu mối gì, thầm nghĩ, thôi thì cứ đến đó xem người Nhật và Hàn nói gì trước đã. Binh đến thì tướng cản, nước tới thì đất ngăn. Những việc này hắn quả thực là không biết gì. Nếu bọn họ nhất định đổ lên đầu trung y bằng được, thì cũng đừng trách hắn thốt ra những lời dễ làm tổn thương người khác. Hậu vệ đông gõ cửa phòng, từ bên trong truyền ra tiếng mời vào. Hậu vệ đông làm động tác ra ý mời vào trong, đợi sau khi Tần Lạc bước vào trong rồi thì anh ta đứng ở bên ngoài đóng cửa lại. Trong phòng ngoài Thái Công Dân ra còn có mấy người khác nữa. Bốn nam một nữ, bốn người đàn ông đều thuộc vào tầng lớp trung niên, dáng người thấp mà mập, còn người phụ nữ trẻ tuổi kia thì lại mang trên mình một vẻ đẹp nghề nghiệp. Thái Công Dân ra ý cho Tần Lạc ngồi xuống, chủ động đứng ra giới thiệu, nói, Tần Lạc, đây là Đại sứ quán Nhật Bản, Sơn Điền Tiên Sinh. Còn đây là Đại sứ quán Hàn Quốc, Park Tiên Sinh. Sơn Điền Tiên Sinh và Park Tiên Sinh đến đây là vì muốn tìm hiểu thêm về tình hình bảo mật của ất can giải độc phương. Tần Lạc, tôi là Lưu Vũ, phụ trách bên bộ phận đối ngoại, cậu hãy nói qua tình hình sơ bộ cho hai nhân viên làm việc của Đại sứ quán Hàn và Nhật nghe một chút. Người đàn ông ngồi bên cạnh Thái Công Dân dùng tiếng Trung nói với Tần Lạc. Mặc dù mọi người đều là người châu Á, có vẻ ngoài na ná nhau, nhưng nhìn kỹ một chút thì cũng rất dễ phân biệt. Ví dụ như người Nhật Bản khi nhìn Tần Lạc thì nhìn với ánh mắt thận trọng, ngờ vực, người Hàn Quốc thì kiêu căng ngạo mạn, còn Lưu Vũ thì lại tỏ ra vô cùng khách khí. Báo chí của mấy ngày nay ông cũng đều xem qua rồi, đến cả Bộ trưởng Thái Công Dân cũng đích thân đi làm chỗ dựa cho hắn,
vì vậy mà một cán bộ thấp cổ bé họng như ông sao dám tỏ ra ngông cuồng trước mặt người này được chứ? Làm thế không phải là tự hủy hoại tương lai của mình sao? Tần Lạc gật đầu nói, tôi chỉ biết nói tiếng Trung Quốc. Không sao đâu, bên cạnh họ đều có phiên dịch cả rồi. Lưu Vũ cười nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tần Lạc suy tư một lát, rồi lên tiếng, bác sĩ Lam Thiên Hộ tự xưng rằng mình đã nghiên cứu ra được ất can giải độc phương có thể chữa trị được viêm gan B, hơn nữa còn được ba tổ chức quyền uy công nhận. Nhưng trong một lần làm tiết mục, thì tôi phát hiện ra có hai vị thuốc trong phương thuốc đó có vấn đề. Nếu sử dụng trong thời gian dài thì sẽ có thể làm tổn hại đến tim người bệnh. Tần Lạc chỉ giải thích một số thứ mà hắn đã lựa chọn ra từ trước, còn rất nhiều chi tiết khác thì chắc chắn là hắn không thể nói cho những người ngoài thế này nghe rồi. Chí ít thì Bộ trưởng Thái Công Dân cũng không hy vọng hắn nói tỉ mỉ quá đáng. Trong khi Tần Lạc giảng giải, thì hai người phiên dịch cũng nhanh chóng dùng tiếng Nhật và Hàn để dịch lại lời của Tần Lạc nói cho cấp trên của họ nghe. Nghe Tần Lạc nói vậy thì Đại sứ quán Hàn Quốc đột nhiên tức giận, nhìn thẳng vào Tần Lạc sổ ra một tràng bằng tiếng Hàn. Mặc dù Tần Lạc không hiểu anh ta nói gì, nhưng từ vẻ mặt của anh ta cũng để hiểu phản ứng của anh ta là thế nào rồi. Tần Lạc quay ra nhìn Lưu Vũ với ánh mắt như không hiểu gì, nụ cười trên mặt Lưu Vũ cũng dần tắt lịm, nói với Tần Lạc, bác tiên sinh nói 6 đồng bào của họ nhập viện đều do loại thuốc này mà ra, cũng là tim có vấn đề, bất kỳ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tôi không cho là như vậy, Tần Lạc nói, thứ nhất, nếu chúng tôi đã phát hiện ra được mặt hạn chế của thuốc này, thì sao có thể tung nó ra ngoài thị trường được? Thứ hai, chúng tôi không cho phép nó xuất hiện trong thị trường trong nước, thì làm sao lại có thể để nó tiến vào thị trường các nước khác được? Thứ ba đó là chỉ nói suông thôi, đâu có bằng chứng xác thực nào đâu, bọn họ có chứng cứ gì chứng minh được rằng những bệnh nhân bị nhiễm độc này đều là do ất can giải độc vương chúng tôi gây nên. Thứ tư, Trung y là của Trung Quốc, nhưng người trên toàn thế giới đều có quyền sử dụng. Ở Trung Quốc cũng có người uống thuốc kháng sinh rồi bị dị ứng hoặc xuất hiện những trường hợp tử vong, như thế liệu chúng tôi sẽ đi trách tội y thuật phương Tây có vấn đề hay sao? Lưu Vũ không ngờ Tần Lạc lại có phản ứng kịch liệt đến vậy, hơn nữa còn nói đâu ra đấy, khiến cho đối phương khó mà tìm ra sơ hở nào mà nói lại. Ông gật gật đầu tỏ ra khen ngợi với biểu hiện của Tần Lạc. Đại sứ quán Nhật Bản là Sơn Điền Tiên Sinh sau khi nghe phiên dịch lại thì khẽ cau mày, rồi dùng tiếng Trung Quốc không được chuẩn cho lắm nói. Các bác sĩ của chúng tôi đã nghiên cứu và phát hiện ra thành phần của loại thuốc này giống với thành phần của ất can giải độc phương mà các người công bố ra bên ngoài. Vậy tôi xin hỏi Sơn Điền Tiên Sinh, thành phần đó liệu có giống với những thành phần chưa được công bố của ất can giải độc phương không? Tần Lạc hỏi ngược lại, chỉ cần người nào hiểu biết về y thì rất rõ một điều, đó là sai một ly đi một dặm, có một số loại thuốc có thể dùng để cứu sống bệnh nhân, nhưng chỉ cần dùng sai một vị thuốc hoặc liều lượng sai một chút thôi. Thì rất có thể nó sẽ trở thành thuốc độc giết người. Thuốc Tây cũng như vậy thôi, từng yếu tố và liều lượng của mỗi loại thuốc đều phải thông qua không biết bao nhiêu lần thí nghiệm lâm sàng mới có thể cho ra được, cho dù phương thuốc có rồi, nhưng nếu liều lượng không đúng, thì hiệu quả của thuốc cũng không giống nhau. Liệu có phải có những phần tử phi pháp đã thấy được tiền đồ của ất can giải độc phương nên đã căn cứ theo những vị thuốc có trong phương thuốc này rồi tùy tiện điều chế, sau đó đem đi tiêu thụ chăng? Không, họ nói phương thuốc đến từ Trung Quốc. Hơn nữa chữ trên hộp thuốc đều là chữ Trung Quốc hết. Người Trung Quốc chúng tôi có rất nhiều người đều nói những chiếc túi mà họ dùng đến từ Ý, nhưng thực ra lại được sản xuất ở một xưởng nhỏ tại Dương Thành, chữ viết trên đó có thể nói lên được gì chứ? Bọn họ cũng có thể in lên trên mác những chiếc túi, vì đó bằng tiếng Anh, tiếng Pháp mà. Anh, Sơn Điền và Park Cheong-su quay ra nhìn nhau, họ đều có cảm giác là chẳng thể làm gì được tên danh này. Thái Công Dân nhìn Tần Lạc một cái rồi nở nụ cười sung sướng, sau đó quay sang hai nhân viên của Đại sứ quán hai nước nói, Tần Lạc nói có lý lắm. Tôi cho rằng hai nước cứ điều tra rõ ngọn ngành trước rồi nói. Hiện giờ vấn đề còn chưa được điều tra rõ mà đã đưa ra kết luận như thế thì có phần võ đoán quá thì phải. Về phía Trung Quốc, chúng tôi sẽ dốc hết sức mình giúp đỡ đến cùng. Chúng tôi cũng hy vọng rằng quý quốc sẽ sớm bắt được những phần tử phi pháp coi tính mạng dân chúng là công cụ kiếm tiền quy pháp. Bộ trưởng Thái, không phải như vậy, Park Cheong-su nói, kiểm soát viên của chúng tôi sau khi phát hiện ra vấn đề thì lập tức tiến hành điều tra công ty buôn bán thuốc đó, thì phát hiện người đại diện hợp pháp của công ty là người Trung Quốc, hơn nữa toàn bộ thuốc mà bọn họ bán đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nghe đến đây thì Thái Công Dân khẽ nhíu mày lại, bình tĩnh nói, người phụ trách của công ty đã bắt được chưa? Chưa, Park Cheong-su nói,
Nghe nói hiện giờ anh ta đang thăm thú người thân ở Trung Quốc, chúng tôi hy vọng cảnh sát Trung Quốc có thể giúp đỡ truy nã bắt sống phạm nhân. Đúng vậy, ở Nhật Bản công ty bán thuốc cũng là hợp tác với một công ty của Trung Quốc. Chúng tôi nghi ngờ bọn họ bán ra ớt can giải độc phương ở Nhật Bản chính là ớt can giải độc phương của Trung Quốc, mặc dù bọn họ đã đổi tên khác đi rồi. Thái công dân nhìn Sơn Điền Tiên Sinh, hỏi, tôi có một câu hỏi muốn thỉnh giáo Sơn Điền Tiên Sinh, xin hỏi, cơ quan chính phủ quý quốc đã tiến hành kiểm tra đối với loại thuốc này chưa? Vì sao lại để mặc cho nó vương vãi ra thị trường như thế? Sơn Điền cúi thấp đầu rồi hất hất gọng kính nhằm che giấu vẻ xấu hổ của mình, mãi mới ngẩng đầu lên nói, bọn họ chủ yếu bán cho người dân hẻo lánh vùng sâu vùng xa. Ở đó việc quản lý thuốc thang không được chặt chẽ cho lắm, hơn nữa bọn họ lại thổi phồng tác dụng của nó lên, khiến cho không ít người bị mắc lừa. Bất kể quốc gia nào cũng đều có thể xuất hiện những vấn đề khó tránh khỏi này. Đây là vấn đề của cơ quan giám sát và quản lý của quý quốc rồi. Tần Lạc nói, nếu có người của Trung Quốc mua một con dao gọt hoa quả được sản xuất ở Trung Quốc, kết quả là sau khi đến Nhật người đó đã dùng nó vào việc giết người, vậy liệu có phải cũng sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu quốc gia sản xuất dao gọt hoa quả này không? Điều đó thật không công bằng cho Trung Quốc chút nào. Điều đó nói lên rằng thuốc của các người có vấn đề. Park Cheong-su có phần căm tức tên nhãi nhìn có vẻ thanh tú này, miệng hắn thật độc địa hết sức. Vì sao ớt can giải độc phương có hại cho sức khỏe mà các người lại không công bố kết quả chứ? Các người có trách nhiệm để cho toàn thế giới biết cái tin đáng sợ này. Đây là việc trong nước của chúng tôi, chẳng nước nào có thể can thiệp vào cả. Thái công dân nghiêm nghị nói. Hơn nữa, hiện giờ chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu về loại thuốc này, chỉ cần khắc phục được những thành phần có hại cho cơ thể người, thì ớt can giải độc phương vẫn sẽ là một loại thuốc tốt có thể cứu mạng hàng tỷ người nhiễm bệnh viêm gan B trên thế giới. Nhưng hiện giờ nó đã trở thành một loại độc dược giết người. Chúng tôi vô cùng đáng tiếc về việc này. Thái công dân nói, tôi cũng hy vọng quý quốc sẽ sớm tìm ra hung thủ, trả lại sự trong sạch cho Trung y Trung Quốc chúng tôi. Bộ trưởng Thái công dân, ông đang trốn trách nhiệm đó sao? Park Cheong-su khó chịu nói. Trách nhiệm thuộc về chúng tôi thì chúng tôi không bao giờ trốn tránh. Nhưng nếu trách nhiệm đó không thuộc về chúng tôi thì chúng tôi cũng không có nghĩa vụ để gánh chịu. Thế giới sẽ khiển trách việc làm không đạo đức của các người. Chúng tôi cũng sẽ đưa ra kháng nghị với chính phủ Trung Quốc. Giống như vừa rồi Tần Lạc Tiên Sinh đã nói, vì sao một con dao gọt hoa quả khi ở Trung Quốc chỉ được dùng để gọt hoa quả, nhưng khi đến quý quốc thì nó lại là công cụ giết người chứ? Tôi nghĩ, trách nhiệm này không thuộc về chúng tôi, mà là ở quý quốc. Thái công dân kiên quyết nói, không thể là thuốc làm hại đến người bệnh là thuốc đông y, mà bắt Trung y phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm được. Khi các người thấy được lợi ích của nó thì lại tranh chấp đến cùng để nói rằng Trung y dược là của các người. Thuốc đông y không có tội, mà tội là do con người tạo nên. Sau khi nghe Thái công dân nói, thì Tần Lạc thực sự muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thuốc đông y không có tội, mà tội là do con người tạo nên. Chương 938, cho chúng độc trước rồi giải độc sau. Đây chính là thái độ cuối cùng của Bộ Y tế Trung Quốc. Park Cheong-su hỏi. Đây là thái độ của tôi, Thái công dân nói. Lẽ nào các người muốn phủ nhận tính độc hại mà thuốc đông y gây ra cho người bệnh ư? Chúng tôi đã nắm giữ rất nhiều chứng cứ có thể chứng minh được người Trung Quốc đã tham gia vào việc này. Tôi nghĩ là người Trung Quốc chắc cũng không hy vọng làm lớn việc này phải không? Sơn Điền Tiên Sinh mặc dù nói năng ôn hòa, nhưng tính uy hiếp trong lời nói lại được thể hiện rất rõ. Tần Lạc nhìn Sơn Điền Tiên Sinh, cười nói, thưa Sơn Điền Tiên Sinh. Tôi nghĩ là những người Trung Quốc làm ăn buôn bán ở Nhật Bản chắc đã đổi hết thành quốc tịch Nhật rồi phải không? Nếu đã là người Nhật, thì những việc mà bọn họ làm chẳng có chút liên quan gì tới chính phủ Trung Quốc cả. Bọn họ không có cơ hội phạm pháp ở Trung Quốc, thì sao khi chạy đến Nhật Bản lại có thể làm những việc hoang đường thế chứ? Vì vậy mà tôi nghĩ, chính phủ Nhật Bản nên bỏ ra chút thời gian mà quản lý cho tốt dân chúng nước mình. Sau khi nghe phiên dịch nói lại thì Sơn Điền giận dữ nói, anh! Anh có thái độ gì thế? Thái độ Trung Quốc, Tần Lạc cười nói, là một người làm việc trong ngành y học Trung Quốc, tôi xin tỏ rõ thái độ kháng nghị và khiển trách một cách mãnh liệt đối với những yêu cầu vô lễ mà tôi đưa ra cho quý quốc. Tôi hy vọng quý quốc có thể xin lỗi chúng tôi vì những hành vi bôi nhọ Trung y và chính phủ Trung Quốc. Thật là quá đáng hết sức, Sơn Điền và Park Cheong-su đồng thời nói. Vì thái độ cương quyết của Thái công dân và Tần Lạc, nên Sơn Điền và Park Cheong-su chỉ có thể hậm hực mà rời khỏi đây.
hiển nhiên là mục đích đến đây ngày hôm nay của bọn họ không đạt được kết quả mong muốn. Lưu Vũ nhìn sang Tần Lạc, tỏ lời khen ngợi từ đáy lòng, Tần Lạc, không ngờ những lời lẽ của cậu sắc bén đến thế. Nếu không phải cậu là tướng tài của Bộ trưởng Thái Công Dân thì tôi sẽ kéo luôn cậu vào làm trong Bộ Ngoại giao, để cậu đi bàn bạc song phương với người nước ngoài, bọn họ chắc chắn sẽ chẳng hớp được bất kỳ lợi lộc gì của chúng ta. Tôi chỉ là nói đúng sự thực mà thôi. Tần Lạc vẫn tỏ ra hết sứ khiêm tốn trước một người hơn mình đến gần 20 tuổi này. Bọn họ rõ ràng là đang ức hiếp người khác, người của nước họ mắc bệnh thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Nếu nói vậy, thì ngày sau các tổ chức y tế trên thế giới mà có vấn đề gì lại bắt chúng ta phải bồi thường tổn thất cho họ à? Ai mà chịu được đây? Quan hệ giữa các nước trên thế giới là như thế đấy. Anh mạnh thì họ yếu, anh yếu thì họ sẽ mạnh, điều cốt lõi là chúng ta phải chiếm được một chữ, lý. Bây giờ Trung Quốc lớn mạnh rồi, chỉ cần chúng ta có lý, thì chẳng sợ bọn họ sẽ chơi trò gì với mình. Thái Công Dân rất vừa ý với biểu hiện ngày hôm nay của Tần Lạc. Có tình có lý, trực tiếp sắc bén, đâm cho người ta một nhát dao mà lại không để cho người ta có thể nói lại được câu gì. Hắn đúng là một nhân tài ngoại giao giống như những gì Lưu Vũ đã nói. Tất nhiên là ông cũng không thể để cho một thiên tài y học như Tần Lạc đây chạy đi làm cái gì mà công việc ngoại giao chứ. Ở Trung Quốc, người biết làm việc thực chất không nhiều, nhưng người biết dùng miệng lưỡi không thôi thì nhiều vô kể. Tần Lạc gật đầu một cách hiển nhiên, cười nói, e rằng bọn họ sẽ không dừng lại ở đây đâu. Điều đó là chắc chắn rồi, Lưu Vũ lo lắng nói. Bọn họ khi quay về nhất định là sẽ làm sôi sục việc này lên. Đến lúc đó sẽ có những ảnh hưởng rất xấu tới hình tượng Trung Y và hình tượng quốc gia của chúng ta. Quả thực, nước Trung Quốc xưa nay vẫn nổi danh thế giới là một nước hàng nhái. Xảy ra một sự kiện thuốc giả lớn như vậy, Trung Y dược e rằng lại phải trải qua một trận đại nạn rồi. Bọn họ đã tính sẵn được điểm này, vì vậy mới cố chấp như thế. Tần Lạc nói, chúng ta phải nghĩ cách làm rõ việc này rốt cuộc là thế nào mới được. Ất can giải độc vương sao có thể đổ bộ vào thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản được? Lẽ nào lại có người tiết lộ phương thuốc ra bên ngoài? Từ trong lời nói của họ, chúng ta có thể xác định được một điều, đó là bọn họ đã nắm trong tay một số chứng cứ nhất định. Hơn nữa, người bán ra loại thuốc này lại là người Trung Quốc. Hơn nữa, việc tiến hành đóng gói và sản xuất đều được thực hiện ở Trung Quốc, điều đó rất không có lợi đối với chúng ta. Chỉ cần việc này bị công bố ra bên ngoài thì tất cả mọi người sẽ cho rằng đó là do người Trung Quốc làm. Thái Công Dân nhìn Tần Lạc, trầm giọng nói, chúng ta không thể thua được. Trung Y chỉ có thể tiến thẳng về phía trước, không thể dậm chân tại chỗ hay tụt lùi về phía sau được. Nếu giữa chừng mà xảy ra chuyện, không còn những người ưu tú học và theo ngành nghề này, thì Trung Y thực sự sẽ bị rơi vào quên lãng, sẽ chẳng ai còn nhớ đến nó nữa. Bộ trưởng Thái cứ yên tâm, Tần Lạc kiên định nói. Việc này sẽ không bao giờ xảy ra, Trung Y chỉ có thể ngày càng tốt lên, cuộc sống của chúng ta không phải đang được cải thiện từng ngày đó sao? Đúng đấy Bộ trưởng Thái, Lưu Vũ tiếp lời nói, chúng ta nên tin vào những người trẻ tuổi có tài như Tần Lạc đây. Bọn họ có năng lực, có sức mạnh, và đáng quý hơn cả đó là bọn họ bằng lòng kế thừa và phát huy những gì mà ông cha ta để lại. Chẳng có lý do gì lại không thể làm tốt việc này. Thái Công Dân gật đầu nói với Tần Lạc. Tôi sẽ đề nghị Bộ Y tế cử một đội ngũ làm việc đến Hàn và Nhật tìm hiểu tình hình, bên cạnh đó, cậu cũng phải tìm hiểu xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Vâng, Tần Lạc nói. Tần Lạc cùng với Lưu Vũ rời khỏi phòng làm việc của Thái Công Dân, Lưu Vũ sánh vai bên cạnh Tần Lạc, cười nói, Tần Lạc, khi nào có thời gian thì đến nhà tôi uống chén trà. Ông cụ nhà tôi sức khỏe không được tốt, huyết áp có phần hơi cao, cậu đến xem giúp tôi nhé. Kỳ thực thì cha của Lưu Vũ sức khỏe rất tốt. Huyết áp cũng chỉ hơi cao một chút, nhưng không nghiêm trọng, không ảnh hưởng gì đến tình hình sức khỏe cả. Ông ta vốn dĩ mời Tần Lạc về nhà làm khách là vì muốn xích gần mối quan hệ giữa hai người. Mặc dù Tần Lạc không phải là một người có cấp có quyền gì ghê gớm, nhưng hắn lại có quan hệ mật thiết với Thái Công Dân, như thế đã đáng được người khác coi trọng lắm rồi. Hơn nữa, ai sống trên đời mà không có bệnh tật gì chứ? Làm gì có ai lại không hy vọng làm bạn của một vị danh y đây? Được. Để tôi xử lý xong vấn đề nan giải trước mắt, tôi nhất định sẽ đến tận nhà thăm ông cụ. Tần Lạc cười nói. Hắn đã không còn là tên nhãi trẻ người non dạ vừa mới đặt chân đến Yến Kinh nữa rồi, vì vậy mà cũng có những hiểu biết nhất định về việc đối nhân xử thế. Nếu người ta đã chủ động chia tay ra bắt, thì cũng không nhất thiết phải hất luôn tay người ta đi như thế.
ở cái đất hiến kinh này thì bạn làm sao biết được ai có bối cảnh nông sâu thế nào chứ? Sau khi bắt tay cáo biệt với Lưu Vũ thì lúc này hậu vệ Đông mới có được cơ hội đi cùng Tần Lạc, anh ta cười nói, cục trưởng Lưu cũng khá có tiếng nói ở cái đất hiến kinh này đấy. Ở Trung Quốc nếu nói người ta như vậy tức là khen người đó có một bối cảnh thâm hậu, giao du rộng rãi. Tần Lạc rất cảm kích đối với những lời nhắc nhở đầy thiện chí này của hậu vệ Đông. Thêm một người bạn thì thêm một con đường. Tần Lạc cười nói, cũng lâu rồi không gặp Minh Hạo, mấy ngày nữa chúng ta cùng ngồi ăn với nhau một bữa. Hậu vệ Đông vô cùng ngưỡng mộ tiền nhiệm Minh Hạo của mình, vừa mới rời khỏi cái ghế thư ký mà đã trở thành một người nắm thực quyền trong tay. Thấy Tần Lạc đồng ý làm cầu nối cho hai người thì anh ta vui mừng nói, không vấn đề gì, tôi sẽ lo liệu địa điểm. Bước ra khỏi sân lớn của Bộ Y tế, Tần Lạc liền bảo Giê-xu lái xe đến căn cứ. Không thể không nói rằng, độ khó của những phương thuốc được chọn vào dấu bé kim hạp dược phương dấu lớn đúng là không tầm thường chút nào. Tần gia khổ tâm nghiên cứu bao nhiêu năm mà vẫn không tìm ra được mấu chốt vấn đề. Tần Lạc lôi kéo toàn cao thủ của nhị môn nhất phái đến đây đồng tâm hợp lực mấy ngày nay, mà vẫn không có bất kỳ đột phá hay tiến triển gì cả. Không thể không nói là Tần Lạc đã cảm thấy có phần nóng vội rồi. Hai loại thuốc này thiếu cái nào cũng không được, Cốc Thiên Phàm nói với Tần Lạc, đổi bất kỳ vị gì trong đó đều sẽ bị mất đi công hiệu vốn có của nó. Mọi người cũng đã nghĩ đến chuyện thêm vị thuốc vào để khử trừ độc tố bên trong đó, nhưng mặc dù đã thử rất nhiều lần rồi nhưng đều thất bại. Âu Dương Lâm đứng ở góc nhà không nói gì, cũng không biết anh ta đang nghĩ gì nữa. Tần Lạc cười nói, e rằng chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ rồi. Ất can giải độc vương đã xâm nhập vào Hàn Quốc và Nhật Bản, không những thế còn khiến cho nhiều bệnh nhân phải nhập viện. Hôm nay đại sứ quán của bọn họ đã đưa ra kháng nghị đối với chúng ta. Nếu vẫn không giải quyết được vấn đề độc tố trong phương thuốc trước mắt này thì tình cảnh chúng ta lại càng rơi vào thế bị động hơn. Tần Lạc bỏ ra 10 triệu nhân dân tệ để lập ra, giải thưởng y học Tần Lạc, thành công chuyển sự chú ý của giới truyền thông trên thế giới đối với Ất can giải độc phương sang hướng khác, hơn nữa còn kéo dài thêm cho nghiên cứu của bọn họ một khoảng thời gian quý báu. Nhưng không ngờ là chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã phải đối mặt với những mối nguy to lớn hơn. Cứ như là có người đang chơi trò với chúng ta vậy. Trong đầu Tần Lạc đột nhiên lóe lên ý nghĩ này, chẳng lẽ Lam Thiên Hộ lại chạy đến Nhật và Hàn rồi ư? Anh có cách gì à? Cốc Thiên Phàm nhìn Tần Lạc ngại ngùng nói. Đừng quên rằng, trong cuộc thi tài về y học năm ngoái của nhị môn nhất phái thì anh là người cầm đầu. Anh thông minh, nhanh nhạy hơn người ta rất nhiều. Anh có cách gì giải quyết được vấn đề này không? Nguồn cảm hứng của chúng tôi đều khô héo hết cả rồi, anh cũng nên cho chúng tôi chút ý kiến gì đi. Tần Lạc cười nói, nếu tôi mà có cách rồi thì cần gì phải đợi đến tận bây giờ. Trong lúc nói thì Tần Lạc cứ dán mắt nhìn chằm chằm vào chiếc thìa trong tay Âu Dương Lâm. Anh đang cho gì vào cà phê thế? Tần Lạc hỏi. Sữa, Âu Dương Lâm nhìn Tần Lạc với ánh mắt kỳ lạ đáp. Anh ta mặc dù đến từ một môn phái trung y cổ xưa nhưng lại rất thích loại đồ uống đến từ phương Tây này. Anh ta cho rằng cái hương vị này khiến cho thần thái người ta trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Và anh ta thích cho một thìa sữa nhỏ vào ly cà phê của mình. Tần Lạc như sực bừng tỉnh từ trong cơn mê, nhảy dựng lên nói, chúng ta liệu có phải đã đi nhầm hướng rồi không? Chúng ta vẫn luôn nghĩ đến việc loại trừ hoặc dùng một vị thuốc gì đó để thay thế hai vị thuốc tương khắc nhau này, nhưng vì sao chúng ta lại không nghĩ đến việc cứ để cho chúng cùng tồn tại chứ? Nhưng nếu để chúng cùng tồn tại thì sẽ làm tổn hại đến tim mà. Cốc Thiên Phàm nhìn Tần Lạc với vẻ nghi hoặc, anh ta cho rằng Tần Lạc không thể nào lại không biết vấn đề này. Mà ngược lại vấn đề nan giải này cũng là do hắn phát hiện ra đầu tiên mà. Không sai, Tần Lạc nói, nếu nó có thể làm tổn hại đến tim, thì sao chúng ta lại không nghiên cứu ra một loại thuốc để bảo vệ cho tim chứ? Long cốt thảo phương của Bồ Tát Môn không phải là một phương thuốc tốt để bảo vệ tim đó sao? Tô Tử trợn tròn mắt nhìn Tần Lạc, nói, ý anh muốn nói là, để cho bệnh nhân trúng độc trước, sau đó thì giải độc ư. Chương 939, đây chính là chiến tranh. Nếu loại độc tố này có thể hóa giải được, thì sao những người đi trước lại không làm? Nếu long cốt thảo phương không thể giải quyết được vấn đề Ất can giải độc vương làm tổn hại đến tim thì phải làm sao đây? Để bệnh nhân uống thuốc độc á? Một phương thuốc như vậy liệu có thông qua được cục kiểm dịch thuốc không? Liệu có thể sản xuất rồi tung ra thị trường được không? Những lời chất vấn, những vấn đề khó có thể khắc phục liên tục được đưa ra khiến cho người ta thấy rằng ý nghĩ này của Tần Lạc có phần hồn nhiên quá.
nhưng Tần Lạc lại không cho là như vậy. Không thử thì làm sao biết được loại độc tố này không thể hóa giải được chứ? Người đời trước không hóa giải được, lẽ nào người đời sau cũng không làm được hay sao? Phải biết rằng, khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, công nghệ y dược cũng ngày một tiến bộ. Nếu thật sự vẫn không được, thì chúng ta có thể tìm đến Viện Nghiên cứu Tây Y để nhờ họ giúp đỡ. Khi tôi còn ở Bồ Tát Môn thì cũng nghiên cứu qua về phương thuốc Long Cốt Thảo Phương, cũng có những hiểu biết nhất định về dược tính của nó, về mặt bảo vệ tim thì khá là có hiệu lực. Nếu có thể cải thiện đi một chút, thì chưa biết chừng sẽ giải quyết được vấn đề độc tố mãn tính mà ất can giải độc phương đem lại cũng nên. Hơn nữa, Long Cốt Thảo Phương nếu không giải quyết được thì chúng ta vẫn có thể tìm biện pháp khác mà. Chúng ta không cần quan tâm đến việc nó có thể thông qua được cục kiểm dịch hay không, chỉ cần thuốc chúng ta nghiên cứu ra có tác dụng tốt đối với cơ thể, chỉ cần làm những bệnh nhân viêm gan B bình phục được, thì đó là một việc tốt, để chúng ta làm. Còn một lý do nữa mà Tần Lạc không nói ra. Đó là khi bán ất can giải độc phương ra ngoài, mà lại kèm theo, bạn đồng hành của ất can, thì không phải đã thu được gấp đôi số tiền rồi ư. Tần Lạc còn nhớ, có một loại cà phê tên gì không nhớ cũng đã làm như vậy mà. Không thể không nói rằng, đôi khi Tần Lạc cũng rất có đầu óc làm ăn. Cốc Thiên Phàm đồng ý đầu tiên, nói, nếu đã không có cách nào tốt hơn, thì chúng ta cũng có thể thử cách này, dù gì thì vẫn tốt hơn là ngồi không chờ chết. Thế thì chúng ta hãy gạt việc cải thiện phương thuốc ất can giải độc phương đó qua một bên, nếu không cải thiện được phương thuốc thì chúng ta hãy thử giải độc xem sao. Tô Tử cũng nói theo, tôi sẽ cung cấp Long Cốt Thảo Phương ra cho mọi người cùng nghiên cứu. Tôi đồng ý. Âu Dương Lâm cũng lên tiếng. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ đi, Tần Lạc nói, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ ăn ngủ luôn ở đây để nghiên cứu cùng mọi người. Tôi không tin là chúng ta sẽ không tìm ra được cách hóa giải độc tố trong đó. Trung thảo dược có độc, tính mạng 6 bệnh nhân viêm gan B đang bị đe dọa. Là thuốc giải cứu người hay là thuốc độc giết người? Âm mưu của người Trung Quốc, ất can giải độc phương đã thâm nhập vào Hàn Quốc. Ngày hôm sau, giới truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc bắt đầu đưa những mục tin tức về việc thuốc đông y có độc này. Tin tức 6 bệnh nhân viêm gan B sau khi dùng thuốc thì đều đổ bệnh, tim đập yếu ớt, bất kể lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng của mình vừa được công bố ra bên ngoài, thì thuốc đông y ở Hàn Quốc và Nhật Bản đã rơi vào tình thế chuột chạy qua đường, ai nhìn thấy cũng muốn đánh. Hàn Quốc vốn vẫn còn hận chuyện lần trước xảy ra ở Hàn lắm. Giờ lại có một cơ hội để công kích Trung Y một cách quang minh chính đại mà không sợ người ta chửi rằng không ăn được thì đạp đổ, thì bọn họ hả lòng hả dạ lắm. Đặt tờ báo trên tay mình xuống, Hứa Phược nhìn vào cậu cháu trai Hứa Đông Lâm nãy giờ vẫn quỳ trước mặt mình cả nửa giờ đồng hồ mà không nói gì, hỏi, cháu nhìn nhận việc này thế nào? Hứa Đông Lâm vốn là một công tử nhà giàu ở Hàn Quốc, ỷ thế mình là hậu nhân của Thánh Y, ông nội là một thầy thuốc đến cả Tổng thống cũng rất kính nể. Vì vậy mà địa vị của hắn ở Hàn Quốc rất đặc biệt, gần như là có khả năng hô mưa gọi gió. Nhưng từ sau khi Tần Lạc dẫn theo một đoàn tinh anh của Trung Quốc đến Hàn để khiêu chiến, dựa vào sức lực của một mình Tần Lạc thách đấu với gần 100 bác sĩ Hàn Quốc, đến cả những người đi cùng Tần Lạc cũng giành được lợi thế, không trận nào không thắng, thì tinh thần của hắn sa sút đi rất nhiều, thế giới quanh hắn đã rầm rầm sụp đổ. Giờ hắn mới biết trên đời này còn có rất nhiều người hơn mình. Hắn bắt đầu tìm hiểu về những trách nhiệm mà mình phải gánh vác. Danh dự và tôn nghiêm của gia tộc Thánh Y bị tên nhãi danh đó dùng phương thức thô bạo nghiền nát, hắn phải đòi lại công bằng cho gia tộc mình. Đòi lại thế nào đây? Thắng lợi. Chỉ có đánh bại được Tần Lạc, chỉ có dẫm nát hắn ta ở dưới chân thì mới có thể giữ sạch được nỗi sỉ nhục này, mới có thể làm cho gia tộc Thánh Y có lịch sử hàng trăm năm lấy lại được niềm kiêu hãnh và lòng tin tưởng của dân chúng Hàn Quốc. Từ đó về sau, hắn chỉ chuyên tâm vào học hành, đi khắp bốn phương viếng thăm các danh y, khước từ hết thảy tiệc tùng mà đi theo ông nội, dốc lòng nghiên cứu, là vì đợi đến một ngày nào đó khi phải đối mặt với Tần Lạc thì hắn không cần phải tránh né nữa. Cứ nghĩ đến những hy sinh của ông nội chỉ vì muốn bảo toàn tương lai cho mình và niềm hy vọng từ dân chúng, là hắn lại có một cảm giác ruột đau như cắt. Khi nghe thấy ông nội hỏi, thì hắn mới bỏ cuốn sách y học trên tay mình xuống, nói, thương nhân vô lương tâm của Trung Quốc nhiều lắm. Không cần phải để tâm đâu ạ. Hứa Phược cầm chặt chiếc cốc trên tay mình, nói, chẳng lẽ cứ để mặc cho thuốc đông y đầu độc dân chúng của chúng ta hay sao? Hứa Đông Lâm không ngờ là ông mình lại nói ra những lời như vậy, hắn ngẩng mặt lên nhìn ông với ánh mắt ngờ vực. Theo đạo lý mà nói, thì ông không nên tin vào những thông tin bừa bãi mà giới truyền thông viết mới đúng chứ?
Hứa Phược thở dài một tiếng, nói, lần này cũng giống với lần trước. Không chỉ là chiến tranh về y thuật, mà còn là một cuộc chiến giữa hai nước nữa. Ông ạ, cháu vẫn cho rằng, chúng ta nên chiến thắng đối thủ một cách quang minh chính đại về mặt y thuật. Đúng thế, ông cũng cho là như vậy. Hứa Phược nói, nhưng cháu cần thời gian bao lâu nữa? 1 năm, 2 năm, hay 5 năm, 10 năm? Hứa Nông Lâm nghĩ đến một Tần Lạc sâu sắc khó dò, thì đáp án mà hắn đang chuẩn bị thốt ra khỏi miệng rồi nhưng lại nuốt ngược trở lại. Đúng vậy, đến bao giờ mình mới có thể thắng được Tần Lạc đây? 1 năm, 2 năm, hay 5 năm, 10 năm? Bản thân hắn cũng không có đủ tự tin nữa. Nông Lâm, cháu có thể đợi, nhưng dân chúng của chúng ta không thể đợi được, hàn y của chúng ta cũng không thể đợi được. Hứa Phược giọng đầy giáo huấn nói, trong cuộc chiến lần trước, hàn y đã bị đả kích thảm hại, mất hết cả khí thế. Từ sau đợt so tài đó, giới y học Hàn Quốc cho đến giờ vẫn chưa mở bất kỳ hoạt động nào. Hiện giờ không ít người trong nước ta đang châm chọc, nói y thuật của chúng ta cũng chỉ có thế mà thôi, đến cả trung y còn không đọ lại được, thì làm sao đấu lại được với tây y, cũng đến lúc chúng ta củng cố lại lòng tin của họ rồi đấy. Cứ 1 đồn 10, 10 đồn 100 thế này, thì mãi người ta cũng tin những lời đồn đãi đó là sự thật, đến lúc đó nhà nước bắt đầu thay đổi chính sách, nâng đỡ tây y thì việc truyền thừa của hàn y chúng ta làm thế nào đây? Ý của ông là, Hứa Đông Lâm hỏi. Đây là chính trị, Hứa Phược cắt ngang lời Hứa Đông Lâm, nghiêm túc nói, ông biết là làm thế không được hay cho lắm, ông cũng biết là làm vậy sẽ khiến cho ông cha ta phải xấu hổ. Nhưng xấu hổ trong chốc lát có thể đổi lại được chiến thắng cuối cùng, thì ông sẽ làm thế. Mặc dù trong lòng có phần phản cảm, nhưng Hứa Đông Lâm vẫn đồng tình với quan điểm của ông nội mình. Vì người dân Hàn Quốc, vì Hàn Y, mình có phải hy sinh một chút cũng có đáng gì. Ông ơi, thế chúng ta phải làm gì đây? Hứa Phược lấy bút giấy ở bên cạnh ra, sau một hồi múa bút, ông liền đưa tờ giấy được viết kín một mặt chữ cho Hứa Đông Lâm nói, phải đứng ra, phải thể hiện lòng phẫn nộ của chúng ta, phải đứng lên kháng nghị cùng dân chúng về hành vi miệt thị tính mạng con người một cách trái đạo đức của người Trung Quốc. Vâng, thưa ông, Hứa Đông Lâm khom lưng nói. Phải nhớ cho thật kỹ. Đây chính là chiến tranh, Hứa Phược nói với cậu cháu trai đang bước ra đến cửa. Hứa Đông Lâm ngồi vào ghế chủ tịch, bên dưới những chiếc đèn flash lóe lên liên tục, có vô số phóng viên liên tục bấm máy, còn đa phần mọi người đều nhắm thẳng ống kính máy quay hay những chiếc bút ghi âm vào trước mặt hắn. Thứ nhất, ớt can giải độc vương là phát minh của Lam Thiên Hộ, một người Trung Quốc, đã được hai tổ chức trung y ghi nhận. Lam Thiên Hộ cũng từ chối việc thu mua bằng một số tiền lớn của các nước khác, mà hiến loại thuốc này cho tổ quốc của mình. Vì vậy, chúng ta có thể nhận định một điều, đó là ớt can giải độc vương xuất phát từ tay của người Trung Quốc. Thứ hai, ớt can giải độc vong bị cấm tung ra thị trường ở Trung Quốc, nhưng lại thông qua một con đường mờ ám để xâm nhập vào Hàn Quốc, người Trung Quốc rốt cuộc đang có tâm địa gì vậy? Ớt can giải độc vương có đúng là làm tổn hại đến tình trạng sức khỏe của tim như những lời đồn đại ở bên ngoài không? Thứ ba, qua việc điều tra, 6 bệnh nhân đúng là sau khi uống ớt can giải độc vương được sản xuất bởi công ty y dược Mông Cổ của Trung Quốc thì đã xuất hiện những phản ứng phụ. Người Trung Quốc bắt buộc phải bồi thường đối với vấn đề này, hơn nữa còn phải nói lời xin lỗi đến những bệnh nhân bị hại và toàn thể dân chúng trên thế giới vì hành vi khinh thường tính mạng của mình. Thứ tư, tôi đại diện cho ông nội tôi và danh dự của tôi, xin mọi người hãy ủng hộ Hàn Y, từ chối Trung Y, Trung Dược. Xin hãy giao tính mạng của mình vào tay của người nước mình. Tôi xin tạm dừng lời phát biểu của tôi ở đây, chân thành cảm ơn mọi người. Hứa Đông Lâm đứng dậy cúi người chào vô số phóng viên, sau đó thì rời đi với vẻ mặt đau khổ. Những lời tuyên bố của Hứa Đông Lâm sau khi được đưa lên đài báo, thì lập tức rộ lên phong trào kháng cự Trung Y dược. Có cửa hàng Trung Y bị đập vỡ, có cả những thầy thuốc Trung Quốc bị đánh, còn có vô số Trung Y dược bị niêm phong. Hơn nữa, trải qua một cuộc thí nghiệm phân tích Trung Y dược của những bác sĩ Hàn Quốc, thì đã phát hiện thấy không ít Trung Y dược còn tồn tại những vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Chỉ một đốn lửa nhỏ xíu thôi cũng có thể đốt cháy cả một đồng cỏ bao la, huống chi đây là một ngọn lửa lớn đồng thời cháy lên từ hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản chứ. Và thế là những quốc gia khác cũng lần lượt nhảy vào theo. Chính phủ Anh tuyên bố, vì lo nghĩ cho tính mạng dân chúng, cấm toàn bộ Trung Y dược nhập khẩu vào Anh Quốc. Hiệp hội Y dược nước Mỹ công khai tuyên bố, nói Trung Y Trung Quốc là một loại y thuật giả tạo không khoa học. Liên minh châu Âu tạm thời gác lại 1 tỷ đơn đặt hàng Trung Y dược, yên lặng theo dõi tình hình.
âm hưởng chiến tranh lại một lần nữa bùng phát, Tần Lạc liệu có thể lại trở thành anh hùng dân tộc nữa không? Chương 940, tôi cũng là người có fan hâm mộ. Bốp! Lâm Thanh Nguyên vỗ lên bàn ăn đánh bốp một cái, tức giận quát tháo, những người này thật đáng ghét. Trung y rốt cuộc đã chọc ghẹo gì chúng mà chúng lại là thế chứ? Liệu có phải là Trung y không bị hủy diệt thì bọn chúng sẽ không dừng tay lại không? Tần Lạc vừa mới dẫn theo người đánh bại bọn chúng, vết thương còn chưa lành hẳn cơ, vậy mà không ngờ chúng lại dở trò nhanh đến thế, ta thấy Tần Lạc vẫn còn nhân từ với bọn chúng chán, tốt hơn cả là dẫm cho chúng không ngóc được đầu dậy, như thế thì bọn chúng mới tỏ ra thành khẩn được. Bối bối đang ăn, thấy ông đập bàn mạnh thế thì giật mình đánh thót, miệng nhem nhuốc đồ ăn, nói, ông ơi, ông làm sao thế? Lâm Hoán Khê rút một tờ khăn giấy ra lau miệng cho bối bối, nói, người không biết gì thì cũng đồng nghĩa với họ chẳng biết sợ sệt là gì. Trung y khó khăn lắm mới ngẩng được đầu dậy, thế mà lại bị bọn chúng giở trò thế này, thật là tức chết được, cứ để cho chúng gây phiền toái thế cũng không phải là cách hay. Tần Lạc đâu rồi, nó không nghĩ ra cách gì ư? Anh ấy đang cùng mọi người nghiên cứu vấn đề phương thuốc. Lâm Hoán Khê nói, ai, cũng làm khó cho nó quá. Lâm Thanh Nguyên thở dài nói, Trung y của chúng ta kỳ thực là cũng lắm tai nhiều nạn thật. Cứ thế này thì không biết bao giờ mới kết thúc được đây. Đúng đấy ông, hôm qua cha không về, nếu không phải cháu ngủ cùng mẹ thì mẹ buồn phải biết. Bối bối nói với giọng như giành công. Lâm Hoán Khê trừng mắt nhìn cô bé, nói, mau ăn đi, ăn xong mẹ sẽ đưa con đến trường. Vâng ạ, bối bối nói, cha đã đồng ý mỗi tháng đưa con đến trường một lần, chắc cha nghĩ con quên rồi, nhưng thực ra là con cố tình không nói đấy. Dấu bé thiếu niên Y Vương dấu lớn đã bắt đầu ở giai đoạn chuẩn bị. Ngoài việc thay đổi nhân vật nữ chính ra, thì Tần Lạc tiên sinh không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào khác đối với những nhân vật còn lại. Mã Duyệt sau khi báo cáo lại những sự việc quan trọng mỗi ngày, thì gập tập văn kiện trong tay mình lại, ngẩng mặt lên nhìn văn nhân Mục Nguyệt đang cúi đầu ngồi đó mà không rõ nàng đang nghĩ gì, nói, cơn lốc phản kháng Trung y càng xoáy càng lớn, giống như là một hành vi âm mưu vậy. Bộ Y tế ngoài việc tuyên bố thái độ kiên quyết của mình ra thì không làm thêm gì khác cả. Tần Lạc tiên sinh cho đến giờ vẫn giữ yên lặng. Văn nhân Mục Nguyệt ngẩng khuôn mặt diễm lệ của mình lên, điềm tĩnh nói, mấy ngày trước có phải báo đã đăng tin có một loại thuốc mắt nhập khẩu đã khiến cho mắt của nhiều người bị viêm nhiễm phải không? Mã Duyệt đã ở bên văn nhân Mục Nguyệt nhiều năm rồi nên khi nghe nàng nói vậy thì hai mắt sáng lên, nắm ngay được mấu chốt vấn đề, khom người đáp, vâng, tôi biết phải làm thế nào rồi. Ngay ngày hôm đó, một trang mạng lớn nhất trong nước đã đăng tải lên trang đầu tin. Là ai muốn cướp đi ánh sáng của chúng ta? Trong bài viết nói, có một vị tiên sinh họ Trương 2 năm trước cảm thấy thị giác không được rõ, mắt còn bị chảy máu, nên đã đến một bệnh viện để khám. Bác sĩ giới thiệu cho ông ta một loại thuốc có tên là Nostin, 3 mũi tiêm cho một đợt trị liệu, thị lực khôi phục rất nhanh, còn những biện pháp khác thì hiệu quả không rõ rệt. Năm nay, ông ta cảm thấy bệnh tình của mình lại tái phát, nên đã đến để tiêm tiếp, ai ngờ sau khi về nhà thấy thị giác ngày một mơ hồ thêm. Ngoài vị tiên sinh họ Trương này ra, thì còn có 55 bệnh nhân khác xuất những triệu chứng như mắt sưng tấy đỏ, thị lực kém đi đáng kể, chuyên gia có những chẩn đoán sơ bộ là viêm trong mắt. Đây là sự kiện mang tính quần thể hiếm thấy trong những năm trở lại đây, suýt chút nữa thì làm cho không biết bao nhiêu bệnh nhân mất đi ánh sáng của đời mình. Bài viết vừa được đăng tải thì lập tức thu hút vô số dân cư mạng vào xem và bình luận. Những trang mạng lớn như Sina, Sohu, QQ và những trang khác liên tục chuyển đề tài này và đặt nó lên làm tin hot nhất trong ngày, có hàng trăm nghìn người lướt web và có vô số những lời bình luận bên dưới. Phải điều tra cho bằng được nguồn gốc của Nostin, sao nó có thể xâm nhập vào nước ta được. Người nước ngoài lúc nào cũng thích công kích Trung y của chúng ta, thuốc của bọn họ chẳng lẽ không có vấn đề gì. Bọn họ muốn đẩy Trung y của chúng ta ra bên ngoài, thế chúng ta không thể đẩy thuốc của bọn họ ra bên ngoài được sao? Ai sợ ai chứ? Vốn dĩ các nước trên thế giới đều có xu thế nghiêng hẳn về một phía để phê phán Trung y, nhưng ngay sau khi tin này được tung ra thì giờ đây cục diện đã là Trung Tây y đè nén lẫn nhau. Hồ nước này càng khuấy càng đục, chẳng ai kiếm hời được của ai cái gì. Không phải cá chết thì sẽ là lưới rách. Vì vậy những người có tâm địa kia lo sợ bị lưới rách, cũng không thể không làm chậm lại việc bức tử một con cá lớn như Trung y đây. Cuộc sống giống như là đi đại tiện vậy. Nhiều lúc dốc toàn lực rồi mà có khi chỉ là một cái rắm mà thôi. Lý tưởng bao giờ cũng đẹp, còn hiện thực thì lại tàn khốc vô cùng. Ý tưởng của Tần Lạc rất tốt,
đồng thời cũng lập tức khiến cho mọi người phải bắt tay vào công việc, nhưng hiệu quả thì lại không được rõ rệt cho lắm. Mấy ngày nay Tần Lạc đều nhốt mình trong này cùng với nhị môn nhất phái nghiên cứu cách giải quyết vấn đề ất can giải độc vương gây tổn hại đến tim, không ra ngoài nửa bước. Hắn vốn đặt niềm hy vọng vào thánh phẩm bảo vệ cho tim của Bồ Tát môn là Long Cốt Thảo Phương. Nhưng sau quá trình thực tiễn thì mọi người phát hiện, Long Cốt Thảo Phương chỉ có thể hóa giải một phần độc tố mà thôi, còn nếu muốn tiêu trừ hết chỗ độc tố có bên trong đó thì phải cần đến việc cải thiện phương thuốc thì mới có thể làm được. Phải biết rằng, những bài thuốc gia truyền còn sót lại này được điều phối thành thì đều đã trải qua vô số lần thất bại cùng thí nghiệm của những người đi trước, vì vậy muốn thay đổi nó, vừa không muốn mất đi những gì vốn có, lại có thể tăng thêm công hiệu cho nó thì quả không phải là một việc dễ dàng gì. Một tuần lễ trôi qua rồi mà hàng chục cao thủ về y học của nhị môn nhất phái nghiên cứu ngày đêm không ngừng nghỉ, vậy mà vẫn không tìm ra được một phương án nào vừa lòng cả. Trong thời gian này, Tần Lạc nhận được vô số cú điện thoại. Lúc thì là phóng viên muốn phỏng vấn, lúc thì là những vị lãnh đạo trong công hội trung y hỏi thăm tình hình, cũng có cả những cú điện thoại quan tâm, an ủi từ bạn bè, Thái Công Dân cũng đích thân gọi tới cho hắn, mặc dù ông không nói gì trong điện thoại. Nhưng Tần Lạc vẫn cảm giác được một áp lực vô cùng lớn mà hắn phải gánh vác. Áp lực của ông cũng chính là áp lực của Tần Lạc. Điều này cũng làm tăng thêm quyết tâm hắn phải giải quyết vấn đề này trong một thời gian ngắn. Long Cốt Thảo Phương có thể dùng như một phương thuốc cơ bản. Tần Lạc nói, nhưng cặn dư còn sót lại của một số độc tố vẫn chưa có cách gì để tiêu trừ hết. Một loại thuốc như vậy thì không có cách nào thông qua được Cục Kiểm Dịch Quốc gia, chúng ta cũng không thể tung nó ra thị trường được. Nhưng những gì chúng ta nghĩ được thì đều nghĩ cả rồi, nhưng vẫn không đạt được hiệu quả lý tưởng. Tô Tử đứng sau lưng Tần Lạc, nhẹ nhàng xoa bóp vào huyệt thái dương cho người mình yêu. Những ngày này trong lòng Tần Lạc như bị đè nén một thứ gì đó khiến hắn khó thở, ngày đêm nghiên cứu tìm tòi học hỏi, quả thực là rất mệt mỏi. Tần Lạc cảm thấy đầu mình mát mẻ hẳn ra, thì biết rằng đây là thủ pháp massage đặc biệt của Bồ Tát Môn, làm cho hắn đỡ mệt mà tinh thần cũng sảng khoái, dễ chịu hơn rất nhiều. Liền cười nói, chẳng lẽ chúng ta đúng là không thông minh bằng cổ nhân hay sao? Phương thuốc này là do môn chủ thứ hai của Bồ Tát Môn nghiên cứu nhiều năm mà thành, cho dù anh có là, thì nếu muốn cải thiện hay thay đổi gì, cũng không đơn giản như thế đâu. Tô Tử an ủi nói, thời gian không đợi người, cứ nghĩ đến những cuộc chiến kịch liệt đang diễn ra bên ngoài, thì Tần Lạc lại cảm thấy đầu đau nhức từng hồi. Giải độc dược không được, lẽ nào? Tần Lạc đứng thẳng dậy. Nói, thế lấy độc trị độc thì sao? Liệu có thể thêm một vị thuốc vào để bài trừ những độc tố mà Long Cốt Thảo Phương không có cách nào bài trừ ra được không? Mà cho dù là không có cách nào bài trừ thì cũng không gây bất kỳ tổn hại đến cơ thể người cả, thậm chí còn có tác dụng bổ dưỡng thì sao? Tô Tử đôi lúc thực sự bái phục lối suy nghĩ không sát thực tế của Tần Lạc, nàng cười khổ nói, ý nghĩ này liệu có? Kỳ quái quá không? Làm gì có loại độc tố nào lưu bên trong cơ thể con người mà lại không có bất cứ tổn hại gì chứ? Không thử thì làm sao biết được, vừa nói dứt lời Tần Lạc liền chạy thẳng ra hiệu thuốc ở bên ngoài. Dày, anh còn chưa đi dày, Tô Tử gọi với theo. Nhưng Tần Lạc như thể không nghe tiếng gì vậy, hắn đã chạy mất dạng từ bao giờ. Tô Tử xách theo đôi giày mà Tần Lạc quên không đi vào và chạy theo hắn, trông nàng giống như một bà mẹ trẻ chạy theo sau để chăm sóc, che chở cho con trai mình vậy. Tất cả giới truyền thông ở Yến Kinh hoặc được đặt ở Yến Kinh đều nhận được lời mời của Bộ Y tế, mời bọn họ đến tham gia cuộc họp báo được tổ chức ở phòng hội nghị tầng 1 của Quốc tế Khuynh Thành, diễn ra vào hồi 3 giờ chiều ngày mùng 6. Bộ Y tế sẽ xác minh làm rõ sự việc bệnh nhân trúng độc sau khi sử dụng ất can giải độc vương ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Sự kiện ất can giải độc vương là tin tức được mọi người chú ý nhất trong thời gian gần đây, trận chiến về giấy mực và nước miếng giữa giới truyền thông Trung Quốc và nước ngoài cũng không ngừng leo thang. Lửa giận cũng ngày một lớn, có xu hướng không thể khống chế lại được. Trên mạng có người nói, nếu nhốt một phóng viên Trung Quốc và một phóng viên Hàn Quốc vào cùng một cái lồng, thì có lẽ hai người này sẽ đánh nhau một sống một còn, và kết cục là chỉ có thể có một người bước được ra bên ngoài. Bộ Y tế im lặng nhiều ngày nay cuối cùng cũng chịu lên tiếng nói rõ sự tình, điều đó tất nhiên là đã thu hút vô số phóng viên đến để phỏng vấn và theo sát tình hình. Những người nhận được giấy mời thì đều đến. Còn những người không nhận được giấy mời cũng tự giác xuất hiện. Có hàng trăm phóng viên cùng tụ hội ở một chỗ, không những ngồi chật hết tất cả các dãy ghế ở trong phòng hội nghị, mà còn đứng rải rác ở hành lang và cửa ra vào nữa. Sắp 3 giờ đến nơi rồi mà chưa thấy xuất hiện bất kỳ một vị quan viên nào của Bộ Y tế cả. Có chuyện gì xảy ra vậy?
liệu có phải là đã cho chúng ta leo cây rồi không? Không thể thế được, nói gì thì nói cũng phải có một người đến thuyết giảng vài ba lời chứ. Người tai to mặt lớn thường sẽ không đến đúng giờ đâu. Càng đến muộn thì càng nói lên một điều rằng cấp bậc của nhân vật đó là rất cao. Trong lúc đám phóng viên chờ đợi sốt hết cả ruột, thì bỗng nghe thấy từ bên ngoài cửa có tiếng vọng vào, mọi người tránh ra một chút, tránh ra một chút. Nếu mọi người mà không để tôi vào thì buổi họp báo này sẽ chẳng thể bắt đầu được. Đám người tách sang hai bên thì nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi râu ria xồm xoàm, vẫn còn vẻ ngái ngủ bước vào. Thấy bộ dạng người đàn ông này thì tâm tình đám phóng viên không khỏi phấn chấn, vui vẻ hẳn lên. Không hẹn trước gì, nhưng tất cả đám phóng viên có mặt ở đây đều giơ chiếc máy ảnh trong tay mình lên nhắm thẳng vào người đàn ông đó chụp tanh tách. Vì họ biết rằng, chỉ cần người đàn ông này ở đây, thì việc này sẽ trở nên thú vị vô cùng. Tần Lạc khó khăn lắm mới chen được lên đài chủ tịch, hắn chỉnh lại chiếc trường bào trên người mình, sau đó nhìn đám phóng viên bên dưới, cười hề hề nói, tôi muốn thương lượng với các anh các chị một việc, vừa rồi mọi người đều lấy máy ảnh chụp tôi, nếu chụp đẹp thì mọi người có thể cho đăng lên, nếu không đẹp thì hãy xóa đi đi. Tôi cũng là người có fan hâm mộ đấy. Mọi người cười ồ hết cả lên. Chỉ một câu nói thôi mà Tần Lạc đã làm cho bầu không khí trong phòng hội nghị này trở nên nhẹ nhõm đi không ít. Mọi người vừa vỗ tay vừa chờ đợi những lời mà hắn sắp nói ra. Từ khi biết người đàn ông này đến giờ thì bọn họ chưa từng thất vọng bao giờ. Chương 941, con chim chăm chỉ thì có sâu ăn. Đợi cho mọi người cười đùa thỏa thích xong, Tần Lạc mới khoát tay ra ý cho mọi người im lặng, nói, tôi không phải là thượng đế. Vì vậy mà sẽ không có chuyện người ta đánh vào mặt trái của tôi thì tôi giơ mặt phải mình ra. Tôi lại càng không phải là người thích gây chuyện, nhưng người ta lại cứ ức hiếp tôi hết lần này tới lần khác, nên tôi không thể không đứng ra nói vài lời. Hôm nay tôi không đại diện cho Bộ Y tế, cũng không đại diện cho Trung y Trung Quốc, tôi chẳng đại diện được cho ai cả, tôi chỉ có thể đại diện cho chính bản thân tôi đến đây nói đôi lời. Là một bác sĩ Trung y, tôi luôn cảm thấy hãnh diện, tự hào đối với nghề nghiệp của mình. Tôi đã từng nói vô số lần trước truyền thông rằng, nếu không có Trung y, thì tôi có lẽ đã chết từ trước khi lên 10 rồi, Trung y chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi lúc nào cũng đem trong mình một lòng biết ơn đối với Trung y. Ông nội tôi là một bác sĩ Trung y, cha của ông nội tôi cũng là một bác sĩ Trung y, con trai ông nội tôi thì là người bán thuốc, vì vậy mà việc cháu trai của ông nội tôi trở thành một bác sĩ Trung y cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Thông qua việc đi sâu tìm tòi, học hỏi, tôi cảm thấy Trung y là một trong những thủ đoạn gìn giữ sức khỏe tốt nhất trên thế giới. Là một người theo ngành Trung y, khi thấy được tình cảnh xuống dốc của Trung y, thì trong lòng tôi tất nhiên cảm thấy là không dễ chịu chút nào. Tôi thực sự hy vọng thông qua những cố gắng và nỗ lực của bản thân có thể thúc đẩy Trung y phát triển, khiến cho người hiểu và sử dụng Trung y ngày một nhiều lên. Tôi cho rằng chỉ cần không làm việc gì có lỗi với quốc gia, với dân chúng, dựa vào khả năng của mình để phát triển và làm rạng danh Trung y. Nhưng không ngờ tôi lại nghĩ sự việc đơn giản quá mức. Con đường này thực sự gian nan và nguy hiểm vô cùng. Có vô số người đang giở trò, nặng có nhẹ có, chỗ sáng có chỗ tối cũng có, trong nước và ngoài nước đều có cả. Tần Lạc, anh có thể nói cho chúng tôi biết thân phận của những người đó không? Có một phóng viên đứng dậy hỏi. Đừng hỏi tôi bọn họ là ai, tôi không nói thì mọi người cũng sẽ biết. Đừng hỏi tôi vì sao bọn họ lại làm vậy, tôi không nói thì mọi người cũng sẽ hiểu. Tôi nghĩ việc Trung y vùng lên nhất định là đã động chạm đến lợi ích của không ít người. Nếu không thì bọn họ cũng sẽ không phản ứng một cách kịch liệt đến vậy. Tần Lạc cười nói, câu hỏi này thật khó trả lời quá, có một số người thân thế địa vị hơn người, có một số người thì ẩn nấp trong bóng tối, vì vậy mà hắn làm sao có thể nói ra thân phận của bọn họ được. Nhưng Trung y vùng lên là điều tất yếu. Nụ cười trên mặt Tần Lạc bỗng nhiên biến mất, thoáng một cái giọng nói đã trở nên lạnh lùng, sắc bén. Đừng có ai nghĩ đến chuyện ngăn cản, mà cũng chẳng ai có thể ngăn cản nổi. Khi nói câu này, Tần Lạc giống như là đang có một mối thâm thù với ai đó không bằng. Có điều, những lời nó và hành động này của Tần Lạc khi lọt vào tầm mắt của đám phóng viên, thì ắt sẽ thôi thúc trí tò mò của bọn họ. Rốt cuộc là ai muốn ngăn cản sự phát triển của Trung y? Trung y vùng dậy đã động chạm đến lợi ích của ai? Không cần phải nói thì sau khi quay về bọn họ nhất định sẽ điều tra tìm hiểu vụ việc này. Có được sự quan tâm, chú ý và giám sát của cả đám người thế này thì những kẻ gây sự kia muốn làm gì thì cũng phải ngày càng cẩn trọng hơn. Đây là cái mà Tần Lạc muốn thấy và cũng là mục đích hắn nói ra những lời như vậy.
Chẳng phải một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao hay sao? Tần Lạc, Ất Can giải độc vương rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ đúng là làm tổn hại đến tim như những gì mà giới truyền thông Hàn Quốc và Nhật Bản đưa tin hay sao? Ất Can giải độc vương là do bác sĩ Lam Thiên Hộ nghiên cứu ra, quả đúng là có công dụng chữa trị được viêm gan B, đây vốn dĩ là một việc tốt có lợi cho nước cho dân. Nhưng nhân viên giám sát và kiểm dịch của chúng ta đã phát hiện ra, công ty Kim Huy trong quá trình sản xuất Ất Can giải độc vương đã dùng một dược liệu rẻ tiền để thay thế một loại dược liệu vô cùng quý hiếm, làm vậy thì sản lượng của họ sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng dược liệu thay thế đó không thể nào bằng được loại dược liệu vốn có, đây cũng là nguyên nhân mà Bộ Y tế tạm thời cho ngưng việc tung dược phẩm này ra thị trường lại, chứ không phải là có hại đến cơ thể, làm hư tổn tim như một số người vẫn nói, dược phẩm được chế từ một phương thuốc hoàn chỉnh sẽ không làm tổn hại gì đến cơ thể con người, chỉ có hàng giả, hàng nhái mới có hại tới cơ thể con người mà thôi. Tôi đến giờ vẫn không hiểu nổi tại sao dược phẩm không cho phép tung ra ở thị trường trong nước lại có thể được bán ở các nước khác. Có ai có thể giải thích cho tôi việc này được không? Đám phóng viên lại cười ồ lên lần nữa, không có ai chất vấn gì lại Tần Lạc cả. Không phải Tần Lạc không muốn nói cho dân chúng biết chân tướng sự việc, mà là hắn không thể làm thế. Thông qua những cố gắng, nỗ lực của bao nhiêu người, thì Trung Y đang ở trong một giai đoạn ổn định và vững bước đi lên. Vốn dĩ việc nghiên cứu ra Ất Can giải độc phương của Lam Thiên Hộ là một việc có lợi cho Trung Y. Nhưng vì hắn ta có dã tâm không tốt nên đã khiến cho việc này đi đến thế không thể không chế nổi, kết cục là kéo theo Trung Y cùng rơi xuống vực sâu. Người đứng ra tuyên bố có thể công phá viêm gan B là người Trung Quốc, tiến hành kiểm nghiệm cũng là tổ chức Trung Y, bây giờ người nhảy ra nói thuốc này có độc cũng vẫn là người Trung Quốc các người cho chúng tôi là những kẻ ngu ngốc không biết gì à. Còn một số nước cũng nắm luôn cái cớ này để công kích Trung Y Trung Dược, nếu Tần Lạc đứng ra nói rõ chân tướng sự việc vào lúc này. Thì liệu có phải những phí tổn cho những bệnh nhân uống phải thuốc giả phải vào viện ở Hàn Quốc và Nhật Bản và những tổn thất có liên quan khác sẽ do chính phủ Trung Quốc gánh chịu hết không? Món nợ này cũng lại phải đổ lên đầu Trung Y nữa ư? Cho dù có người giải quyết được vấn đề độc tố trong Ất Can giải độc phương, thì về sau ai còn dám dùng Ất Can giải độc phương? Ai còn dám tin vào thuốc Trung Y nữa? Có rất nhiều cách để chết, nhưng tuyệt đối không được lựa chọn một cái chết ngu ngốc. Đến lúc đó Trung Y sẽ thành thuốc cấm trên toàn thế giới, thì bao công sức, bao nỗ lực của Tần Lạc và vô số người theo ngành Trung Y cũng sẽ vì một lần, thẳng thắn một cách ngu xuẩn, này mà đổ sông đổ bể hết. Trung Y sẽ không cần phải cứu vớt nữa, vì nó nhất định là chết chắc rồi. Tần tiên sinh, những bệnh nhân uống loại dược phẩm rồi bị trúng độc ở Hàn Quốc và Nhật Bản có liên quan gì đến Ất Can giải độc phương không? Chẳng có liên quan gì hết, Tần Lạc nói. Nếu nói có liên quan thì đó là việc bọn họ biết rõ món hời mà Ất Can giải độc vương sẽ đem lại, nên mượn thời cơ này để phát tài, nhưng không ngờ chính việc làm đó lại hại người hại cả mình. Nghe nói loại thuốc này đến từ Trung Quốc, hơn nữa công ty sản xuất loại dược phẩm này lại là công ty Kim Huy, một nữ phóng viên mắt xanh tóc vàng dùng một giọng Trung Quốc lơ lớ hỏi, chắc cô ta là phóng viên của một tờ báo nào đó đóng ở Trung Quốc. Tần Lạc nhìn cô ta rồi cười ha ha nói, vị phóng viên này là người Pháp phải không? Đúng vậy, nữ phóng viên không ngờ Tần Lạc lại nhận ra được cả việc mình là người nước nào, vui mừng nói, tên tôi là Lori, phóng viên của tờ Dấu Bé Đời Sống Pháp Dấu Lớn. Cô Lori có lẽ không biết, có rất nhiều tranh vẽ hoặc đồ gốm sứ được những nghệ thuật gia của Trung Quốc nhái lại của người xưa và đều được người nước cô coi đó là đồ thật mà mua về tặng cho người thân, bạn bè. Khi nào cô về nước thì cũng có thể mua một bức tranh của Đường Dần hay chữ của Trịnh Bản Kiều, rẻ lắm. Chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu. Nghe thấy Tần Lạc nói vậy thì cả hội trường cười rộ hết cả lên. Vì bọn họ đều biết cái điển cố mà Tần Lạc vừa nói. Có một đại sứ người Pháp khi còn làm việc ở Trung Quốc, thì thường xuyên được bạn bè của ông ta nhờ và mua một số đồ hàng nhái là tranh vẽ hay gốm sứ đem về nước để tặng vợ hoặc người tình. Những quý cô, quý bà sau khi nhận được thì coi đó như báu vật, cất giữ hết sức cẩn thận. Những người phụ nữ Pháp đó chỉ cần đẹp mắt, làm sao có thể phân được thật giả chứ? Thậm chí, e rằng bọn họ đến đường bá hổ có phải là một loại hổ có ở Trung Quốc hay không cũng không rõ nữa. Lori chỉ biết cười, cô cũng không cố hỏi gì về vấn đề này nữa. Điển cố này cô cũng từng nghe nói qua, chính bản thân vị đại sứ người Pháp đó đã nói ra trước đông đảo truyền thông. Nghe nói tin này sau khi truyền đến tai người Pháp, thì không ít phụ nữ đã chia tay với người tình hoặc chồng mình. Tần tiên sinh, người nghiên cứu ra Ất Can giải độc phương là Lam Thiên Hộ tiên sinh hiện giờ đang ở đâu vậy?
Vì sao lại đột nhiên mất tích như thế? Tôi không biết, Tần Lạc cười nói, Bộ Y tế cũng đang tìm xem ông ta ở đâu đây. Liệu có phải đã bị diệt khẩu như người ta dự đoán không? Ai lại đi làm một việc vớ vẩn như vậy? Ất can giải độc vương còn có thể được tung ra thị trường không? Bản quyền của Ất can giải độc vương sẽ thuộc về ai? Được rồi, Tần Lạc nhìn một lượt mọi người rồi nói. Hàn huyên với mọi người lâu vậy làm tôi quên cả việc nói buổi họp báo ngày hôm nay chính thức bắt đầu. Mọi người lại cười ồ lên một lần nữa, liên tục nói không cần đâu, không cần đâu, có thể bắt đầu được rồi. Ất can giải độc vương được bác sĩ Lam Thiên Hộ phát minh ra đầu tiên, vì vậy ông ấy sẽ là người có bản quyền chính. Lam Thiên Hộ tiên sinh đã ký kết hợp đồng với công ty Kim Huy, và đem bản quyền này giao cho công ty Kim Huy, sản phẩm sẽ do công ty Kim Huy sản xuất và bán ra, còn bản thân ông ta sẽ có được một phần hoa hồng nhất định. Tất nhiên là điều này có liên quan đến bí mật thương mại giữa công ty Kim Huy và Lam Thiên Hộ tiên sinh, nên tôi cũng không biết nhiều. Hiện giờ Lam Thiên Hộ tiên sinh mặc dù không tiện lộ diện, nhưng Ất can giải độc vương sẽ do công ty Kim Huy sản xuất. Hơn nữa, để làm tiêu tan những lo lắng của một số người, thì tổ chuyên gia của Công hội Trung y sẽ tiến hành nghiên cứu ra một loại thuốc hỗ trợ sức khỏe, tránh không gây tổn hại đến cơ thể con người. Mọi người có thể yên tâm sử dụng. Nếu có vấn đề gì, Công hội Trung y sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Phương hướng đúng rồi thì khi bắt tay vào làm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tần Lạc thay đổi lối suy nghĩ của mình. Hắn dùng thời gian 2 ngày để tìm ra vị thuốc có thể triệt tiêu nốt chỗ độc tố còn sót lại. Bỏ vị thuốc này vào trong long cốt thảo phương thì hoàn toàn có thể khắc phục được vấn đề tổn hại đến tim của Ất can giải độc phương. Việc đặc biệt thì phải làm theo kiểu đặc biệt, có thái công dân bật đèn xanh cho, Ất can giải độc phương và Ất can bạn lữ, bạn đồng hành của Ất can, vừa mới ra lò là lập tức được đưa tới bộ nghiên cứu có uy lực để kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy, loại thuốc mới này không có bất kể độc hại gì đối với cơ thể người, hoàn toàn có thể bán ra ngoài thị trường. Vì vậy mà Bộ Y tế và Tần Lạc mới tự tin đầy mình để dám mở cuộc họp báo này chứ. Bên cạnh đó, thi thể của Lam Thiên Hộ cũng được tìm thấy ở trên một đống đá lộn xộn. Mặc dù trên danh nghĩa thì ông ta là người đầu tiên nghiên cứu ra Ất can giải độc vương, nhưng ông ta đã mất đi cơ hội kiếm lời thực tế. Bộ Y tế đã thống nhất thỏa thuận với Tần Lạc, để cho một công ty y dược của Bồ Tát Môn Thu mua lại công ty Kim Huy. Ất can bạn lữ sẽ do công ty Kim Huy mới nằm trong tay Tần Lạc này sản xuất và bán ra, nhà nước và công ty mới này sẽ cùng hưởng lợi nhuận đạt được. Tần Lạc biết rằng, không thể một mình nuốt hết cả một món lời lớn như Ất can giải độc phương đây, chỉ còn cách cùng hưởng lợi ích này với nhà nước thì vụ làm ăn buôn bán này mới có thể trường tồn lâu dài được. Hắn vốn định để Công hội Trung y ra mặt thu mua lại công ty Kim Huy, nhưng hắn đã chiếm một lượng cổ phần lớn trong Công hội Trung y rồi. Nếu việc này mà bị kẻ nào có dã tâm làm cho vỡ lẽ ra, thì người ta sẽ cho rằng hắn là một người tham lam hết sức. Tất nhiên, con chim chăm chỉ thì sẽ có sâu ăn. Bất kể có thừa nhận hay không thì Tần Lạc vẫn là người được lợi nhiều nhất trong vụ Ất can giải độc phương này. Hiện giờ ngoài quốc tế khuynh thành, công hội Trung y ra thì hắn lại có thêm một con gà mái có thể đẻ trứng vàng nữa rồi. Chương 942, đợi bọn họ đến cầu xin. Tần tiên sinh. Ất can giải độc vương đã C có thể tung ra thị trường chưa? Tần Lạc gật đầu nói, đã có thể rồi. Thời gian cụ thể đã được xác định chưa vậy? Có một phóng viên hưng phấn hỏi, nếu Ất can giải độc vương quả thật có thể trừ được bệnh viêm gan B, thì điều đó sẽ ảnh hưởng lớn mạnh và sâu sắc đối với Trung y dược. Trong khi diễn ra cuộc họp báo này, thì Ất can giải độc vương đã bắt đầu được đưa vào xưởng sản xuất rồi, trong vòng một tuần có thể nhanh chóng được phân phối trên khắp thị trường Yến Kinh. Trong vòng một tháng sẽ phân phối đến các cửa hàng thuốc tại các thành phố lớn, trong vòng hai tháng thì người dân có thể mua được Ất can giải độc vương tại các thành phố vừa và nhỏ. Khi nào thì nước Pháp có thể mua được loại dược phẩm này? Nữ phóng viên Lori lại một lần nữa đặt câu hỏi. Tạm thời vẫn chưa có công ty y dược nào của nước Pháp đến bàn bạc về việc nhập khẩu loại thuốc này. Tần Lạc cười nói, hiện tại người Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn giữ thái độ không tín nhiệm đối với Ất can giải độc vương. Nên tạm thời thuốc này sẽ không được đưa vào thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản. Ồ, câu nói cuối cùng của Tần Lạc như một làn sóng nổi dậy, tất cả các phóng viên có mặt ở đây đều trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn, họ đang không biết có phải mình nghe nhầm rồi không nữa. Tạm thời không được đưa vào thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản, điều đó có nghĩa là gì? Đó chính là uy hiếp. Một sự uy hiếp trần trụi. Các người không phải vẫn nói là thuốc của chúng tôi có độc hay sao? Không phải toàn dân các người đều chống lại đó sao?
Nếu các người đã không thích như thế thì chúng tôi không bán cho các người là được chứ gì? Tần Lạc tiên sinh, xin hỏi vì sao lại có một quyết định như vậy? Đây là ý kiến của bản thân anh hay là của Bộ Y tế vậy? Tại sao lại bỏ qua một thị trường lớn như thế chứ? Hành vi này liệu có phải là hành vi trả thù đối với việc chống lại Trung Y của Hàn Quốc và Nhật Bản? Những câu hỏi liên tục được đặt ra, nhưng Tần Lạc lại không có ý trả lời những câu hỏi này. Hắn chỉ cười cười, nói, suy đoán thế nào là việc của các anh, tôi sẽ không trả lời những câu hỏi có liên quan đến vấn đề này. Buổi họp báo ngày hôm nay kết thúc tại đây. Nói xong hắn bước thẳng ra bên ngoài mà không thèm để ý gì đến những câu hỏi với theo của đám phóng viên. Khi trở lại phòng hội nghị, thì thấy Lâm Hoán Khê, Cố Bách Hiền, Vương Tu Thân, Vương Dưỡng Tâm và những người khác đều có mặt ở đây để đợi hắn quay về. Ất Can giải độc Vương thật sự không tiến vào thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản ư? Không ít tiền đâu đấy. Vương Dưỡng Tâm là người đặt ra câu hỏi đầu tiên. Chúng ta phải đứng thẳng người để kiếm tiền rồi. Tần Lạc cười nói, bọn họ vừa mới triển khai một cuộc vận động lớn kháng cự lại Trung Y, giờ chúng ta lại đưa cho họ thuốc cứu mạng. Những việc không có cốt khí thế này tôi không làm được đâu. Hề hề, Vương Dưỡng Tâm cười xòa, xoa xoa tay vào nhau nói, không phải em muốn anh làm việc không có cốt khí, mà là em thấy mất đi hai thị trường lớn như thế này thì cũng đáng tiếc quá. Tất nhiên, việc đó cũng chẳng liên quan gì đến em cả, dù gì thì số tiền kiếm được cũng có phân cho em tí nào đâu. Vương Tu Thân cũng cảm thấy vui sướng với việc Ất Can giải độc Vương có thể tung ra thị trường, đừng làm việc theo cảm tính như thế. Hãy mượn thời cơ này mà mở rộng Trung Y dược đến từng ngóc ngách trên thế giới, đó mới là việc mà các người trẻ tuổi như các con phải làm. Nếu thật sự muốn báo thù họ thì có thể nâng giá lên cao mà. Tần Lạc gật đầu nói, sư phụ nói đúng lắm, nhưng đối với một số người thì thà cho họ một trận đòn còn hơn mời người ta một bữa cơm. Nếu chúng ta cần tới họ vào thời điểm này thì chưa biết chừng họ sẽ quay ra hoành hoẹ chúng ta. Cứ để cho họ không chịu nổi nữa rồi chủ động tìm đến chúng ta. Đến lúc đó chúng ta có thể tùy ý đưa ra điều kiện được rồi. Tần Lạc nở một nụ cười nham hiểm, nói, con đang đợi họ đến tận nhà mà cầu xin con đây. Để tao tức giận thì hậu quả nghiêm trọng vô cùng. Trong lúc Tần Lạc ngày đêm miệt mài nghiên cứu phương án giải độc với nhị môn nhất phái, thì bên ngoài cứ liên tục có những đợt sóng lớn công kích Trung Y. Càng làm cho hắn phải tức hộc máu miệng, đó là đối thủ của hắn, tên khốn Hứa Đông Lâm lại công khai đứng ra chỉ trích thuốc Trung Y. Hơn nữa còn lấy danh nghĩa của ông nội hắn ta để kêu gọi người nước hắn giao phó sinh mạng vào trong tay mình, ý hắn ta muốn nói, giao phó tính mạng mình vào tay Trung Y là vô cùng nguy hiểm. Là một đối thủ cạnh tranh của hắn ta, Tần Lạc có thể hiểu được vì sao hắn ta lại làm vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn nhất định sẽ tha thứ. Bây giờ có cơ hội để đáp trả lại bọn họ, thì Tần Lạc tất nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua rồi. Mày không phải nói là người trong nước nên giao phó sinh mạng cho đồng bào của mình à? Được thôi, chúng mày cứ tự đi mà giải quyết những bệnh nhân mắc chứng viêm gan B đi. Không chỉ có Nhật Bản và Hàn Quốc, mà tất cả những nước đã công kích thuốc Trung Y trong đợt phong ba này đều được liệt vào danh sách đen trong đầu Tần Lạc. Cô Bách Hiền chỉ vào Tần Lạc, nói, cái tên này, chẳng có ai kiếm được lời lãi gì từ cậu. Chỉ là tôi không thích bị thiệt thòi mà thôi, Tần Lạc cười nói. Lâm Hoán Khê bước lại trước mặt Tần Lạc, khẽ nói, về nhà nghỉ ngơi thôi. Em gọi điện bảo chị Lý hầm súp sâm cho anh. Tần Lạc nắm lấy tay Lâm Hoán Khê nói, em đi cắt tóc cùng anh nhé. Cũng lâu rồi không cắt tỉa bới gì, ảnh hưởng đến hình tượng của thần tượng trong mắt mọi người. Lâm Hoán Khê muốn giật tay ra, nhưng không ngờ là Tần Lạc lại nắm chặt như vậy, nên đành để mặc cho hắn kéo đi. Hôm nay... Tất cả nhân viên trong công hội Trung Y đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng khiến cho bọn họ cả đời không thể quên được. Cấp trên lạnh lùng như băng tuyết của bọn họ giờ đây giống như một cô gái nhỏ bé vừa mới chìm sâu vào câu chuyện tình ái vậy, hai người cứ thế kề vai sánh bước tiến ra ngoài. Cho đến khi xuống đến nhà xe và bước lên chiếc BMW màu sâm banh của Lâm Hoán Khê thì Tần Lạc mới chịu nới lỏng bàn tay mềm mại bé nhỏ của nàng. Lam Thiên Hộ chết rồi, Tần Lạc nói với Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê quay sang nhìn Tần Lạc một cái, nói, em lại cứ nghĩ hắn ta bị bắt cơ. Cho dù không chết thì cũng bị bắt, hắn ta có thể là đại diện cho một thế lực nào đó đến để phá rối. Tần Lạc tựa đầu ra đằng sau nói, hiện giờ công ty Kim Hát bị một công ty khác khống chế cổ phần, anh có một lượng cổ phần không nhỏ ở trong đó. Em biết, Lâm Hoán Khê điềm tĩnh nói. Em biết ư, Tần Lạc trợn tròn mắt hỏi.
việc hắn khống chế cổ phiếu của công ty Kim Huy là một chuyện hết sức cơ mật, ngoài Tô Tử và một số ít cổ đông ra, thì những người khác đều không biết. Hắn cũng chưa nói đến chuyện có một công ty mới thu mua công ty Kim Huy cho Lâm Hoán Khê biết, thậm chí đã hơn một tuần rồi hắn còn chưa quay về biệt thự nhà họ Lâm, vậy làm sao nàng lại biết được? Nếu không thì anh cũng không vắt kiệt sức ra như thế. Lâm Hoán Khê tiết lộ. Người phụ nữ này thật đáng ghét. Hắn lập tức quay sang dùng ngón tay khẽ nâng cằm của nàng lên, sau đó hôn lấy hôn để lên chiếc miệng nhỏ xinh vẫn còn thoang thoảng hương hoa nhài của nàng. Độ điềm tĩnh của Lâm Hoán Khê đúng là khó có ai sánh nổi, đột nhiên bị quấy nhiễu như vậy mà vẫn chẳng hề ảnh hưởng gì đến công việc lái xe của nàng cả. Có điều, bộ ngực phập phồng không ngớt đã tiết lộ tâm tình của nàng lúc này. Không đi cắt tóc nữa, Tần Lạc nói, về nhà uống canh trước đi. Tần Lạc nghĩ bụng, về nhà uống canh xong thì nhân tiện làm một hiệp với nàng đã. Hứa Đông Lâm cho dừng xe ở trước cửa ngôi biệt thự bên bờ biển rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Một ông già mặc trường bào bước đến mở cửa, khom người cung kính nói, thiếu gia, cậu đến rồi à? Hứa Đông Lâm gật đầu, sau đó đi thẳng vào bên trong. Hắn cởi bỏ chiếc áo vest khoác bên ngoài và đôi giày đi dưới chân ra rồi chậm rãi bước tới bên một ông lão đang ngồi ngủ gật trên ghế. Ông ơi, Hứa Đông Lâm khẽ gọi. Ông lão như vừa bừng tỉnh từ trong giấc nồng, mở to đôi mắt còn mơ màng của mình, nói, Đông Lâm, cháu đến rồi à? Vâng, thưa ông. Hứa Đông Lâm bước đến trước mặt Hứa Phược và ngồi xuống pha cho ông một tách trà rồi nói, ông đã đọc qua báo ngày hôm nay chưa ạ? Hứa Phược bưng tách trà lên nhấp một ngụm, xúc miệng rồi nhổ vào một cái đĩa bên cạnh đó, sau đó mới chậm rãi đáp lại, đọc rồi, thằng nhãi họ Tần đấy ồn ào như vậy thì làm sao mà không để ý tới được. Ông nghĩ gì về việc này? Bọn chúng đúng là đã tìm ra phương pháp loại trừ bệnh viêm gan B rồi sao? Hứa Đông Lâm vẫn giữ thái độ nghi ngờ với những gì mà Tần Lạc đã nói trong buổi họp báo. Hắn ta thích phức tạp hóa vấn đề, nhưng không phải là kẻ ngu dốt. Nếu không chắc chắn thì hắn sẽ không làm vậy đâu. Những việc khi trước mà hắn làm ở Hàn Quốc thì làm gì có việc gì không phải là vô pháp vô thiên. Nhưng cuối cùng hắn ta vẫn làm được hết đó thôi. Hứa Phược nhìn ra xa xăm, đôi mắt như chìm sâu vào trong ký ức xưa cũ nói. Nếu điều đó là thật, thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Tâm tình của Hứa Đông Lâm không được tốt, mấy hôm trước vừa mới đứng ra chất vấn, nghi ngờ thuốc trung y, không ngờ lại bị người ta tát lại cho một cái đau điếng nhanh đến vậy. Đông Lâm, ông già rồi, không phải chuyện gì cũng đến đây để hỏi ông thế đâu. Hứa Phượng nói với giọng như thể muốn đặt mình ra ngoài mọi việc vậy. Nếu cháu đã đến tìm ông thế này thì chắc cũng nghĩ qua đối sách rồi phải không? Vâng ạ, Hứa Đông Lâm gật đầu đáp. Nếu ớt can giải độc vương quả đúng là có thể loại trừ được bệnh viêm gan B như họ nói, thì khát vọng mua về của dân chúng là vô cùng mãnh liệt. Nếu chính phủ không thể nhập được loại thuốc đó về, thì bọn họ sẽ rất thất vọng về chúng ta. Đến lúc đó, chính phủ cũng sẽ ép buộc chúng ta phải cho ra một bước nhượng bộ nhất định. Cháu có ý kiến là, để công ty y dược Hàn Quốc chủ động đến Trung Quốc chủ động bàn bạc với chính phủ của bọn họ. Nếu vẫn không được, thì bảo chính phủ đứng ra hiệp đàm cũng được. Cùng lắm là bỏ thêm ra chút lợi nhuận là được chứ gì. Hứa Phược gật đầu nói, chính phủ có thể không bận tâm đến thể diện, nhưng giới y học chúng ta thì vẫn phải bận tâm. Những việc thế này bảo bọn họ làm cũng có tầm ảnh hưởng lớn hơn một chút. Ông cho rằng nên làm như thế ạ? Hứa Đông Lâm nói. Ừ, lẽ nào vẫn còn cách nào tốt hơn hay sao? Hứa Phược đặt tách trà trên tay mình xuống, giơ tay ra nắm chặt lấy tay cháu mình, trầm lắng nói, Đông Lâm à. Sống cùng thời với một đối thủ như vậy, thì đối với cháu mà nói đó là một sự may mắn, đồng thời cũng là một niềm bất hạnh. Cháu sẽ không thua hắn ta đâu, Hứa Đông Lâm nói với vẻ mặt hung dữ. Bất kể là thắng hay thua thì cháu đều phải cố gắng, phải kiên trì. Hứa Phược nói, đây hát không phải là chuyện của một người, cũng không phải là chuyện của một đời, mà là chuyện của cả một dân tộc, của ngàn vạn đời về sau. Chương 943, có giỏi thì cứ việc đến đây. Cách phản ứng nằm trong đúng dự đoán của Tần Lạc, nhưng tốc độ phản ứng của bọn chúng thì lại nằm ngoài dự tính của hắn. Tần Lạc đoán rằng bọn chúng nhất định phải chịu áp lực từ các bệnh nhân nhiễm viêm gan B, nhưng bản thân hắn vừa mới công bố niêm yết cho ớt can giải độc vương trên thị trường nhằm bài trừ tin tức từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Cho dù bệnh nhân viêm gan B của Hàn Quốc đã xem những tin tức có liên quan đến việc này, nhưng cũng không thể đưa ra những kháng nghị có hiệu quả ngay được. Bây giờ bọn họ tự tìm đến hắn nhanh như vậy. Chứng tỏ rằng tốc độ phản ứng của họ vô cùng nhanh nhạy.
Công ty đầu tiên cũng như to nhất của Hàn Quốc tìm đến chính là công ty chế dược Tây Á Murakami, chủ tịch công ty Tây Á Choi Si-jun là một thương nhân trung niên vô cùng thanh tao nho nhã. Tần tiên sinh, chúng tôi đem thành ý của chúng tôi tới đây, nếu như anh cần chúng tôi làm gì thì xin cứ việc lên tiếng, chúng tôi sẽ chọn lựa suy nghĩ kỹ càng. Choi Si-jun mỉm cười nhìn Tần Lạc nói, trên mặt ông ta lúc nào cũng nở một nụ cười gần gũi và thân thiện như vậy. Nhưng thực chất bên trong lại ẩn chứa một thái độ vô cùng ngạo mạn, cao cao tại thượng, và cũng vô cùng dễ tỏ ra cho Tần Lạc nhận biết được điều đó. Chọn lựa suy nghĩ kỹ càng. Tần Lạc suýt chút nữa thì bật phì cười khành khạch, thằng cha này hay thật, tự thân mình đến nhờ cậy người ta thế mà còn lại làm trò. Thế này chẳng bằng tự vứt một cục tiền vào mặt Tần Lạc, rồi nói, đồng ý với điều kiện của tôi, số tiền này sẽ là của anh. Như vậy hiệu quả có khi còn tốt hơn cái kiểu đạo đức giả này. Cảm ơn ông Choi đã vất vả đường xá xa xôi tới đất Trung Quốc này. Tôi cũng tin rằng ông đem lòng thành tâm của mình tới đây, nhưng ông cũng nên biết rằng Hàn Quốc và Nhật Bản vừa mới có một làn sóng phản đối Trung Y vô cùng dữ dội, hơn nữa chính phủ của các ông còn yêu cầu Bộ Y tế của chúng tôi bồi thường nữa. Các ông còn nói chúng tôi rằng chỉ vì cái ất can giải độc phương của chúng tôi làm cho người bệnh bên các ông bị trúng độc. Trong những lúc như thế này, tôi thật sự không dám bán loại thuốc này cho Hàn Quốc và Nhật Bản chút nào cả. Tần Lạc vừa nâng tách trà lên vừa cười tủm tỉm đáp lại, trong bụng hắn không ngừng cười thầm đắc chí, mày làm hàng với tao hả, tao sẽ cho mày biết thế nào là bố của làm hàng. Nghe Tần Lạc nói vậy ngón tay cái của Choi Si-jun lúc này bỗng hơi máy lên một cái, sau đó ông lại cười hề hề nói, đúng vậy, đúng vậy. Đúng là đã phát sinh ra những chuyện như vậy, tôi nghĩ trong đây chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Nhưng đây là việc giữa hai quốc gia với nhau. Tần tiên sinh à, chúng ta đều là thương nhân làm ăn buôn bán, mà đã là thương nhân thì chỉ cần có lợi là làm. Tôi nghĩ Tần tiên sinh cũng không muốn từ bỏ cái thị trường màu mỡ của Hàn Quốc đúng không? Có tiền tội gì không kiếm cùng với nhau chứ? Chủ tịch Choi nói vậy là hơi quá rồi, thuốc của chúng tôi là của đất nước chúng tôi, và y thuật cũng vậy. Ví dụ như lần ở Hàn Quốc này, hầu hết mọi người đều ra đường phản đối Trung Y cả. Nếu không có chính phủ của ông đứng sau xúi dục, thì chuyện này liệu có xảy ra không? Trung Y bị tổn thương, sao lại không có quan hệ tới quốc gia hai nước được cơ chứ? Choi Si-jun nghe vậy liền đặt tách trà xuống, nghiêm nét mặt nhìn Tần Lạc rồi nói, vậy ý của Tần tiên sinh là gì? Tôi thì vẫn cứ cho rằng chờ chính phủ của các ông điều tra rõ ràng bệnh tình của các bệnh nhân mắc viêm gan B xong đã, rồi chúng ta mới bàn tới việc làm ăn. Nụ cười trên môi của Tần Lạc cũng tắt hẳn, để cho đối phương biết được lòng quyết tâm của hắn ra sao. Tôi nghĩ chính phủ của các anh sẽ vui hơn nếu chúng ta hợp tác với nhau. Choi Si-jun chuẩn bị dùng sức mạnh từ chính phủ để gia tăng sức ép lên Tần Lạc. Vậy sao, có lẽ là vậy, Tần Lạc bất cần nhúng vai nói, nếu không còn chuyện gì nữa, thì tôi nghĩ tôi chẳng cần phải tiễn ông ra về rồi. Hắn đã không đi tiễn, thì người khác trong này cũng không được phép đi tiễn Choi Si-jun. Dĩ nhiên, vì hắn không hay đến công hội Trung Y, nên cũng không có thư ký riêng của hắn ở đây. Choi Si-jun nghe vậy liền gật đầu rồi nghiêm nét mặt lại đứng dậy đi luôn. Chủ tịch, thằng danh đó quá hỗn láo rồi, chúng ta phải kiện hắn về tội vô lễ mới được. Vừa bước ra khỏi cửa, thư ký của Choi Si-jun tức mình oán trách nói. Câm miệng, Choi Si-jun gắt lên, kiện ai hả? Kiện củ khoai à, nếu như không phải có người khác đỡ lưng cho hắn, thì hắn cũng làm gì có quyền ở đây. Nếu như không có người giúp đỡ thì hắn làm sao quyết định được cái ất can giải độc phương được niêm yết trên thị trường. Đồ ngu! Lâm Hoán Khê đẩy cửa bước vào hỏi, anh muốn uống gì không? Cho anh tách trà, Tần Lạc nói, vừa rồi bận cãi nhau với người khác, thư ký bưng trà vào đây anh còn chưa kịp uống. Lâm Hoán Khê nghe vậy nhoẻn miệng cười nói, anh từ chối rồi hả? Ừm, Tần Lạc đáp, nếu mà để chuyện đó được giải quyết dễ dãi như vậy, thì chắc Thái Bộ trưởng băm vằm anh ra mất. Thái Bộ trưởng không phải đem toàn quyền giải quyết chuyện này cho anh rồi hay sao? Cái gì mà toàn quyền giao cho anh giải quyết? Anh chỉ là dung cây dọa khỉ thôi, lần này bọn chúng làm giấy lên làn sóng phản đối Trung Y dữ như vậy là vì cái gì? Không phải là muốn bôi nhọ Trung Y hay sao? Hình tượng của Trung Y bây giờ đang bị tổn thương nghiêm trọng. Quốc gia không tiện ra tay, thì cứ để cái thằng như anh đứng ra đàm phán điều kiện có khi còn hay hơn ấy chứ. Tần Lạc và Thái Bộ trưởng cũng đã bàn bạc qua rồi, cả hai đều nhất trí cho rằng muốn giải quyết vụ việc lần này phải ít nhất thỏa mãn được 3 điều kiện sau. Thứ nhất, đích thân chính phủ của bọn họ đúng ra chứng minh rằng các bệnh nhân viêm gan B bị trúng độc chẳng liên quan gì tới Trung Y cả.
Thứ hai, phải xin lỗi Bộ Y tế Trung Quốc và Trung Y trước toàn thể mọi người. Thứ ba, Hứa Đông Lâm phải xin lỗi Trung Y vì những lời lẽ khó nghe đã phát biểu. Dĩ nhiên, cái điều kiện cuối cùng này là do Tần Lạc tự cho thêm. Thỏa mãn ba điều kiện này, Tần Lạc mới cho họ cơ hội được hợp tác. Dĩ nhiên, giá cả thì hắn cũng sẽ chém đẹp thêm một chút. Lâm Hoán Khê rửa sạch chiếc cốc, sau đó pha cho Tần Lạc một tách trà mới rồi bưng lên nói, cái móng của Trung Y Building cũng đã làm xong rồi, anh có muốn đi xem không? Toái Toái dạo gần đây cũng hay ra đó theo dõi công trình, cô ấy sợ có vấn đề. Vì đây là hạng mục đầu tiên của cô ấy, do vậy cô ấy cũng rất lo lắng. Tần Lạc đặt tách trà lên trên bàn, quàng tay ôm Lâm Hoán Khê vào trong lòng và nói, em cố gắng khuyên cô ấy cho anh, không việc gì phải lo lắng đâu, anh hoàn toàn tin tưởng vào cô ấy. Lâm Hoán Khê lúc này đột nhiên đưa mắt hướng về phía cửa, vì nàng sợ có người đi vào trong này bắt gặp cảnh hai người đang. Tần Lạc đưa tay lên xoa xoa vào hông của Lâm Hoán Khê cười nói, sợ cái gì chứ? Chúng ta không phải là vợ chồng rồi hay sao? Lâm Hoán Khê vẫn nhảy ra khỏi đùi Tần Lạc, ngồi lên chiếc ghế sofa bên cạnh hắn. Mấy hôm trước cô có gọi cho anh, Tần Lạc nhìn Lâm Hoán Khê nói. Cô ở nước ngoài có khỏe không? Lâm Hoán Khê hỏi. Khỏe, Tần Lạc đáp, cô ấy hỏi chúng ta bao giờ mới có baby đấy. Lâm Hoán Khê nghe vậy khẽ quay mặt đi ngượng đáp, là hỏi anh, chứ có hỏi em đâu. Là hỏi chúng ta, anh một mình thì có baby thế nào được? Ngập ngừng một lúc, Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc nói, chờ cho thời cơ chín hơn một chút nữa. Nói xong nàng không cho Tần Lạc có cơ hội nói, liền đứng dậy quay người vào trong đi luôn. Chờ cho thời cơ chín hơn à, Tần Lạc mỉm cười thầm nghĩ, mình vẫn còn nợ cô ấy một thứ chưa đưa. Ít ra, một buổi lễ thành hôn lãng mạn hoành tráng là không thể thiếu được rồi. Viện điều dưỡng Long Tức. Trong viện, Long Vương đang nhắm mắt ngồi trên chiếc ghế mây, gương mặt ông vẫn vậy, trông như một hung thần dáng thế, làm cho người khác nhìn vào luôn cảm thấy run sợ trước ông. Ngồi cạnh ông lúc này là một thiếu phụ vô cùng đẹp, đẹp đến mê hồn vậy. Đứng sau lưng thiếu phụ là một người trẻ tuổi vô cùng thanh tú anh tuấn. Người trẻ tuổi này cũng cúi đầu, hai mắt nhìn xuống im lặng như các vị sư ngồi thiền vậy. Lạc Sân nhìn Long Vu Ân khẽ thở dài nói, bao nhiêu năm qua rồi. Sao cái tính của ông vẫn ương ngạnh vậy? Năm xưa tôi chọn cha của Thiên Trọng chính là vì cái tính này của ông đấy. Trên thế gian này, có lẽ chỉ có người phụ nữ này mới dùng ngữ điệu như vậy nói chuyện với Long Vương. Nghe Lạc Sân nói vậy, Long Vương bất giác mở mắt ra nhìn bà ta một cái, sau đó cầm tách trà lên uống một hơi cạn sạch nói, bà hôm nay tới đây rồi, có gì thì cứ nói luôn ra đi. Lạc Sân nhìn vào cái tách không còn lấy một giọt trà của Long Vương, rồi lại quay sang con trai của mình Hoàng Thiên Trọng nói, Thiên Trọng mau rót trà cho bác đi con. Hoàng Thiên Trọng nghe vậy liền bước tới lấy ấm trà rót cho Long Vương, nhưng hắn không ngờ bàn tay của Long Vương che luôn miệng tách nói, không cần đâu. Để con nó rót trà cho ông có gì mà phải từ chối như vậy? Lạc Sân oán hờn nói. Hoàng Thiên Trọng lúc này tay vẫn cầm ấm trà mà tiến thoái lưỡng nan. Nhưng sau khi nghe Lạc Sân nói vậy, hắn lại một lần nữa cầm ấm trà định rót cho Long Vương một lần nữa. Tôi đã nói không cần là không cần. Long Vương vẫn lấy tay che lấy miệng tách trà, không để cho Hoàng Thiên Trọng có lấy một kẽ hở nào có thể rót trà vào được. Ánh mắt của Hoàng Thiên Trọng lúc này ánh lên một tia sát khí. Nhưng rất nhanh nó lại vụt biến mất, hắn đặt ấm trà cuống lùi lại, rồi tiếp tục im lặng không nói câu gì. Thiên trưởng, cho Thiên Trọng một cơ hội đi. Lạc Sân nói, nó có năng lực, ông cũng biết, tuy nó ra ngoài đời bao năm như vậy rồi, nhưng nó vẫn còn tình cảm vô cùng sâu đậm với Long Tức. Không đời nào, Long Vương thẳng thừng từ chối. Tại sao vậy? Lạc Sân ngước gương mặt xinh đẹp lên nói, Thiên trưởng. Ông tại sao lại không suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định? Để nó kế vị ông và Thiên Minh không được sao? Long Tức là do một tay ông và Thiên Minh lập nên, tại sao lại giao nó cho người ngoài? Tôi không hề trao nó cho người ngoài. Long Vương lạnh nhạt nói, tôi giao nó cho quốc gia, tôi phòng thủ trong giặc ngoài, tức là cũng có thể giết mấy đứa Hán gian đấy. Long Vương cũng không thèm nhìn Hoàng Thiên Trọng lấy một cái, mà ông cứ nhìn về phía trước như đang nói với không khí vậy. Nếu như tôi mà là cậu, tôi sẽ cút đi thật xa. Tôi cũng chẳng cần quan tâm tới cậu sống chết thế nào, nhưng tôi không muốn tự tay mình giết chết cậu. Các mô cơ trên mặt của Hoàng Thiên Trọng căng cứng hẳn lên, cứ như dưới lớp da mịn màng của hắn có mấy con giun, con giòi đang cong mình gồng lên cuồn cuộn vậy. Cháu mà đã muốn thì chắc chắn là phải đoạt cho bằng được. Hoàng Thiên Trọng nghiến răng nói.
vậy thì cứ việc xin mời. Ánh mắt của Long Vương như tóe hai hàng lửa điện.